Mục Hạ Viêm cũng nhất nhất trả lời bọn họ, nhưng nói được cũng không nhiều, chỉ là nói đơn giản hắn tinh thần tiêu hao quá mức, còn có nói đơn giản một chút nhạc trong thành tình huống. Mà Thi Luy Luy rồi lại là ở rối rắm, muốn hay không đem ngoại tinh nhân sự cùng bọn họ nói đi. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy cần thiết cùng Mục Hạ Viêm nói một ít, rốt cuộc kia ngoại tinh nhân cũng không biết là địch là hiểu, làm Mục Hạ Viêm phòng bị một chút luôn là tốt, hơn nữa lúc ấy Lý Khắc Lâm cầm kia súng laser khi, phòng chừng Mục Hạ Viêm cũng thấy được, bất quá muốn cùng Mục Hạ Viêm nói, nhưng không cần thiết ở trước mặt mọi người nói. Nghĩ chờ mọi người cơm nước xong, thì Luy Luy lại đem Mục Hạ Viêm kêu đơn độc một phòng, mọi người đều treo ngôi sao bát quái mắt tới xem Thi Luy Luy, mà Mục Hạ Viêm tuy rằng là vẻ mặt vô biểu tình, nhưng xem hắn chân chịu nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh đi theo Thi Luy Luy liền biết hắn tâm tình là thực tốt. Ở đơn độc trong phòng, Thi Luy Luy cố ý hoa một chút thời gian tới bày một cái trận pháp, sau đó mới cùng Mục Hạ Viêm nói về ngoại tinh nhân sự, nàng chỉ nói Lý Khắc Lâm chủ nhân là ngoại tinh nhân, nàng còn đặc biệt cường điệu chính mình cũng tin tưởng đó là cái ngoại tinh nhân. Kia khẩu súng chính là tốt nhất chứng minh, nhưng về phi thuyền vũ trụ sự, nàng cũng không có cùng Mục Hạ Viêm nói, nàng tưởng trước nhìn xem kia phi thuyền vũ trụ sau lại phân tích muốn hay không cùng Mục Hạ Viêm giảng, đến nỗi Mục Hạ Viêm tin hay không, đó là chuyện của hắn. Có thể đem kia khẩu súng cho ta xem sao? Mục Hạ Viêm sau khi nghe xong liền bình tĩnh nói, mặt khác phía trước cũng không có nhìn đến Lý Khắc Lâm nổ súng, hắn chỉ nhìn đến Lý Khắc Lâm trên tay cầm thương, hắn còn tưởng rằng đó là đặc chế súng ống. Cho nên này sẽ nghe được Thi Luy Luy nói đó là ngoại tinh nhân đồ vật khi, hắn trong lòng là kinh ngạc. Hành, Thi Luy Luy nói từ trong không gian đem kia chi súng laser lấy ra tới cho hắn nói, ngươi cầm đi nghiên cứu đi, về sau nếu là có thể làm ra như vậy súng ống tới, nhớ rõ để lại cho ta mấy cái. Nàng nói lời này là có vài phần nói giỡn ý vị, nhưng nàng không biết. Mục Hạ Viêm tiếp nhận súng laser, nghe xong nàng lời nói sau lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Hắn tinh tế nhìn trên tay súng laser, tạo hình kỳ thật cùng súng lục ngoại hình không sai biệt lắm, màu xám bạc, nhưng là lại không có viên đạn, nguyên lai phóng viên đạn kẹp địa phương như là đảo như là thả một ít tinh hạch giống nhau đồ vật. Lần đầu tiên cầm ngoại tinh nhân ngoạn ý, Mục Hạ Viêm cũng không dám đại ý loạn hủy đi. Hắn tìm một cái đất chống thử đã phát một thương, một đạo quá ngắn màu bạc laser nháy mắt đem trên mặt đất đánh một cái lỗ nhỏ, này lỗ nhỏ rất sâu, thuyết minh xuyên thấu lực phi thường cường. Hơn nữa không tiếng động vô vị, đánh tang thi này súng laser là phi thường thực dụng đồ vật. Đây là chân chính súng laser, cũng không phải trên địa cầu những cái đó laser chỉ dùng tới phụ trợ súng laser, nhìn đến súng ống uy lực. Xác thật là làm Mục Hạ Viêm có điểm kinh ngạc, này sẽ hắn nhưng thật ra có điểm tin tưởng Thi Luy Luy nói ngoại tinh nhân sự. Hơn nữa Thi Luy Luy cũng không cần thiết lừa hắn, nghĩ hắn nói cái kia ngoại tinh nhân hiện tại ở nơi nào ngươi biết không? Thi Luy Luy lắc đầu nói, không biết. Bất quá nghe Lý Khắc Lâm nói, ngoại tinh nhân giống như chỉ có một. Chúng ta nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Nàng cho rằng Mục Hạ Viêm cũng là lo lắng ngoại tinh nhân đã đến không biết là tốt là xấu, cho nên lại nhắc nhở một câu. Mục Hạ Viêm gật gật đầu nói, việc này, ta có thể cùng người khác nói sao? Hắn biết Thi Luy Luy có rất nhiều bí mật, nhưng là rất nhiều bí mật đều là không thể nói cho người khác, nhưng là về ngoại tinh nhân sự. Hắn một người khẳng định là thu phục không được, hắn cũng không phải vạn năng. Này đó công nghệ cao đồ vật vẫn là muốn thông qua những cái đó nhà khoa học tới nghiên cứu tương đối hảo, cho nên hắn vẫn là muốn trưng cầu một chút nàng. Tùy ngươi, thì Luy Luy nhàn nhạt một câu, nàng vốn dĩ chính là muốn cho hắn đi nghiên cứu, sao có thể không cùng người khác nói. Luy Nhi, cảm ơn ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Mục Hạ Viêm nhìn Thi Luy Luy nói, hai cái đôi mắt đều sáng lên, tuy rằng hắn rất tưởng cùng Thi Luy Luy ngốc tại một phòng, nhưng là hiện tại biết có ngoại tinh nhân tin tức. Hắn đến cùng huynh đệ bọn thuộc hạ mở họp, hiện tại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm, hắn vẫn là phân đến ra nặng nhẹ. Mục Hạ Viêm đi rồi Thi Luy Luy liền đi ra ngoài đem bảo bối nhi tử kéo vào trong phòng nói chuyện phiếm, đương nhiên nàng cũng đem liên quan tới ngoại tinh nhân sự cùng hắn nói, bất quá nàng đồng dạng không có nói ra phi thuyền vũ trụ sự. Thi Chính Thiên nghe xong cũng biểu hiện ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng tới, kia tiểu bộ dáng đáng yêu vô cùng, Thi Luy Luy mỗi khi nhìn đến đáng yêu nhi tử trong lòng đều mềm đến rối tinh rối mù. Mụ mụ, người nói chúng ta có hay không cơ hội đến mặt khác tinh cầu đi xem. Thi Chính Thiên một bộ khát khao thần sắc nhìn Thi Luy Luy. Cái này rất khó nói không chừng ngày nào đó chúng ta là có thể ngồi là phi thuyền vũ trụ đến vũ trụ thượng bay lượn. Thi Luy Luy cũng ảo tưởng kia tình cảnh, tưởng tượng đến bây giờ địa cầu biến hóa, nói không chừng thật là có cơ hội, chẳng qua không biết muốn nhiều ít năm, hơn nữa nàng liền thu được phi thuyền vũ trụ đâu, nếu có thể nghiên cứu hảo kia phi thuyền vũ trụ. Khả năng thật là có cơ hội đi vũ trụ.
Mẫu tử hai người hàn huyên đã lâu, thẳng đến không sai biệt lắm đêm khuya, thì Luy Luy làm Thi Chính Thiên đi cùng hắn ba ba ngủ, bọn họ phụ tử buổi tối đều là muốn luyện công, căn bản không có lãng phí thời gian tới ngủ, cho nên làm hắn đi cùng Mục Hạ Viêm một phòng an toàn nhất, nói như vậy nàng liền có thể tiến không gian tu luyện, hiện tại không gian có thể đi vào nàng liền gấp không chờ nổi tưởng tiến trong không gian tu luyện. Đem Thi Chính Thiên đưa đến Mục Hạ Viêm phòng sau, thì Luy Luy liền về phòng, nàng làm A Phúc canh giữ ở cửa, giữ cửa cửa sổ quan hảo, kiểm tra trong phòng trận pháp không có sai lầm, liền vào trong không gian. Tiến trong không gian thì Luy Luy cả người đều cảm thấy thoải mái, nguyên bản buổi sáng bởi vì đã chịu một chút thương, tuy rằng đã ăn qua hồi xuân đan, thân thể mấy quyển thượng là không có gì sự, nhưng là ngực vẫn là có điểm khó chịu, này sẽ tiến trong không gian, nàng liền giác kia khó chịu cảm giác như là không có dường như. Cảm thụ một chút đã lâu không gian linh khí, nàng hít sâu một hơi, thần thức lại nháy mắt đi tới rồi chữ vật thất. Nàng muốn đi xem xét một chút phi thuyền vũ trụ, xem có thể không đi vào. Kia nặc đại phi thuyền bị nàng thu vào không gian chữ vật trong phòng sau. Nó liền ngốc tại chỉ cần một cái hố, lại còn có rút nhỏ rất nhiều, giống một đều mô hình giống nhau, ở hố nàng cũng nhìn không tới này trong phi thuyền đồ vật. Nghĩ nghĩ, nàng thuấn di đến dòng suối nhỏ mặt sau nơi đó, phỏng chừng một chút trong không gian lớn nhỏ, nguyên bản nàng không gian chỉ có hai sân bóng lớn nhỏ, nhưng bởi vì đệ trải qua vài lần dung hợp sau đã trở nên rất lớn. Bây giờ còn có đại bộ phận ruộng màu mỡ nàng đều còn không có thời gian loại thượng giống loài. Mà dòng suối nhỏ mặt sau tới gần cái kia đại lốc xoáy địa phương hẳn là có thể phóng đến hạ này phi thuyền vũ trụ. Nghĩ nàng thay đổi một chút vị trí, thần niệm vừa động, nháy mắt kia nặc đại phi thuyền vũ trụ đứng sừng sững ở nàng trước mặt. Thì Luy Luy nhìn trong lòng thực vừa lòng, dòng suối nhỏ mặt sau vừa vặn tốt có thể phóng đến hạ phi thuyền. Nàng cao hứng tại đây phi thuyền vũ trụ thượng tìm kiếm có thể tiến vào bên trong nhập khẩu, chính là nàng tìm hơn một giờ đều còn không có tìm được có thể đi vào môn, sở hữu đại môn đều là đóng cửa, liền một ít cửa sổ cũng đều là quan đến gắt gao, căn bản là vào không được. Bất qua ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, phía trước phi thuyền là ở trong nước, nếu là có cửa sổ là khai như vậy này trong phi thuyền phòng chừng sẽ nước vào, nghĩ nghĩ thì Luy Luy lại dùng thần thức vào xem, nhưng liền thần thức cũng tiến không xem, nhìn không tới phi thuyền bên trong. Thì Luy Luy phòng chừng này phi thuyền vũ trụ hẳn là dùng một ít ngăn cản tinh thần lực xem xét đồ vật chế tạo, nếu không nàng thần thức không có khả năng vào không được. Tuy rằng nàng thần thức ở bên ngoài ngoại phóng không được, nhưng ở trong không gian, nàng có thể tùy ý phóng ra, xem ra cái này phi thuyền nàng còn tạm thời xem xét không được. Bất quá thì Luy Luy cũng không nóng nảy, hiện tại nàng vẫn là cảm thấy tăng lên tu vi tương đối quan trọng, không tra ra cái gì kết quả, nàng liền nhanh chóng điều chỉnh một chút tâm thái tu luyện lên. Thật lâu không có tiến không gian tu luyện, nàng trước từ huyền thể thuật bắt đầu luyện khởi, luyện xong một bộ huyền thể thuật sau liền đến băng trong hồ phao, sau đó lại đi vào tu luyện trong phòng đà tỏa hấp thu linh khí. Bên ngoài suốt một buổi tối, ở trong không gian qua 7-8 thiên, thì Luy Luy vẫn luôn ở trong không gian tuần hoàn tu luyện, một cái tuần hoàn xuống dưới nàng lại cầm lấy kiếm tới luyện, nàng cảm thấy chính mình đánh nhau kinh nghiệm vẫn là không đủ, cho nên luyện kiếm cũng gia nhập tuần hoàn chi giữa. Chờ nàng tu luyện đến hừng đông khi, thì Luy Luy đã cảm giác được sắp đến đột phá. Tính một chút thời gian, nếu là mỗi ngày buổi tối đều có thể tiến không gian nói, nhiều nhất cũng chính là 10 ngày tả hữu nàng liền có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng. Nghĩ thì Luy Luy cao hứng đang chuẩn bị ra không gian, đột nhiên nàng nhớ tới ngày đó thu vào không gian hai cái tiểu mã, kia hai cái tiểu mã nàng chỉ là thuận tay thu vào trong không gian, cũng không có xem qua hai cái tiểu mã ở trong không gian thế nào, nàng nhìn thời gian còn sớm, cũng không vội mà ra không gian, liền đến trên sườn núi tìm một chút, trên sườn núi trừ bỏ trái cây. Trên cơ bản đều là gia cầm động vật, cái gì động vật đều có. Hiện tại A Phúc rất ít đi vào trong không gian, ban ngày A Phúc ở bên ngoài giúp nàng lái xe, buổi tối muốn giúp nàng thủ vệ, cho nên trong không gian trên sườn núi gia cầm động vật, đều là lộn xộn cảm giác, phía trước nàng vào không được không gian. Nàng cũng không biết này đó gia cầm là như thế nào sống sót. Phỏng chừng là trên cây rớt xuống thục thấu quả tử, chúng nó đem những cái đó rớt xuống mà quả tử ăn mới không chết đi. Mà hai cái tiểu mã ở một góc thoải mái nằm trên mặt đất, chúng nó thường thường dùng đại đại đôi mắt tò mò nhìn những cái đó gà vịt ngỗng. Nhìn đáng yêu vô cùng, không biết bảo bối nhi tử có nghĩ muốn một cái tới chơi chơi, nghĩ nàng linh cơ vừa động, tới rồi chữ vật trong phòng bắt đầu tìm kiếm đồ vật tới. Ở tu chân giới vật phẩm chung, thực mau nàng liền tìm tới rồi một cái bàn tay đại vòng tròn. Này vòng tròn ở tu chân giới kêu linh thú hoàn. Người tu chân nếu là muốn thu phục một cái linh thú vì chính mình chiến đấu hoặc là đương chơi sủng nói, có thể dùng đến này linh thú hoàn. Này linh thú hoàn là chuyên môn vì bắt giữ linh thú mà luyện chế một loại pháp khí,
chỉ cần dùng linh thú hoàn tới bộ trụ linh thú. Sau đó lại đem linh thú hoàn lấy máu nhận chủ, linh thú sẽ tương đương với nhận chủ, sẽ ngoan ngoãn nghe theo chủ nhân phân phó. Như có phản kháng nói liền sẽ đã chịu phản phệ. Nhưng linh thú hoàn cũng có ưu khuyết chi phân, lại còn có một ít khuyết tật. Tỷ như nói, không thể dùng linh thú hoàn khế ước tu vi cao hơn nhận chủ bản nhân quá nhiều linh thú, phẩm chất đế kém linh thú hoàn cũng vô pháp khế ước cao tu vi linh thú. Hơn nữa một quả linh thú hoàn chỉ có thể khế ước một cái linh thú, này tương đương với linh thú hoàn là một loại có hạn chế dùng một lần tiêu hao pháp khí, luyện chế lên cũng muốn tiêu phí một ít công phu. Nhưng là loại này linh thú hoàn so với tu chân giới khế ước pháp quyết chỗ tốt chính là, bắt giữ đến linh thú có thể bán ra, mà khế ước pháp quyết một nhận chủ liền cả đời nhận chủ, bán ra không được, cho nên ở tu chân giới này linh thú hoàn vẫn là rất có thị trường, mà cái này linh thú hoàn chính là cơ sư phó lưu lại. Cơ sư phó ở phàm nhân giới khi chính là sinh ra với ngự linh tông, mà ngự linh tông đó là lấy bắt giữ linh thú, hầu dưỡng linh thú buôn bán linh thú môn phái, cho nên cơ sư phó còn lưu có không ít loại này linh thú hoàn đặt ở chữ vật trong phòng, bất quá đại đa số đều là đế giai linh thú hoàn vì nhiều, nhưng thi lui lui cầm cái này lại là một cái không tồi linh thú hoàn, này linh thú hoàn đều có không gian, giống linh thú túi giống nhau có thể đem linh thú đặt đến linh thú hoàn trong không gian. Thì lùi lùi chính là tưởng thử một chút này linh thú hoàn có thể hay không đem tiểu mã khê ước. Nếu là có thể nói, như vậy tiểu mã nàng liền có thể đưa cho thi chính thiên chơi. Này biến dị mã tuy rằng sức chiến đấu khả năng chỉ là giống nhau, nhưng là lại có thể coi như phương tiện giao thông. Lấy hiện tại mặt thế hoàn cảnh tới xem, về sau khẳng định sẽ không có như vậy nhiều xinh đẹp xi măng quốc lộ có thể đi. Nhưng nếu có chỉ mã nói, những cái đó đường nhỏ liền có thể nhẹ nhàng nhanh chóng đi rồi. Nghĩ thi lùi lùi nháy mắt liền đến tiểu mã bàng biên. Hai cái tiểu mã nhất bạch nhất hắc, nàng nghĩ đến thi chính thiên cưỡi lên con ngựa trắng một bộ bạch mã vương tử bộ dáng khi liền quyết định dùng con ngựa trắng tới thí, nếu là thật sự có thể khế ước nói vậy đem khế ước đến con ngựa trắng linh thú hoàn cấp thi chính thiên. Nghĩ, nàng liền tới rồi một cái tiểu mã mặt sau, đem tiểu mã chế trụ, cầm trên tay một phen tiểu đao, ở tiểu mã giữa mày chỗ nhẹ nhàng một thứ, nháy mắt giữa mày liền lộ ra vài giọt huyết châu, nàng động tác tin tốc đem tiểu mã huyết tích ở linh thú hoàn thượng, nháy mắt linh thú hoàn liền phi thoát ra tay nàng, bay đến tiểu đầu ngựa đế, đem tiểu mã bộ trụ, tiếp theo ngay lập tức xoay tròn lên. Không một hồi đột nhiên linh thú hoàn thượng toát ra vô số kim sắc thần bí phù văn, này đó phù văn kim quang lấp lánh, oánh quang quay chung quanh, thần bí dị thường, bay nhanh vòng quanh linh thú hoàn chuyển động, hơn nữa ở tiểu mã giữa mày chỗ chậm rãi hình thành từng đạo kim sắc vòng sáng, phù văn vòng sáng chậm rãi ở hoàn toàn đi vào tiểu quái giữa mày chỗ. Tiểu mã vừa mới bắt đầu vẫn là có điểm dãy dụa. Chờ kia phù văn vòng sáng toàn bộ hoàn toàn đi vào giữa mày sau, nó tức khắc một cái giật mình, trong mắt xuất hiện mê mang chi sắc, không một hồi, nó thân hình chợt lóe liền không thấy, linh thú hoàn cũng rơi xuống trên mặt đất. Thì lùi lùi nhìn đến tình huống này phỏng chừng là đã khế ước thành công, nàng cao hứng đem linh thú hoàn nhặt lên, thần thức nhanh chóng xem xét một chút linh thú hoàn tự mang không gian, bên trong đang nằm một cái tiểu mã, thật đúng là thành công, này có phải hay không đại biểu cho về sau nàng có thể khế ước khác biến dị thú. Tưởng tượng đến chính mình có uy vũ hung mãnh biến dị thú giúp đỡ chính mình chiến đấu, thì lui lui trong lòng một trận trào dâng, bất qua nghĩ đến linh thú hoàn số lượng cùng hạn chế, nàng cảm thấy cái này linh thú hoàn vẫn là muốn cẩn thận dùng hảo, nghĩ nàng nhìn một chút thời gian, đã không còn sớm, phòng trừng bảo bối nhi tử ở bên ngoài sốt ruột chờ. Thì lui lui nháy mắt chợt lóe, ra không gian nhanh chóng ra phòng, một mở cửa nàng liền nhìn đến bảo bối nhi tử đang cùng hỏi A Phúc nói, hắn nghe được môn thanh liền quay đầu, thấy thì lui lui ra tới. Hắn cao hứng nói, mụ mụ, người không sao chứ, hôm nay như thế nào như vậy vãn ra tới. Mụ mụ không có việc gì, mụ mụ tìm một cái thứ tốt, người ba ba bọn họ đâu. Thì lui lui nhìn trên bàn cơm còn thả một chút bữa sáng, mà Mục Hạ Viêm bọn họ lại không ở, phỏng chừng Mục Hạ Viêm là ăn xong rồi, nàng chỉ là tùy ý hỏi một câu. Ba ba cùng thúc thúc nhóm đều đi ra ngoài an bài sự tình, mụ mụ ngươi tìm cái gì thứ tốt. Thì chính thiên tò mò nói. Nói cũng đã duỗi tay ý bảo nàng ôm hắn. Thì lùi lùi một tay đem thi chính thiên bế lên, hướng về bàn ăn đi, nàng thừa dịp này sẽ mọi người đều đi ra ngoài, đại sảnh thượng không ai liền từ trong túi lấy ra linh thú hoàn tới cấp hắn nói, người lấy máu nhận chủ thử xem. Nói nàng đã ở cơm ghế ngồi xuống, đem thi chính thiên cũng đặt ở bên cạnh ghế trên. Thi chính thiên vừa nghe muốn lấy máu nhận chủ trong lòng liền cao hứng lên, chỉ cần mụ mụ cấp lấy máu nhận chủ đồ vật đều là thứ tốt, hắn nơi nào sẽ không cao hứng. Hắn tiếp nhận kia vòng tròn, này vòng tròn thành công người bàn tay như vậy đại, hắn cũng không nhìn kỹ, không chút suy nghĩ nâng lên tay nhỏ, hung hăng giảo phá ngón út đầu bài trừ huyết châu tới liền bôi trên vòng tròn thượng.
Trong nháy mắt, vòng tròn thượng một đạo thần bí kim sắc phù văn vòng liền phi vào hắn giữa mày, hắn trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn mụ mụ, thấy mụ mụ chỉ là cười cười không nói lời nào, biết phòng trừng sẽ không có hại, hắn đem ánh mắt liền quay lại tới rồi vòng tròn thượng, nghiên cứu một hồi lâu, đều làm không rõ ràng lắm đây là thứ gì, nghĩ nghĩ hắn nhảy xuống ghế dựa ôm Thi Lui Lui đùi làm nũng nói, mụ mụ, đây là cái gì à? Thi Lui Lui bị hắn này một làm nũng, trong lòng liền không đành lòng đậu hắn, ngươi thử dùng tinh thần lực tiến vòng tròn xem một chút. Thi Chính Thiên vừa nghe liền nhanh chóng tập trung tinh thần nhìn linh thú hoàn, không một hồi hắn liền thấy được một cái không đủ 10 bình phương không gian, mà trong không gian chính là một cái tiểu mã như là biết có người xem nó giống nhau, nó nâng lên tiểu đầu dùng đại đại ngập nước ánh mắt nhìn chính mình giống nhau. Thi Chính Thiên nhìn đến là cái biến dị mã đầu tiên là cả kinh, theo sau hắn tự cảm giác được cùng này tiểu mã có tâm linh cảm ứng giống nhau, hắn tò mò nhìn một hồi, nhất thời cũng không biết đây là có chuyện gì liền rời khỏi tinh thần lực. Hắn ghé vào Thi Lui Lui chân to thượng ngẩng đầu nhỏ, dùng cái kia quả nho tựa lượng lượng đôi mắt, tò mò nhìn Thi Lui Lui. Thi Lui Lui này sẽ vừa vặn đem bữa sáng ăn xong, đem cơm trên mặt đồ vật thu thập một chút, nàng cảm giác được bảo bối nhi tử ánh mắt liền kéo lên hắn tay nhỏ. Dùng một cái cầm máu dán đem hắn kia tiểu miệng vết thương cấp dán sát vào. Lúc này mới cười nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, đó là linh thú hoàn, bên trong tiểu mã là mụ mụ tặng cho ngươi đương sủng vật, hiện tại nó đã cùng ngươi khế ước, sẽ vô điều kiện nghe ngươi lời nói, ngươi đến hảo hảo đem nó cấp dưỡng lớn, còn có, việc này không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên. Tính luôn cả ngươi ba ba, biết không? Nàng lời này mới vừa nói xong, Mục Hạ Viêm mấy người liền từ bên ngoài trở về, Thi Lui Lui nhìn thoáng qua bọn họ cũng không để ý tới. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Thi Chính Thiên, thẳng đến hắn cũng nghiêm túc gật gật đầu, nàng mới yên tâm xuống dưới, nàng kỳ thật rất sợ Mục Hạ Viêm sẽ hỏi Thi Chính Thiên về chính mình một ít đồ vật. Liền sợ Thi Chính Thiên đối mặt hắn ba ba tình hình lúc ấy khó xử đem một ít việc nói ra đi, bất quá chỉ cần Thi Chính Thiên đáp ứng rồi nàng không nói cho bất luận kẻ nào. Như vậy hắn liền sẽ làm được. Các ngươi liều cái gì đâu? Mục Hạ Viêm nhìn hai mẫu tử nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ như là đang thương lượng sự, hắn trực giác liền cảm thấy cùng chính mình có quan hệ, liền hỏi một câu. Không có gì, có thể xuất phát đi. Thi Lui Lui có lệ nói. Ân, thu thập một chút đi thôi. Mục Hạ Viêm nghe xong Thi Lui Lui nói trong lòng thực mất mát, hắn minh bạch Thi Lui Lui vẫn là bài xích hắn, hắn nhìn thoáng qua nhi tử. Thi Chính Thiên này sẽ cũng không xem hắn, hắn trong lòng lại một trận mất mát. Liền nhi tử cũng không thân cận chính mình. Hắn trong lòng buồn bực, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đi qua đi liền đem Thi Chính Thiên một phen bế lên tới đối Thi Lui Lui nói, hôm nay ta ngồi ngươi xe. Hắn nói liền đem Thi Chính Thiên ôm đi ra ngoài. Thi Lui Lui vẫn luôn đều không cho Mục Hạ Viêm ở chính mình xe vận tải, chính là sợ Mục Hạ Viêm cho nàng đưa tới phiền toái, không đến bất đắc dĩ nàng đều sẽ không làm Mục Hạ Viêm thượng nàng xe vận tải, này sẽ cũng không biết hắn phát cái gì thần kinh, một hai phải ngồi nàng xe. Nghĩ nghĩ, nàng phân phó A Phúc đem đồ vật thu thập một chút liền đi theo Mục Hạ Viêm đi ra ngoài, tới rồi xe vận tải khi, Mục Hạ Viêm lại cả người nằm trên giường lót thượng, mà bảo bối nhi tử ngồi ở bàn nhỏ thượng cầm thư đang xem. Thì Lui Lui đang nghĩ ngợi tới khuyên bảo Mục Hạ Viêm đi khác xe lại nghe hắn nói, ta tinh thần thần còn không có khôi phục, quấy dày. Nghe xong những lời này Thi Lui Lui tưởng đem Mục Hạ Viêm khuyên đi nói lập tức nuốt trở về, nàng từ đã biết Mục Hạ Viêm không phải ngựa giống nam hậu, nàng trong lòng đối hắn cái loại này chán ghét thiếu rất nhiều, đối hắn cũng không có như vậy chống cự, nghĩ đến Nhạc Thành đêm đó hắn ôm nàng một đường chạy, lại giúp nàng xóa sạch Lý Khắc Lâm kia thương. Hơn nữa tinh thần tiêu hao quá mức tưởng tượng liền biết không dễ dàng như vậy khôi phục nhanh như vậy, nàng tiết kiệm được một viên dưỡng thần đan làm Mục Hạ Viêm ở trong xe nghỉ ngơi, kia cũng đáng đến, nghĩ liền từ hắn. Mà xe vận tải dương bên ngoài, Triệu Thiên Vọng trong xe, Vương Hương Vân gắt gao nhìn chằm chằm Thi Lui Lui xe vận tải dương, nàng hai mắt tất cả đều là âm ngoan, vừa mới nàng nhìn đến Mục Hạ Viêm ôm Thi Chính Thiên nhập hàng xe, mà Thi Lui Lui theo sau đuổi theo ra tới, nhìn đến này như là ba người giống cái hạnh phúc tiểu gia đình giống nhau. Nàng trong lòng một cổ không cam lòng cùng oán hận tất cả đều nảy lên trong lòng. Hừ, lại thấy thế nào Mục Hạ Viêm cũng không phải ngươi. Triệu Thiên Vọng khinh thường nói, hắn đã sớm biết Vương Hương Vân đối Mục Hạ Viêm nhất vãng tình thâm, sớm chút năm hắn cũng nghe tiểu đạo tin tức, biết Vương Hương Vân làm như hạ quá dư cấp Mục Hạ Viêm tin tức, chẳng qua không biết những cái đó tiểu đạo tin tức là thật là giả hơn nữa. Nhưng là từ kia tin tức tránh ra tới sau, Mục gia liền rất ít cùng Vương gia lui tới, này đảo làm hắn cảm thấy chuyện đó là thật sự. Hiện tại Vương Hương Vân đã cùng hắn hợp tác, hơn nữa thân thể lại bị hắn thượng quá, hắn đã đương Vương Hương Vân là người của hắn, mà nàng trong lòng cư nhiên còn nghĩ Mục Hạ Viêm, Triệu Thiên Vọng cũng là phi thường khó chịu,
nhịn xuống liền sặc nàng một câu. Vương Hương Vân quay đầu tới nhìn thoáng qua Triệu Thiên Vọng, nàng thần sắc nháy mắt từ âm ngoan chuyển vì ôn hòa, như thế nào? Ta Triệu thiếu chủ ghen tị. Ân, nàng nói toàn bộ thân thể dựa hướng Triệu Thiên Vọng, trên tay còn duỗi hướng hắn đũng quần, mềm nhẹ vuốt ve kia lập tức có phản ánh nhị đệ. Triệu Thiên Vọng cũng không đáp lại về phía sau lại gần một dựa, vẻ mặt hưởng thụ tùy ý Vương Hương Vân sờ. Vương Hương Vân nhìn như vậy Triệu Thiên Vọng trong mắt hiện lên chán ghét, nhưng nàng động tác lại không có dừng lại, mà là toàn bộ mặt cũng tới gần hắn bên tai, dụ hoặc ở bên tai hắn thổi một ngụm nhẹ khí mới nói nhỏ, ngươi liền hãy chờ xem, ta sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, tin tưởng không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ không hảo quá. Triệu Thiên Vọng vừa nghe mở mắt nhìn Vương Hương Vân, mà Vương Hương Vân này sẽ tay đã rời đi hắn đũng quần, người cũng về tới phó ngồi trên, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia xe vận tải, trong lòng tuy rằng là cười lạnh, nhưng nhiều ít cũng có chút chờ mong, rốt cuộc hắn đã sớm tưởng Mục Hạ Viêm đã chết, này sẽ nghe Vương Hương Vân nói như vậy, nói không chừng nàng thật đúng là có thể làm ra chút chuyện gì tới. Thực mau đội ngũ lại tiếp tục xuất phát, lúc này đây xuất phát, bọn họ làm theo đi trung ương căn cứ quân đội đi, có quân đội phía trước khai quá lộ, bọn họ đi rồi 3 ngày đều thực thuận lợi, tuy rằng gặp được tang thi cùng biến dị thú càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có gặp được cái gì trọng đại nguy hiểm, 3 ngày sau bọn họ đã tới rồi, Tùy Thành, địa giới. Qua Tùy Thành sau, liền không có quân đội khai quá lộ có thể đi, Viêm Thiên căn cứ cùng trung ương căn cứ một cái ở Hoa Quốc trung tâm, một cái ở phía đông bắc hướng, từ Tùy Thành sau này liền không tiện đường, kỳ thật có thể thuận lợi đi qua 3 ngày hơn nữa không có tử vong nhân số, bọn họ đã cảm thấy thực may mắn. Chạng vạng khi, đội ngũ ở Tùy Thành đường cao tốc bên cạnh, một nhà bất chính quy phục vụ trạm nghỉ ngơi, bình an qua một đêm sau, ngày hôm sau đội ngũ lại tiếp tục xuất phát. Lần này bọn họ đội ngũ vừa mới khai ra đường cao tốc không bao lâu, liền gặp được đến một chiếc đơn độc một chiếc xe đột nhiên liền ở bọn họ phía trước dừng lại. Từ đội ngũ tiến vào Tùy Thành địa giới sau, đã gặp qua không ít đội ngũ, những cái đó đội ngũ đều là Tùy Thành hiệu khu một cái tiểu trong căn cứ ra tới nhiệm vụ, nhưng lần này gặp được chính là một người, người nọ chiếc xe như là đã không có khí du, bên trong nhân khí vẫn từ trong xe đi ra, hắn nhìn thoáng qua Mục Hạ Viêm đội ngũ thực lực sau như là có chút buồn rầu, cuối cùng vẫn là đem Mục Hạ Viêm đoàn xe ngăn cản xuống dưới. Đoàn xe đột nhiên dừng lại, thì Luy Luy ở xe dương nghi hoặc, như thế nào vừa mới xuất phát liền dừng lại. Lúc này mới đi không một hồi đi liền gặp được tang thi. Mục Hạ Viêm vẫn luôn ở Thi Luy Luy trong xe khôi phục tinh thần lực, tuy rằng đi qua mấy ngày, nhưng hắn tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên không đến phải như vậy hắn cũng không chuẩn bị dùng tinh thần lực đi xem xét. Hắn đang muốn xuống xe xem sao lại thế này khi, Mục Vân liền đến xe vận tải trước cửa kêu hắn. Thi Luy Luy đem cửa xe mở ra, thấy Mục Vân bên người còn có một người nam nhân, hắn đế đầu, thân xuyên kỳ lạ quần áo, nhìn một loại khác thường, cũng mang theo một loại cảm giác thần bí. Nàng tò mò nhìn nhiều liếc mắt một cái, đáng tiếc nam nhân toàn bộ phần đầu đều bị mũ choàng đương hơn phân nửa, hơn nữa hắn đế đầu, nàng thấy không rõ hắn bộ dạng, nàng cũng không nhiều lại ý. Biết Mục Vân là tìm Mục Hạ Viêm liền hướng hắn gật gật đầu, sau đó liền tránh ra làm Mục Vân lên xe. Mục Vân thấy Thi Luy Luy cũng gật gật đầu xem như đánh chiêu trăng, nhưng hắn cũng không có lên xe, mà là đứng ở xa tiền, nhìn xe dương Mục Hạ Viêm liền nói, Viêm ca, vị này huynh đệ nói hắn xe không có du. Muốn dùng tinh hạch đổi chúng ta khí du. Đổi cho hắn đi, một người ở trên đường không dễ dàng. Mục Hạ Viêm đột nhiên khó được khởi xướng thiện tâm tới. Thì Luy Luy nghi hoặc nhìn thoáng qua Mục Hạ Viêm. Ngày thường Mục Hạ Viêm khẳng định sẽ không quản những người này. Đây là bởi vì ở bên ngoài, bọn họ khí du cùng đồ ăn cũng không phải rất nhiều. Trong đội viên nhìn đến đồ vật cũng là rất ít. Hắn không có khả năng một gặp được có đội ngũ muốn đổi đồ vật liền sảng khoái đổi cho người khác. Đương nhiên đại đa số đội ngũ tới đổi đồ vật khi, đều là dùng đổi đồ vật lấy cớ tới thăm đội ngũ thực lực, những cái đó đội ngũ trong lòng đều là không có hảo ý. Phía trước gặp được vài lần có khác đội ngũ muốn đổi đồ vật khi, Mục Hạ Viêm đều là không thế nào lý người khác. Chỉ có nhìn đến những cái đó xác định là gặp nạn, hơn nữa cũng không có ý xấu người Mục Hạ Viêm mới có thể cùng bọn họ đổi. Nghĩ Thi Luy Luy lại nhìn thoáng qua này ăn mặc kỳ dị người, vừa lúc nàng nhìn đến hắn ngẩng đầu lên. Dùng nghe tới có điểm biệt nữ tiếng Hoa nói, cảm ơn. Hắn nói liền nhìn về phía Mục Vân, mà Mục Vân biết Mục Hạ Viêm ý tứ cũng mang theo người đến trang có khí du trên xe đi lấy du. Thì Luy Luy nhìn người nọ bóng dáng, vừa mới nàng nhìn đến hắn đôi mắt dưới một nửa khuôn mặt, hắn làn da là tiểu mạch sắc. Liền một nửa khuôn mặt nhìn rất giống là con lai, đột nhiên Thì Luy Luy trong óc một ý niệm hiện lên. Này ý niệm làm nàng trong lòng chấn động,
theo sau nàng cực nhanh khai khởi linh nhãn, nhìn một chút nam nhân dị năng giai đoạn, này không xem còn hảo, vừa thấy nàng dọa nhảy dựng, cư nhiên là cái lục giai dị năng giả. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Mục Hạ Viêm, chỉ thấy Mục Hạ Viêm rất nhỏ hướng nàng giơ một chút đầu, cũng không nói chuyện, thì Lùi Lùi nhanh chóng đem cửa đóng lại, cũng không hỏi lời nói. Không bao lâu, nàng từ nhỏ trên cửa sổ nhìn đến kia nam nhân lái xe chiếc hướng về Nhạc Thành phương hướng đi rồi, nàng trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ Mục Vân đi vào xe vận tải lại lần nữa báo cáo thay đổi nhiều ít xu khi, Mục Hạ Viêm làm Mục Vân đến xe vận tải đi lên hỏi chuyện. Mục Hạ Viêm hỏi, người nọ có nói là muốn đi đâu sao? Hắn nói là đi Nhạc Thành, người nọ làm sao vậy? Mục Vân xem người nọ cảm thấy người nọ thực bình thường cũng không có không thích hợp địa phương, nhưng hắn thấy không rõ đối phương giai đoạn, cũng chỉ tưởng cái cùng Mục Hạ Viêm giống nhau là cái tứ giai dị năng giả mà thôi. Cũng bởi vì đối phương giai đoạn cao, cho nên hắn mới đến Mục Hạ Viêm nơi này trưng cầu Mục Hạ Viêm ý kiến, nhưng Mục Hạ Viêm như bây giờ hỏi, vậy chứng minh rồi người nọ khả năng có vấn đề. Còn nói cái gì không có? Mục Hạ Viêm thần sắc nghiêm túc tiếp tục hỏi. Không có, hắn chỉ nói muốn đi Nhạc Thành, nói xe khai một nửa không có du, hy vọng chúng ta đổi điểm du cho hắn. Mục Vân nhìn Mục Hạ Viêm thần sắc, sợ người nọ khẳng định không đơn giản, cho nên đem nam nhân nói nguyên lời nói đều chiếu dọn ra tới. Ân, không có việc gì, ngươi trở về đi, tiếp tục xuất phát. Mục Hạ Viêm nói liền vội vàng Mục Vân xuống xe. Không một hồi đoàn xe thực mau liền thúc đẩy tiếp tục lên đường, thì Lui Lui ở trong xe vẫn luôn nghĩ đến nam nhân kia vấn đề, nỗ lực nghĩ cái kia nam đặc điểm, còn có quần áo trên người, nghĩ nghĩ nàng đột nhiên đối Mục Hạ Viêm nói, Mục Hạ Viêm, nam nhân kia chính là Lý Khắc Lâm trong miệng nói ngoại tinh nhân. Giọng nói của nàng khẳng định, Mục Hạ Viêm nghe xong lập tức ngẩng đầu lên. Biểu tình có điểm kinh ngạc nhìn Thi Lui Lui, hắn vừa rồi nhìn thấy nam nhân khi, chỉ cảm thấy kia nam nhân không đơn giản, hơn nữa hắn cũng cảm giác được nam nhân trên người có loại cường đại dị năng dao động, nhưng là hắn lại thấy không rõ là mấy giai. Cao giai dị năng giả xem đế giai dị năng giả, thực dễ dàng liền nhìn ra là mấy giai, nhưng đế giai dị năng giả chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được cao giai dị năng dao động, nhưng là nhìn không ra là mấy giai, cho nên hắn nhìn đến nam nhân khi cảm giác được nam nhân trên người dị năng dao động khi, hắn trong lòng có điểm kinh ngạc, cũng bởi vì kiêng kỵ nam nhân, hắn sảng khoái trao đổi khí du, không nghĩ tới Thi Lui Lui lại đột nhiên nói kia nam nhân là ngoại tinh nhân. Thi Lui Lui phía trước tuy rằng nói qua ngoại tinh nhân sự cấp Mục Hạ Viêm biết, nhưng là cũng không có nói thật sự kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì nói được quá kỹ càng tỉ mỉ nói liền sẽ hợp với phi thuyền vũ trụ đều phải nói ra, ngoại tinh nhân trông như thế nào xuyên cái gì quần áo, nàng đều không có nói tỉ mỉ, mà Lý Khắc Lâm nói cho nàng tuy nói cũng không phải rất tinh tế. Nhưng là một ít chi tiết vẫn là nói ra. Tỷ như nói, ngoại tinh nhân ăn mặc chính là một thân màu bạc thực đặc biệt quần áo, còn có người Hoa cùng người nước ngoài con lai bộ dáng, nhưng là hỗn nước nào con lai Lý Khắc Lâm cũng nói không nên lời là hỗn nước nào. Phía trước nhìn đến nam nhân trên người quần áo khi, nàng là cảm thấy thực kỳ dị một ít, nhưng cũng không có đi hoài nghi, nhưng là đương nhìn đến hắn bộ dạng đặc biệt giống con lai khi, nàng nhớ tới Lý Khắc Lâm lời nói, liền có hoài nghi. Thẳng đến nam nhân dị năng giai đoạn khi, thì Lui Lui khẳng định cái kia chính là Lý Khắc Lâm theo như lời ngoại tinh nhân, vì cái gì như vậy khẳng định, đó là bởi vì hiện tại tuy rằng là mặt thế, nhưng là biến dị hành biết đến người rất ít, muốn tăng lên dị năng tương đương khó, liền tính là có cổ võ nội tâm công pháp tăng lên dị năng tương đối mau, nhưng là cũng tuyệt đối không thể có người ở mặt thế còn chưa tới 3 tháng thời điểm, cũng đã có thể trở thành lục giai dị năng giả. Dị năng giả càng cao giai tăng lên càng khó. Mỗi thăng nhất giai đều là muốn gấp 10 lần năng lượng tới tăng lên, giống bình thường dị năng giả lên tới nhất giai tương đối dễ dàng, nhưng là nếu tưởng lên tới nhị giai vậy tương đương với muốn gấp 10 lần nhất giai năng lượng, mới tăng lên tới nhị giai, mà nhị giai nghĩ đến tam giai cũng đồng dạng là muốn gấp 10 lần năng lượng, đồng thời, yêu cầu thời gian cũng khẳng định là muốn rất dài. Mà thế mới 3 tháng không đến, cho dù là có biến dị hành, có cổ võ nội tâm công pháp, có biến dị quả có thể ăn, mỗi ngày không ngừng trệ dùng sở hữu thời gian tới tăng lên dị năng. Nhưng cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đến lục giai, có lẽ sẽ có ngũ giai, nhưng lục giai cũng phi thường khó. Nhưng, mặt trên sở hữu điều kiện có người có thể toàn bộ đều thỏa mãn sao? Giống Mục Hạ Viêm như vậy may mắn người, cơ hồ đều có mặt trên điều kiện, trừ bỏ ban ngày thời gian hắn dùng để lên đường ngoại, liền ngủ hắn đều dùng để tu luyện, nhưng hắn tu vi cũng chỉ là vừa rồi đạt tới tứ giai không lâu mà thôi. Hơn nữa tăng lên dị năng cũng không phải không có bình cảnh. Một gặp được bình cảnh như vậy liền sẽ một hai tháng thậm chí một năm đều tăng lên không được giai cấp, cho nên Thi Lui Lui một phân tích liền rất khẳng định kia nam nhân chính là ngoại tinh nhân, chỉ có ngoại tinh nhân mới có thể sẽ là cái lục giai dị năng giả,
hơn nữa kia ngoại tinh nhân nơi tinh cầu cũng rất có thể cũng là có dị năng giả. Mục Hạ Viêm nghe được Thi Lui Lui ngữ khí như vậy khẳng định, cũng tin nàng nói, hắn nghĩ nghĩ liền hạ một đạo nhanh hơn tốc độ hồi thành phố X mệnh lệnh cấp Mục Vân bọn họ. Hiện tại hắn biết ngoại tinh nhân dị năng giai đoạn như vậy cao, hắn cũng không biết này ngoại tinh nhân là địch là bạn, có thể hay không đối Mục gia có ảnh hưởng, thậm chí đối toàn bộ địa cầu có vang ảnh, này đó hắn đều phải nhanh lên trở lại trong căn cứ chuẩn bị sẵn sàng ứng đối. Mọi người thu được này mệnh lệnh cũng đều tốc độ cao nhất đi tới, thực mau đội ngũ liền rời đi Tùy Thành, chẳng qua vừa ly khai Tùy Thành, bọn họ đội ngũ liền không thể đi quân đội khai quá lộ, không có quân đội khai quá lộ. Trên đường sẽ có gặp được một ít phế tích xe đổ ở bên trong, vì đêm này đó xe cấp đẩy ra, bọn họ lại muốn dừng lại một hồi làm người đi xuống đẩy đến ven đường, ngẫu nhiên xe đẩy khi còn sẽ gặp được có tang thi. Cái này làm cho bọn họ hành trình đi được phi thường chậm, một ngày cơ hồ đi không được 200 km lộ, hơn nữa Mục Hạ Viêm phía dưới đội viên còn có một hai cái bị điểm thương, bất quá còn dễ chịu thương cũng không trọng. Cũng không phải tang thi trào thương. Chỉ cần cấp Mục Dương dùng một chút chữa khỏi dị năng trên cơ bản liền không có cái gì vấn đề lớn. Ngày này chạng vạng bọn họ tới rồi Tương Thành địa giới. Từ Tương Thành lại hướng thành phố X đi, sau này đều là vùng núi, mà từ trên bản đồ xem. Ở Tương Thành bên trái chính là chữ danh thần nông khu rừng, ở cái này bất đồng trên địa cầu, này thần nông khu rừng phi thường đại, bất quá còn hảo bọn họ cũng không dùng trải qua thần nông khu rừng. Hơn nữa cho dù là vùng núi, nhưng cũng là có đường cao tốc cùng quốc lộ có thể đi. Đội ngũ ở trạng vạng khi liền ở Tương Thành vào núi khu phía trước một cái thôn xóm nhỏ nghỉ ngơi. Vào núi khu lộ khẳng định rất nguy hiểm, cho nên Mục Hạ Viêm ở thôn xóm nhỏ nghỉ ngơi khi liền lấy ra không ít súng ống cùng với đạn dược, lựu đạn linh tinh cấp các đội viên để ngừa vạn nhất. Buổi tối cơm nước xong sau Mục Hạ Viêm lại lôi kéo Tô Y Nguyên mấy người ở nghiên cứu lộ tuyến, hắn tưởng suốt đêm lên đường đi. Bởi vì vào vùng núi mặc kệ ban ngày vẫn là ban đêm đều rất nguy hiểm, lấy này ở vùng núi nhiều mốc một ngày. Còn không bằng suốt đêm lên đường nhanh lên đi ra vùng núi tới hảo. Chờ thương lượng hảo lộ tuyến sau, mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi, Trần Quân Nghĩa liền tới tìm Thi Lui Lui. Thi Lui Lui thực mau khiến cho hắn tiến vào, còn cố ý làm hắn đến nàng trong phòng. Mọi người nhìn đều mang theo nghi hoặc biểu tình, suy đoán Thi Lui Lui đem này tiểu hài tử mang tiến nàng phòng làm ma. Mà Mục Hạ Viêm càng là dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn thoáng qua Trần Quân Nghĩa, hắn nhìn đến có người tiến Thi Lui Lui trụ phòng. Trong lòng phi thường khó chịu. Thi Lui Lui cũng không để ý tới bọn họ, mang theo Trần Quân Nghĩa vào phòng, nàng đã sớm ở trong phòng bố hảo trận pháp, để chính mình có thể tiến không gian tu luyện. Mấy ngày nay, vừa đến buổi tối có địa phương nghỉ ngơi khi, nàng đều thời không gian tu luyện, nàng tính ra tới, không cần phải 3-4 thiên hẳn là liền sẽ tăng lên tới luyện khí 4 tầng, cho nên nàng thực quý trọng buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Kêu hắn vào phòng nàng cũng là không nghĩ để cho người khác biết nàng cùng hắn nói cái gì, Thi Lui Lui đem cửa đóng lại. Làm Trần Quân Nghĩa ở một cái ghế ngồi, nàng cũng không vội mà hỏi hắn tìm nàng chuyện gì, mà là tinh tế quan sát Trần Nghĩa Quân một hồi, mấy ngày này từ có giúp Thi Chính Thiên thu hắn đến tiểu đệ tâm tư sau, nàng liền vẫn luôn lưu ý Trần Quân Nghĩa, một đường quan sát xuống dưới cũng chỉ cảm thấy hắn là cái trầm tĩnh ít lời tiểu hài tử mà thôi. Hiện tại Trần Quân Nghĩa ở trong đội tuy rằng ăn đến vẫn là giống nhau, nhưng cả người thoạt nhìn đã không có lúc trước như vậy gầy trơ xương cô độc bộ dáng, dài quá một ít thịt, tuy rằng vẫn là gầy. Nhưng tiểu bộ dáng thoạt nhìn lớn lên không tồi, chính là làn da đen một chút. Trần Quân Nghĩa cũng đồng dạng bình tĩnh nhìn Thi Lui Lui, hắn nhìn Thi Lui Lui đánh giá chính mình, trong lòng là có điểm câu nệ, rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, nhưng hắn trên mặt lại không hiển lộ ra tới. Thi Lui Lui nhìn hắn tay vẫn luôn gắt gao nắm, biết hắn chỉ mặt ngoài trấn định mà thôi, nhưng đối với một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử tới nói, đã là phi thường không tồi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn khẩu súng, Trần Quân Nghĩa thực mau liền đem mắt nói ra. Thi Lui Lui phỏng chừng là Mục Hạ Viêm không có phát súng ống cho hắn, mà vào vùng núi lại nguy hiểm, hắn cũng là sợ cố ý ngoại đi, nghĩ nghĩ nàng liền khó xử hắn nói ta dựa vào cái gì cho ngươi. Ta mệnh là các ngươi, Trần Quân Nghĩa biểu tình nghiêm túc nhìn Thi Lui Lui ngắn gọn nói. Thi Lui Lui vừa nghe, trong lòng có điểm kinh ngạc, tuy rằng nàng đã sớm nghĩ đến Trần Quân Nghĩa có thể là nhìn đến Thi Chính Thiên kia xuất sắc cổ võ. Hơn nữa cường đại dị năng, cho nên đối Thi Chính Thiên có điểm hâm mộ, hoặc là ngưỡng mộ. Lúc này mới làm hắn thường thường đi theo Thi Chính Thiên. Nàng vốn tưởng rằng hắn là muốn học cổ võ, sau đó dùng hắn cho rằng có giá trị đồ vật tới trao đổi, không nghĩ tới hắn lại cho rằng hắn mệnh là của bọn họ, là bởi vì lúc trước cứu hắn, cho nên hắn cho là như vậy. Tuy rằng nàng trong lòng có điểm hoài nghi,
nhưng là nghe hắn này vừa nói nhưng thật ra cảm thấy hắn không phải cái vong ân phụ nghĩa người. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta có thể cho ngươi súng ống, thậm chí có thể cấp cổ võ nội tâm công pháp cho ngươi học, nhưng ta muốn ngươi bảo đảm, vĩnh viễn không được phản bội chúng ta, ngươi có làm hay không được đến. Ta thể vĩnh viễn không phản bội các ngươi, nếu không không chết tử tế được. Trần Quân Nghĩa trong lòng một trận kích động, trịnh trọng chuyện lạ nâng lên tay nhỏ khởi xướng lời thề tới. Thực hảo, thì Lùi Lùi từ ba lô lấy ra một thương điểm nhỏ súng lục tới đưa cho hắn lại nói, ngươi tốt nhất nhớ rõ chính ngươi hôm nay theo như lời. Ngày mai buổi sáng xuất phát khi, ngươi đến xe vận tải tới, về sau ta làm ngươi cùng mỗi ngày cùng nhau học tập, hôm nay ngươi liền đi về trước nghỉ ngươi đi. Trần Quân Nghĩa nghe xong Thi Lui Lui nói như vậy, trong lòng lại là một trận kích động, hắn minh bạch đây là hắn một cái cơ hội, một cái có thể cường đại lên cơ hội, nghĩ hắn cưỡng chế chính mình chấn định tiếp nhận nàng trong tay súng lục, hai mắt lượng lượng nhìn Thi Lui Lui nói cảm ơn, ta tuyệt không sẽ làm các ngươi thất vọng. Hắn nói liền ngạo nghễ quay đầu rời đi. Thì Lùi Lùi nhìn Trần Quân Nghĩa rời đi, trong lòng một trận cảm khái, mà thế tiểu hài tử thật không dễ dàng cũng không đơn giản a, đương nhiên nàng cũng không phải toàn tin Trần Quân Nghĩa theo như lời. Mà thế sao nhân loại tâm tính so với kia chút hung mãnh biến dị thú còn đáng sợ, nàng trước nay đến trên thế giới này ngày đầu tiên khi, nàng liền nhắc nhở chính mình không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, không phản bội cũng chỉ là bởi vì ích lợi không đủ đại, hết thảy chỉ là nhân ích lợi mà xô xử mà thôi. Bất quá nàng là có biện pháp có thể cho Trần Quân Nghĩa không phản bội, tỉ như tu chân giới đủ loại cấm chế, khế ước, pháp quyết từ từ, nàng có rất nhiều biện pháp, chỉ là bởi vì nàng hiện tại tu vi không cao, rất nhiều pháp quyết nàng không có biện pháp dùng ra tới mà thôi, chờ đến luyện khí 4 tầng trở lên liền có thể sử dụng rất nhiều tu chân giới đủ loại thủ đoạn, nàng sẽ không sợ người khác phản bội. Nghĩ đến tu chân giới đủ loại pháp quyết, thì Lui Lui trong lòng một trận nóng lên. Nàng đi ra ngoài công đạo một chút Thi Chính Thiên lại làm hắn cùng Mục Hạ Viêm ngủ sau, liền trở lại trong phòng đóng cửa lại cửa sổ tiến không gian tu luyện. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ chuẩn bị hào tiếp tục xuất phát, lần này Mục Hạ Viêm tinh thần lực đã tốt không sai biệt lắm, hắn cũng không có lấy cớ có thể lại ngốc tại xe vận tải thượng, hơn nữa đi vào vùng núi có nguy hiểm, hắn cũng muốn ở phía trước chỉ huy, không rảnh tiến nàng xe vận tải. Mà Trần Quân Nghĩa sớm liền canh giữ ở xe vận tải bên cạnh. Thì Lui Lui nắm Thi Chính Thiên ra tới khi liền nhìn hắn đứng ở một bên thượng, nho nhỏ thân thể lập thực chính đang đợi chờ. Lên xe đi, Thì Lui Lui trải qua hắn bên người khi hô hắn một câu. Ba người lên xe sau, thực mau gì Ngưng Dục cũng tới rồi trên xe tới, dù sao bọn họ là mỗi lần đều có một người ở trong xe đương người bảo vệ, Thì Lui Lui cũng không nói gì thêm. Ở trong xe mấy người đều tìm địa phương ngồi xuống, mà Trần Quân Nghĩa lại vẫn là bản tiểu thân mình đứng ở cửa xe trước. Dì Ngưng Dục thấy Trần Quân Nghĩa cũng không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm phát hiện này tiểu nam hài đối Thi Chính Thiên có một loại đặc biệt cảm tình, đúng vậy. Chính là đặc biệt cảm tình, hơn nữa này tiểu hài tử tâm tính đặc biệt kiên định. Mục Hạ Viêm phía trước cũng cùng bọn họ nói qua muốn đem này tiểu hài tử thu được Mục gia đi bồi dưỡng, chẳng qua này tiểu hài tử là Thi Lui Lui mang tiến vào, nếu là làm Mục gia bồi dưỡng, vậy tương đương với là Mục gia người, bọn họ cũng là sợ Thi Lui Lui có ý kiến, cho nên liền vẫn luôn ở quan vọng này tiểu hài tử. Hiện tại nhìn đến Thi Lui Lui làm hắn đến trong xe. Phỏng chừng là Thi Lui Lui là đối tiểu hài tử cũng là có muốn bồi dưỡng ý tưởng. Thi Lui Lui thấy Trần Quân Nghĩa đứng liền từ bàng biên cầm một phen ghế nhỏ, đặt ở Thi Chính Thiên ngày thường học tập bàn nhỏ bên kia, ý bảo hắn lại đây ngồi xuống. Này sẽ hắn nhưng thật ra không có phía trước như vậy ai nói đều không nghe. Liền nghe Thi Chính Thiên, hắn ngoan ngoãn ngồi ở Thi Chính Thiên ngày thường học tập án thư bên kia thượng. Ngươi nhận thức tự sao? Thì Lui Lui nhìn hắn nói, biết một chút, Trần Quân Nghĩa thành thật nói, trên thực tế. Hắn mặt thế trước đã thượng năm 4, hắn chỉ có 9 tuổi thượng năm 4 hoàn toàn là bởi vì thành tích quá hảo cho nên nhảy lớp. Chẳng qua hắn thân cốt bản nhìn tiểu, hơn nữa mặt thế tới khi hắn đói quá mức, hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, hắn cũng không có trường cao nhiều ít mà thôi. Ân, không hiểu ngươi có thể xem từ điển, còn có thể hỏi mỗi ngày. Thì Lui Lui nói liền lấy ra một quyển tiểu bản sao tới cấp hắn lại nói, này tiểu bổn nội dung ta chỉ cho phép ngươi một người xem, không thể bị người thứ hai nhìn đến. Hơn nữa ta muốn ngươi 5 ngày nội đem nơi này nội dung bối đến thuộc lầu, 5 ngày sau ta sẽ thu hồi này tiểu bổn. Là, ta minh bạch, Trần Quân Nghĩa nghiêm túc ứng câu liền thật cẩn thận tiếp nhận nàng trong tay vở, lúc sau chính là sợ cho người khác nhìn đến, thật cẩn thận nhìn thoáng qua sau, liền đem tiểu vở thu lên. Ở chỗ này ngươi không cần như vậy. Vẫn là nắm chặt thời gian bối thượng mặt nội dung đi. Thì Lui Lui xem bất quá mắt, nói một câu. Tốt, hắn nói liền lại lấy ra tiểu vốn dĩ một chút nhìn lên.
Thi Chính Thiên nghi hoặc nhìn mụ mụ làm hết thảy, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi cái gì, chỉ đế đầu học tập ngày này muốn học tập nội dung. Dì Ngưng Dục càng là tò mò Thi Luy Luy kia tiểu vở thượng viết chính là cái gì, chẳng qua hắn cũng nghe tới rồi Thi Luy Luy nói, nàng đều nói không thể cấp người thứ hai nhìn đến, kia hắn cũng không cần thiết như vậy không biết điều đi thăm những người khác bí mật. Thực xe tốc hành đội liền lại bắt đầu xuất phát, lần này xuất phát, Mục Hạ Viêm một cái đội ngũ người, cơ hồ mỗi người đều mang theo vũ khí nóng, tính cả Tào Tháo cùng con của hắn, còn có Đường Nhược Nhu Hòa Ngô Duyệt Mục Hạ Viêm cũng cho bọn họ một người một thương cùng không ít viên đạn, đương nhiên súng lục đều mang theo ống giảm thanh, nếu không nói một nổ súng, tiếng súng một vang liền sẽ đưa tới tang thi thậm chí biến dị thú. Triệu Thiên Vọng nhìn Mục Hạ Viêm đội viên mỗi người đều mang theo không tồi vũ khí, lại nhìn chính mình những cái đó so le không đồng đều đội viên, hắn trong lòng đối Mục Hạ Viêm càng là ghen ghét thực, Mục Hạ Viêm như thế nào sẽ có nhiều như vậy vũ khí nóng. Mà Vương Hương Vân thấy được Mục Hạ Viêm đội viên mang những cái đó vũ khí, nàng trong lòng có suy đoán, phía trước ở thành phố cùng kia phê súng ống đạn dược nàng không có được đến, liền Tôn Duy Quân cũng không tìm được, nàng là cảm thấy có thể là Mục Hạ Viêm đem những cái đó vũ khí trở đi, chẳng qua lúc ấy ở kia dưới tình huống, Mục Hạ Viêm là như thế nào trở đi. Chẳng lẽ Mục Hạ Viêm trong đội cũng có cái không gian dị năng giả? Hơn nữa kia không gian dị năng giả không gian còn rất lớn. Này đó nàng có điểm không xác định, rốt cuộc không phải mỗi người đều có nàng chính mình như vậy may mắn. Hơn nữa nàng phía trước cố ý đi cùng tiếp cận Mục Hạ Viêm phía dưới cái kia tiểu đội viên, tưởng từ bọn họ khẩu tìm hiểu các loại tin tức. Chẳng qua những cái đó đội viên đều là Mục Hạ Viêm tinh chọn, bọn họ khẩu phong khẩn thực, không nên nói bọn họ cái gì đều không nói. Thậm chí thường thường dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình. Vương Hương Vân biết từ bọn họ trong miệng không chiếm được tin tức, nàng lại đi cùng Đường Nhược Nhu giao hảo, chỉ tiếc, kia Đường Nhược Nhu đối nàng có cường đại địch ý, cũng không có khả năng từ nàng trong miệng biết, nàng hiện tại suy đoán Mục Hạ Viêm trong đội khẳng định có một người có không gian dị năng, chẳng qua không biết là ai mà thôi, không được, nàng nhất định phải tra ra là ai có không gian dị năng. Mà ở Vương Hương Vân mặt sau một chiếc xe Việt giã, Lưu Lần nhìn chính mình tôn tử nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi, hắn một đôi vô thần đôi mắt nhìn phía trước, phảng phất là đối thế giới này đã không hề lưu luyến. Lưu Lần nhìn đến như vậy Lưu Vinh Quang, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Thi Luy Luy xe, hắn như thế nào liền như vậy không có ánh mắt lúc trước tìm Thi Luy Luy như vậy ác tàn nhẫn người giao dịch, hắn hận Thi Luy Luy, cũng hối hận chính mình lúc trước cùng Thi Luy Luy giao dịch. Lưu Vinh Quang lúc trước bị đánh đến tàn phế khi, Lưu Lần tìm được Vương Hương Vân. Nhưng Vương Hương Vân kia sẽ mới vừa bị càng ngàn nhìn lên, lại còn có biết Mục Hạ Viêm đối Thi Luy Luy đã để ý, nàng minh bạch khi đó không phải chọc Thi Luy Luy thời điểm, cho nên cũng không có để ý tới hắn, cũng không nghĩ tới muốn giúp hắn thảo công đạo. Vương Hương Vân cảm thấy Lưu Vinh Quang đã phế đi, làm cho bọn họ ra tôn hai cái vô dụng người lưu tại trong đội, đã xem như đối bọn họ tốt nhất ban ân, sao có thể đi giúp hắn thảo công đạo. Hơn nữa Vương Hương Vân cảm thấy tuy rằng bọn họ là bởi vì nàng mà đi thảo ngọc nát phiến. Nhưng, nàng cũng không có buộc bọn họ, muốn hay không đi thảo mảnh nhỏ, tất cả đều là bọn họ chính mình tự nguyện, nàng nói qua chẳng trách nàng. Lưu Lần nhớ tới này đó càng là đối Vương Hương Vân cùng Thi Luy Luy đều hận lên, chính là hiện tại hắn lại không có bất luận cái gì năng lực đi giúp tôn tử báo thù, hắn không có tôn tử cái này dị năng giả ở, về sau sinh hoạt cũng không biết sẽ thế nào, lại như thế nào đi báo thù, hắn cũng chỉ là tuyệt vọng nhìn tôn tử, đối với kia chiếc xe vận tải ở trong lòng mắng mà thôi. Không bao lâu. Đoàn xe xuất phát, khai hơn một giờ sau, bọn họ liền chính thức tiến vào vùng núi, quốc lộ hai bên đều là núi rừng, một ít biến dị chuột con kiến linh tinh ở sơn sâm hai bên đều có không ít, một ít sóc ở nhìn đến đoàn xe khi còn thoán đầu thoán não ở trên cây thăm, còn có một ít không biết tên trùng loài chim ở kêu, chi chi thanh vang, làm yên tĩnh quốc lộ thượng có vẻ nguy hiểm. Đại gia hỏa đều cảnh giới nhìn bốn phía, liền Thi Luy Luy đều từ bỏ ở trong xe xem ngọc giản mà lên xe trên đỉnh bảo hộ trong xe hai cái tiểu gia hỏa. Làm gì Ngưng Dục một người bồi bọn họ. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới chính là, dọc theo đường đi cũng không có phát sinh cái gì nguy hiểm, có đều là một ít bình thường biến dị thú, thực dễ dàng giải quyết, vùng núi càng là không có nhiều ít tang thi, hơn nữa vào vùng núi sau, bọn họ cũng phát hiện trên đường giống tình hình giao thông, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hảo, giống như đã có người đi qua, đổ ở bên trong một ít xe cũng đều bị người thanh ra một cái lộ tới. Thẳng đến trạng vạng khi, đội ngũ tới rồi núi Võ Đang phụ cận, Mục Hạ Viêm cũng không có hạ mệnh lệnh làm người tìm địa phương nghỉ ngơi, hắn tưởng suốt đêm lên đường, lại không nghĩ rằng ở một cái giao lộ khi, gặp chặn đường người. Thì Luy Luy vẫn luôn ngồi ở trên nóc xe, nàng xe vận tải lại cao. Xem đến lại xa, rất xa nàng liền thấy được phía trước có bài nằm ngang ở quốc lộ thượng khí xe, hoàn toàn đương ở xe muốn đi tới lộ,
một chút cái miệng nhỏ cũng không có. Hơn nữa xem này hình dạng phi thường như là có người cố ý đem xe đôi ở trên đường, như là chuẩn bị ngăn lại lui tới chiếc xe giống nhau. Chính như Thi Luy Luy tưởng giống nhau, không quá một hồi. Quốc lộ hai bên trong rừng cây sôi nổi đi ra mấy chục cá nhân. Tính ra hẳn là có 30 mấy cá nhân, Thi Luy Luy linh nhãn đảo qua, đại đa số đều là người thường. Chỉ có 8 là dị năng giả, cao giai nhất dị năng dị là cái nhị giai đỉnh, nhị giai dị năng giả ở hiện tại mặt thế đã xem như có thực lực, nếu không có nội tâm công pháp. Phỏng chừng là rất khó lên tới nhị giai, mà mặt khác 7 cái dị năng giả còn có 2 là nhị giai. 5 cái là nhất giai, này nhóm người xem như thật không nhỏ. Bất quá ở Thi Luy Luy trong mắt cùng Mục Hạ Viêm những người này trong mắt, bọn họ thật cũng chỉ có thể xem như giống nhau. Mục Hạ Viêm vốn dĩ liền vội vã lên đường, nhìn ra tới này nhóm người thần sắc khó tránh khỏi không kiên nhẫn lên, các ngươi đi xuống nhìn xem. Nếu không hoài hảo ý, liền không cần khách khí. Hắn không kiên nhẫn cùng Mục Vân Thường đằng nói. Đúng vậy, hai người lên tiếng liền xuống xe hướng về đám kia người đi đến. Trương Lâu nhìn này một đội thật dài đoàn xe, vốn tưởng rằng là gặp một đám dê béo. Trên mặt hắn vốn dĩ có điểm đắc ý rào rạt bộ dáng, nhưng nhìn đến Mục Vân cùng Mục Dương hai xuống xe khi. Nhìn đến hai người trên người cùng chính mình không sai biệt lắm dị năng dao động, hắn trong lòng thầm mắng, tốc độ quay đầu lại cùng các huynh đệ nói, không ta phân phó ai cũng không được lộn xộn. Hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái đó muốn mở miệng phản bác người. Chờ Mục Vân cùng Thường Đằng hai người đến gần khi hắn thay đổi một chương lấy lòng mặt nói, không biết hai vị huynh đệ là muốn đi đâu. Chúng ta là đến từ núi Võ Đang, nghe theo Võ Đang Thanh Thần đạo trưởng phân phó ở chỗ này đám người, không biết các ngươi giữa nhưng có một cái kêu Mục Dương huynh đệ. Trương Lâu xác thật là từ núi Võ Đang trên dưới tới, mà thế tới trước hắn vẫn luôn đều ở Võ Đang học võ, là một người thực bình thường học đồ, mà thế tới sau ở núi Võ Đang thượng những cái đó ẩn tu các loại tu vi cao thâm đạo trưởng đều ra tới, lại còn có đem dưới chân núi Võ Đang chấn người sống sót cứu không ít. Hai người này nhiều tháng những cái đó ẩn tu đạo trưởng liên hợp phái Võ Đang có thực lực đạo trưởng cũng rửa sạch xong Võ Đang trấn trên tang thi, hiện tại Võ Đang trấn cũng coi như được với là một cái loại nhỏ căn cứ, hắn thủ tại chỗ này cũng xác thật là nghe theo đạo trưởng phân phó, chẳng qua hắn cũng còn có điểm tư tâm. Mà thế tới sau ai không biết Phiêm Thiên căn cứ hiện tại là lớn nhất người sống sót căn cứ, có rất nhiều dị năng giả, hoặc là tưởng lâu dài phát triển đội ngũ đều muốn đi Phiêm Thiên căn cứ, này quốc lộ là dễ dàng nhất đi. Cho nên hắn về điểm này tư tâm liền tưởng ở chỗ này đám người đồng thời, cũng tưởng thuận một chút người khác vật tư, đương nhiên hắn cũng là thực hiểu được đúng mực, người nào nên kiếp, người nào không thể động, hắn phân thật sự thanh. Mục Vân cùng Thường Đằng hai người vừa nghe này nam nhân nói, ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Mục Vân nhìn người này khách khí như vậy, không giống như là đánh cướp bộ dáng, hơn nữa tuy rằng này nam nhân trên người tuy rằng không có mặc đạo bào, nhưng lại là lưu chữ tóc dài trải cái búi tóc đạo ra. Nhìn dáng vẻ cũng không giống như là nói hoảng, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, không biết các ngươi đạo trưởng tìm Mục Dương chuyện gì. Trương Lâu nghe được Mục Vân như vậy vừa nói, liền thông minh nghĩ vậy nhóm người khả năng chính là đạo trưởng phải đợi người, nghĩ hắn liền cao hứng nói, Thanh Thần đạo trưởng nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng, ta cũng không phải rất rõ ràng là sự tình gì, không biết các ngươi trong đội nhưng có Mục Dương người này. Vì xác định, hắn vẫn là trọng hỏi một câu. Mục Vân nghĩ nghĩ liền nói, ngươi chờ một chút, ta đi báo cáo một chút. Nói hắn liền quay đầu lại đi cùng Mục Hạ Viêm báo tới sát. Mà Trương Lâu vừa nghe càng xác định, liền làm hai lực lượng hình dị năng giả nhanh chóng đem đổ ở quốc lộ trung gian xe cấp đẩy ra. Mục Hạ Viêm nghe xong Mục Vân báo cáo, lại nhìn một chút bản đồ, xác thật là tới rồi Võ Đang hai đầu bờ ruộng. Tuy nói hiện tại Võ Đang đã không phải 500 năm trước Võ Đang, nhưng là lại vẫn là có điểm nội tình, không nói kia thái cực quyền, cùng với kia khí công. Liền nói ở núi Võ Đang thượng ẩn tu những cái đó cổ võ giả liền không dung khinh thường. Nghĩ nghĩ hắn nhìn Mục Dương nói, người đi gặp một chút Thanh Thần đạo trưởng đi, phỏng chừng hắn là tưởng cùng chúng ta Mục gia hợp tác, chúng ta đi trước, sẽ ở phía trước nơi này chờ ngươi. Hắn nói cầm bản đồ chỉ một cái đã rời xa Võ Đang trấn một cái thôn nhỏ thượng. Hảo, Mục Dương lên tiếng gật gật đầu nói, Mục Vân, ngươi cùng Thường Đằng đi theo bảo vệ tốt Mục Dương. Mục Hạ Viêm nghĩ nghĩ lại nói, Viêm ca, Mục Vân vẫn là lưu lại đi, Thường Đằng đi theo ta là được. Mục Dương vội vã, hắn là sợ ba người tất cả đều đi rồi Mục Hạ Viêm ngộ nguy hiểm nói, không có người giúp Mục Hạ Viêm, hơn nữa Triệu Thiên Vọng cùng Vương Hương Vân còn ở đi theo bọn họ mông mặt sau, cũng không biết hắn cùng Vương Hương Vân hai người lại suy nghĩ cái gì âm mưu, hắn không thể không lo lắng. Ân, cũng hảo, các ngươi cẩn thận một chút, xong xuôi sự liền tốc độ đuổi theo chúng ta.
Mục Hạ Viêm nghĩ nghĩ liền lạnh giọng nói. Mục Hạ Viêm cũng biết Triệu Thiên Vọng cùng Vương Hương Vân hai người đi theo hắn phía sau là cái tiềm tàng nguy hiểm, nhưng là hiện tại cũng không phải cùng bọn họ xé rách ra mặt thời điểm. Không nói hiện tại Vương Hương Vân cùng Triệu Thiên Vọng hợp tác, hai cái gia tộc hợp tác lên thế lực không đơn giản, liền nói Vương Hương Vân bên người cái kia lão giả, hắn vẫn luôn cảm thấy cái kia ăn mặc mầm phục lão giả là cái nguy hiểm nhân vật. Ở đối kháng con gián đại khi Mục Hạ Viêm thần thức là phát hiện cái kia lão giả động tác nhỏ, cho nên hắn vẫn luôn đều cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia lão giả, này cũng làm hắn phát hiện này lão giả ở nghỉ ngơi thời điểm tổng hội thần thần bí bí biến mất. Hắn thử qua dùng thần thức theo dõi qua lão giả vài lần, nhưng giống như đều bị lão giả phát hiện, hơn nữa hắn cũng không có tra ra kia lão giả rốt cuộc đang làm cái gì, bất quá tưởng tượng đến kia lão giả trên người xuyên mầm phục, lấy hắn đối mặt thế trước miêu tộc hiểu biết, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm suy đoán, phỏng chừng nếu là lão giả ở dưỡng cổ, đến nỗi là cái gì cổ hắn không được biết. Nhưng lại biết này lão giả không phải cái dễ đối phó. Cho nên Mục Hạ Viêm vẫn luôn đều không có sát Vương Hương Vân, kỳ thật hắn từ ngày đó chúng xà độc tỉnh lại sau, hắn liền muốn giết người Vương Hương Vân, nhưng vừa tỉnh tới lại xem Triệu Thiên Vọng lại cùng Vương Hương Vân lăn đến trên giường đi. Có cái nguy hiểm lão giả, hơn nữa Triệu Thiên Vọng cái này thân mật, Vương Hương Vân cũng không tốt sát, cho nên hắn vẫn luôn đều ở ẩn nhẫn tìm cơ hội. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau. Từ trong suốt sau cửa sổ xe nhìn về phía đứng ở xe đỉnh cảnh giới Thi Luy Luy, hắn trong lòng thầm nghĩ, kia 89 thứ đuổi giết, ta sẽ một cái không ít giúp ngươi trả thù trở về, đương nhiên, đuổi giết trả thù chỉ là lãi suất. Thi Luy Luy vốn dĩ cho rằng sẽ có một hồi ác chạm, nhưng là nhìn Mục Vân cùng Mục Dương bọn họ hành động sau, giống như cũng không có khai chiến ý tứ, nàng nghi hoặc nhìn bọn họ, cảm giác được một đạo mãnh liệt lại nóng rực ánh mắt. Nàng theo kia ánh mắt phương hướng nhìn lại, là Mục Hạ Viêm ngồi trong xe. Nàng ở ngoài xe nhìn không tới có màu đen pha lê đưng Mục Hạ Viêm, nhưng lại biết Mục Hạ Viêm là đang xem nàng. Này mấy ngày hôm trước Mục Hạ Viêm vẫn luôn cùng nàng ở xe vận tải, hắn ở xe vận tải tình hình lúc ấy thường xuyên giáo thi chính thiên rất nhiều tri thức, không có ngựa giống nam ở trên người hắn quang hoàn, nàng liền cảm thấy hắn ở giáo thi chính thiên các loại tri thức thời điểm đặc biệt thuận mắt. Mục Hạ Viêm xác thật là học thức uyên bác, hắn thao thao bất tuyệt giảng giải, cùng với hắn độc đáo giải thích cũng làm hắn cả người thoạt nhìn rất có mị lực. Thì Luy Luy có khi nghe được hắn nói một ít nàng cảm hứng đề tài, cũng sẽ nghiêm túc nghe hắn giảng. Tính cả hắn nói qua một ít tôn giáo, gia tộc bí văn, cũng làm nàng dài quá không ít tri thức. Chẳng qua Mục Hạ Viêm lơ đãng xem nàng khi ánh mắt, tổng hội mang theo nóng rực. Nàng luôn có loại cảm thấy sẽ bị hắn ánh mắt cấp dung hóa rất cảm giác, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Bất quá bị hắn xem đến nhiều thì Luy Luy cũng thói quen. Cho nên nàng rất rõ ràng hiện tại xem chính mình người là Mục Hạ Viêm. Nàng kỳ thật trong lòng minh bạch Mục Hạ Viêm hẳn là thật sự thích nàng. Nhưng, thì Luy Luy ở kiếp trước đã là 28 tuổi người, xuyên tới thế giới này cũng đã có mau nửa năm. Có thể nói nàng linh hồn tuổi so Mục Hạ Viêm còn muốn lớn hơn 3 tuổi tả hữu. Thì Luy Luy đã sớm đã không phải cái loại này thanh xuân nảy mầm thời kỳ, đối với người khác thích, nàng sẽ không dễ dàng như vậy tâm động. Hơn nữa ở kiếp trước khi, nàng đã đối nam nhân nhất không nổi hứng thú. Hơn nữa. Hiện tại ở vào mặt thế loạn thế giữa, còn có những cái đó Vương Hương Vân cập Mục Hạ Viêm về sau còn có những cái đó nhất hào nữ xứng, số 2 nữ xứng linh tinh nguy hiểm xuất hiện, nàng đối Mục Hạ Viêm chỉ có tránh mà xa chi ý tưởng, cũng không có muốn cùng hắn phát triển. Thì Luy Luy hiện tại duy nhất ý tưởng chính là bảo vệ tốt thi chính thiên lớn lên, chờ thi chính thiên sau khi lớn lên, hắn có năng lực bảo hộ chính mình, có chính hắn sinh sống, nàng liền có thể chuyên tâm tu luyện, thậm chí đến hóa thần kỳ phi thăng đến linh giới đi, đây là nàng mục tiêu. Chẳng qua, này mặt sau mục tiêu quá mức lâu dài, nàng cũng không dám tưởng, hiện tại vẫn là bảo vệ tốt nhi tử đi. Nghĩ nàng liền quay đầu không hề nhìn về phía Mục Hạ Viêm, mà là chú ý Mục Vân mấy người, không bao lâu Mục Vân ở Mục Hạ Viêm trong xe cùng kia quân người kia qua lại chạy mấy tranh sau, Mục Dương cùng Thường Đằng liền ngồi đám kia người xe, cùng người khác đi rồi, mà đoàn xe lại tiếp tục lên đường xuất phát. Mà Triệu Thiên Vọng nhìn Mục Dương cùng Thường Đằng đi theo người khác lúc đi, trong lòng liền ám đạo không tốt. Triệu Thiên Vọng lần này ra tới vốn dĩ nhất quan trọng chính là muốn tìm kia có thể gột rửa tinh hạch thực vật, nếu thuận lợi nói, liền thuận đường đem võ tỉnh nội những cái đó tiểu căn cứ cùng với tiểu thế lực thu phục, làm cho bọn họ dựa vào đến Triệu gia thượng, rốt cuộc Triệu gia là ở Seoul, cũng kiến trong đó hình căn cứ, làm những cái đó tiểu căn cứ dựa vào Triệu gia với hắn mà nói là tiện nghi bọn họ. Mà tiếp theo Triệu Thiên Vọng chính là muốn tới núi Võ Đang thượng. Hắn cũng biết núi Võ Đang tuy rằng mặt thế trước đã là cuối cùng. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dùng võ đương mấy trăm năm nội tình, cùng với núi Võ Đang thượng những cái đó vì linh khí nói đến,
mà Mộ Danh ở võ đang ẩn tu cổ võ giả, lại là một cổ không nhỏ thế lực, chỉ cần Triệu gia cũng có thể thu phục võ đang, có thể có võ đang cùng những cái đó ẩn tu trợ giúp, tin tưởng Triệu gia cũng có thể giống Mộc gia giống nhau thành lập khởi một cái đại hình căn cứ tới. Chỉ là Triệu Thiên Vọng không nghĩ tới chính là, hắn không có tìm được gột rửa tinh hạch thực vật, lại gặp được Mộc Hạ Viêm này đội người, bị mấy đốn khí, bất quá còn hảo, hắn gặp Vương Hương Vân, còn thượng Vương Hương Vân cái này Vương gia thiên kim tiểu thư. Vốn dĩ Triệu Thiên Vọng đi theo Mộc Hạ Viêm chính là tiện đường tới núi Võ Đang đi thuyết phục làm Võ Đang người dựa vào Triệu gia, thuận đường cũng hống hống Vương gia thiên kim tiểu thư, làm nàng đối hắn khăng khăng một mực, nhưng không nghĩ tới Vương Hương Vân như vậy khó làm. Mà hiện Triệu Thiên Vọng ở nhìn đến Mộc Dương cùng Thường Đằng hai người ở cái này tới gần núi Võ Đang hai đầu bờ ruộng rời đi, hắn liền suy đoán đến bọn họ rời đi khẳng định là cùng Võ Đang phân không ra quan hệ. Nghĩ Triệu Thiên Vọng ánh mắt âm lãnh nhìn thoáng qua ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Vương Hương Vân, hắn nói, một hồi tới rồi núi Võ Đang hạ ta đi Võ Đang, Mộc Hạ Viêm phòng chừng sẽ không dừng lại, ngươi là đi theo bọn họ vẫn là theo ta đi. Vương Hương Vân vừa nghe ninh mày suy nghĩ một hồi lâu mới cười lạnh nói, hừ. Sợ là người ta chướng mắt các ngươi Triệu ra đi. Nàng tưởng tượng liền minh bạch Triệu Thiên Vọng thượng võ đang là muốn làm cái gì. Cho nên ta mới hỏi ngươi muốn theo ta đi vẫn là cùng bọn họ đi. Triệu Thiên Vọng cùng Vương Hương Vân ở chung như vậy mấy ngày, hoặc nhiều hoặc ít cũng thăm dò điểm Vương Hương Vân tính cách, này sẽ biết Mục Dương cùng Thường Đằng hai người đi võ đang. Hắn Triệu ra muốn lại nói phục võ đang khả năng tính tương đối tiểu, nhưng là có Vương gia thiên kim tiểu thư cùng đi, vậy không giống nhau. Vương Hương Vân hoặc nhiều hoặc ít đều đại biểu cho Vương gia, chỉ cần Vương Hương Vân đi, hắn tin tưởng muốn thuyết phục những cái đó nghiêu mũi liền dễ dàng nhiều. Vương Hương Vân nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói, ta trước đi theo ngươi võ đang. Nàng cũng là biết võ đang khẳng định là có không ít lợi hại cổ võ giả, phàm là tu vi cao điểm cổ võ giả, vừa cảm giác tình dị năng liền có thể thẳng tới trở thành nhị giai dị năng giả, võ đang như vậy một cái nổi danh môn phái, Vương Hương Vân không đi cùng bọn họ hợp tác nói liền tiện nghi Mục gia. Vương Hương Vân hiện tại ý tưởng kỳ thật cũng rất đơn giản, nếu nàng không có khả năng được đến Mộc Hạ Viêm, như vậy nàng liền phải đem muốn Mộc Hạ Viêm cấp hủy diệt, nàng không chiếm được Mộc Hạ Viêm, thì Luy Luy cũng đừng nghĩ được đến, còn không phải là một cái Mộc Hạ Viêm sao. Hừ, có cái gì cùng lắm thì. Vương Hương Vân nghĩ thầm đem Mộc Hạ Viêm hủy diệt, nàng lại thân thủ nâng lên một cái nam chủ tới, nàng cũng không tin dựa vào chính mình tiên tri, còn có các thế lực tình huống, sẽ đấu không lại Mộc Hạ Viêm cùng Thi Luy Luy. Tuy rằng Mộc Hạ Viêm tự thân phi thường có thực lực, hơn nữa có Mộc gia cái này cường đại thế lực làm hậu thuẫn, nhưng Mộc Hạ Viêm kia vô tình tính cách cùng với không đem người khác phóng nhãn cái loại này thái độ cũng thực dễ dàng đắc tội với người. Liền lấy Triệu Thiên Vọng tới nói, Triệu Thiên Vọng tuy rằng không có cùng Mộc Hạ Viêm có cái gì thù hận, nhưng vẫn bị Mộc Hạ Viêm đè ở phía dưới, còn có Mộc Hạ Viêm cái loại này cao cao tại thượng tư thái, làm Triệu Thiên Vọng trong lòng phi thường khó chịu, hắn luôn là tưởng cùng Mộc Hạ Viêm ganh đua cao thấp. Giống Triệu Thiên Vọng người như vậy kéo ở chính mình trận doanh đối nàng tới nói khẳng định là có trợ giúp. Cho nên Triệu Thiên Vọng lúc ấy nói muốn cùng nàng Vương gia hợp tác khi, Vương Hương Vân không tưởng bao lâu liền đồng ý. Hơn nữa Triệu Thiên Vọng ở nữ chủ văn, cũng là một cái cùng Mộc Hạ Viêm có đến một trận chiến đối địch địch nhân, chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mộc Hạ Viêm địch nhân quá nhiều, chỉ cần hắn một cái vô ý, những cái đó vẫn luôn xem hắn khó chịu người liền sẽ giống mã phong hoa giống nhau trào ra tới. Tựa như Tôn Duy Quân loại này gương mặt tươi cười hổ, đừng nhìn hắn mặt ngoài mang theo kia dễ dàng thân cận tươi cười, trên thực tế Tôn Duy Quân trong nội tâm lại hắc thực, hắn chính là bởi vì thiếu niên thời kỳ, bị Mộc Hạ Viêm thuộc hạ trào phúng vài câu liền đem Mộc Hạ Viêm vẫn luôn ghi hận trong lòng. Cho nên ngầm Tôn Duy Quân đều là cùng Mộc Hạ Viêm đối nghịch, người như vậy, Vương Hương Vân đương nhiên cũng là muốn tìm cơ hội cùng hắn hợp tác, nếu đem những cái đó xem khó chịu Mộc Hạ Viêm người tất cả đều cất vào nàng thạch lựu váy hạ, hừ. Mộc Hạ Viêm, ta xem ngươi cái này nam chủ như thế nào đương, ta muốn ngươi nhất định phải ngươi hối hận, Vương Hương Vân trong lòng oán hận nghĩ. Hơn nữa cũng có rất nhiều những cái đó nhị lưu gia tộc, nhất lưu gia tộc là xem không được Mộc gia tốt, những cái đó gia tộc bên ngoài thượng nhìn đối Mộc gia thực tôn kính, nhưng ngầm cũng là hận không thể đem Mộc gia kéo xuống tới. Cho nên Vương Hương Vân cảm thấy vẫn là rất cần thiết đi võ đang. Làm võ đang đạo sĩ cùng Vương gia hợp tác, chỉ cần Mộc Hạ Viêm địch nhân nhiều. Chỉ cần đem kia này đó gia tộc thế lực tất cả đều kéo đến phía chính mình cùng Mộc gia đối kháng, chỉ cần đem Mộc gia thế lực chèn ép. Không có cường đại Mộc gia làm hậu thuẫn Mộc Hạ Viêm liền dễ dàng giải quyết nhiều, chính cái gọi là một quyền khó địch chúng tay, nàng nhưng thật ra muốn xem Mộc Hạ Viêm như thế nào đối phó được này đó. Triệu Thiên Vọng nghe được Vương Hương Vân nói muốn cùng hắn cùng đi,
trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng đắc ý nghĩ, hừ, đều nói nữ nhân đối cướp đi chính mình lần đầu tiên nam nhân, có không thể hiểu được cảm tình, xem ra là không sai, chỉ cần về sau hảo hảo hống Vương Hương Vân. Tin tưởng không cần bao lâu, Vương Hương Vân liền sẽ đối hắn nói gì nghe nấy đi. Triệu Thiên Vọng cùng Vương Hương Vân hai người các hoài tâm tư tiếp tục đi theo Mục Hạ Viêm, chuẩn bị chờ vừa đến núi Võ Đang giao lộ liền không hề đi theo Mục Hạ Viêm. Này sẽ đã là tới rồi chạng vạng, thì Luy Luy phỏng chừng Mục Hạ Viêm cũng không có muốn dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, cho nên nàng ngốc tại trên xe tiếp tục bảo hộ trong xe hai cái tiểu gia hỏa. Hơn 2 giờ sau, sắc trời đã không sai biệt lắm toàn đen, đoàn xe cũng tới rồi một cái phân nhánh giao lộ, cùng Thi Luy Luy tưởng giống nhau, Mục Hạ Viêm cũng không có muốn ở phía trước thị trấn nghỉ ngơi ý tứ, hơn nữa tiếp tục lên đường, nàng ở trên nóc xe cũng nhìn đến Triệu Thiên Vọng đội ngũ từ một con đường khác đi rồi, bọn họ liền một tiếng tiếp đón đều không có đánh, trực tiếp lái xe hướng Võ Đang trấn phương hướng đi, mà Mục Hạ Viêm lại tiếp tục lái xe vòng qua Võ Đang trấn. Thi Luy Luy nhìn bọn họ đoàn xe đi trong lòng không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Thiên Vọng đi liên quan Vương Hương Vân đội ngũ cũng là đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Cùng Vương Hương Vân cùng nhau đi, thì Luy Luy tâm vẫn luôn là nhắc lên, lúc này nhìn đến bọn họ đi đương nhiên là vui, chẳng qua, nàng cũng rất tò mò Vương Hương Vân vì cái gì đi, Vương Hương Vân không phải một hai phải được đến Mục Hạ Viêm, hơn nữa đối Mục Hạ Viêm nhất định phải được sao. Như thế nào cứ như vậy đi rồi. Nhất thời thì Luy Luy tưởng không rõ Vương Hương Vân muốn làm cái gì. Nàng cũng không dối rắm, dù sao một ngày nào đó sẽ biết thời điểm. Trên đường, phỏng chừng bởi vì là ở võ trấn phụ cận, mà chung quanh cũng có người rửa sạch quá tang thi cùng biến dị thú, cho nên bọn họ nửa đêm trước cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Thẳng đến sau nửa đêm, bọn họ đoàn xe đã đi vào núi sâu, ly Võ Đang trấn cũng đã rất xa, liền ở đại gia đề cao cảnh giác cảnh giới suốt đêm lên đường thời điểm. Đột nhiên ở đội xe mặt sau truyền đến một tiếng kinh hách thanh A. Mọi người nghe xong cái này kêu thanh giật nảy mình, đoàn xe cũng tùy theo ngừng lại, thì Luy Luy đứng ở trên nóc xe, nàng nghe người nọ kêu sợ hãi thanh âm như là từ Viên An Cường trong đội hô lên tới, không đợi nàng lộng minh bạch là sao lấy hồi sự, lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Theo sau chính là truyền đến Viên An Cường một tiếng hô to thanh, đại gia cẩn thận, có quái vật ở đánh lén, chúng ta đã chết hai người, đại gia cẩn thận. Hắn thanh âm rất lớn, còn mang theo run rẩy. Hắn trong đội đã chết hai người người lại căn bản không biết là cái gì quái vật giết. Thì Luy Luy cảnh giới nhìn chung quanh, dùng nhanh nhạy ngũ cảm đi cảm thụ, lại không cảm giác được có thứ gì, nàng chỉ có thể cẩn thận khắp nơi nhìn xung quanh. Mà lúc này Mục Hạ Viêm cùng Mục Vân cũng từ trước mặt trong xe tốc độ xuống dưới, Mục Vân mấy cái nhảy lên liền đi Viên An Cường kia xem tình huống. Mà Mục Hạ Viêm lại nhảy lên Thi Luy Luy trên nóc xe, dùng quan tâm ánh mắt tinh tế đánh giá Thi Luy Luy. Giống như muốn từ trên người nàng nhìn ra cái động tới dường như, chờ hắn nhìn đến Thi Luy Luy cũng không có bị thương khi hắn mới nói, cẩn thận một chút, hẳn là cái loài chim. Hắn vừa mới ở người nọ kêu một tiếng thời điểm liền tin tốc dùng tinh thần lực đi xem xét, chẳng qua kia đồ vật tốc cực nhanh, hắn còn không có tới kịp thấy rõ là cái thứ gì, kia quái vật liền đã bay ra hắn tinh thần lực phạm vi, hắn chỉ có thể suy đoán là cái loài chim. Ở không trung vì cái gì hiện tại không dám dùng phi cơ, kia cũng là vì mặt thế sau. Không trung đã có rất nhiều hung mãnh loài chim biến dị thú, phi cơ nếu là một cái không cẩn thận gặp được, đó là liền trốn cũng chưa địa phương trốn, cho nên cứ việc hiện tại Mục Hạ Viêm vội vã lên đường về gia tộc, nhưng lại không dám dùng mồi máy bay đi, lấy Mục gia tài phú, mấy chiếc xa hoa tư nhân phi cơ khẳng định là sẽ không thiếu, nếu không sao có thể sẽ vất vả như vậy đi đường trở về. Ân, thì Luy Luy bị Mục Hạ Viêm kia quan tâm ánh mắt nhìn trong lòng quái quái, nàng lên tiếng sau liền không hề để ý đến hắn, tiếp tục cảnh giới nhìn chung quanh. Mà Mục Vân thực mau cũng trở về, hắn động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên xe vận tải xe đỉnh, ở Mục Hạ Viêm trước mặt báo cáo nói, Viêm ca, hai cái người chết trên người vết thương đều là giống nhau, như là bị sắc bén móng vuốt nháy mắt chảo phá yết hầu đến chết. Mục Hạ Viêm vừa nghe cùng chính mình nhìn đến không sai biệt lắm, hắn nghĩ nghĩ liền dùng trong đội tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nhàn nhạt nói, mọi người hồi trong xe tiếp tục lên đường. Hắn nói lại quay đầu cùng Mục Vân nói, người cũng hồi trong xe đi, lập tức đi. Mọi người vừa nghe đến Mục Hạ Viêm thanh âm đều sôi nổi tin tốc trở lại trong xe, ngay cả Viên An Cường cũng quản không được kia canh giữ ở xe đỉnh đã chết đi hai người. Hắn nhanh chóng đem hai người hướng đẩy xuống xe liền làm đội viên toàn trở lại trong xe đi, sau đó lẳng lặng trở lại xuất phát, đồng thời cũng làm các đội viên cảnh giác lên. Mục Hạ Viêm thấy Thi Luy Luy cũng không có hồi trong xe liền nói nhỏ, ngươi cũng hồi trong xe đi, ta ở chỗ này ngươi này trên xe thủ, ngươi yên tâm. Hắn nói lời này khi, ngữ khi nói không nên lời ôn hòa.
quả thực liền không giống ngày thường bộ dáng của hắn. Thì Lùi Lùi nghĩ nghĩ liền nói, ta lưu lại giúp ngươi. Nàng vừa nghe liền biết Mục Hạ Viêm là tưởng một người canh giữ ở trên nóc xe đối xe cái kia biến dị thú, nàng lưu lại cũng chỉ là bởi vì ở trong xe không yên tâm, còn không bằng ở chỗ này xem có thể hay không giúp một chút hắn. Mục Hạ Viêm trong lòng cao hứng Thi Lui Lui nói muốn bồi hắn, nhưng hắn cũng không tưởng nàng lưu tại nguy hiểm trên nóc xe, nơi này nguy hiểm, người mau đi xuống. Hắn nói mới vừa nói lời nói, đột nhiên cảm giác được sau lưng một đạo cực tế tiếng xe gió, hắn nháy mắt lông tơ đều dựng lên, đồng thời thân hình cực nhanh rất nhỏ chợt lóe, lóe mới cái kia cực nhanh duỗi hướng hắn cổ móng vuốt đến mệnh một kích. Cho dù là hắn đã lóe thật sự mau, nhưng là trên cổ vẫn là bị kia móng vuốt phi thường trường, vẫn là cắt qua hắn làn da. Một đạo cực lại trường lại tế vết máu ở trên cổ hắn. Mục Hạ Viêm không nghĩ tới cùng Thi Lui Lui nói chuyện vừa phân tâm đã bị kia móng vuốt bắt được, may mắn hắn phản ứng mau, lóe một chút, nếu không thật đúng là khả năng bị kia đồ vật chảo thương. Đêm khuya quốc lộ thượng, tuy rằng chỉ có xe đỉnh phát ra tới đỉnh quang, chung quanh tất cả đều là đen tuyền, nhưng là Thi Lui Lui lại thấy rõ đó là cái thứ gì, một cái thân mình cực tiểu, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng móng vuốt rồi lại trường lại đại loài chim. Nó đầu phi thường giống cú mèo, nhưng lại không phải thông thường nhìn đến cú mèo giống nhau là cho đen sắc, mà là toàn thân là hắc, khó trách ở ban đêm khó phát hiện nó. Thì Lui Lui vừa thấy đến Mục Hạ Viêm hiện lên nguy hiểm, nàng tin tốc cầm lấy đao bổ về phía cái kia vật nhỏ móng vuốt, biến dị cú mèo nhìn đến chém lại đây đao. Nó ánh mắt hung ác đồng dạng dùng móng vuốt đi đương trụ Thì Lui Lui đao, đồng thời dùng kia thô tráng đằng trước thành câu trạng đoàn miệng dùng sức chắc một chút thân đao. Thì Lui Lui chỉ cảm thấy đến lưỡng đạo xem giống không lớn lực lượng chấn ở đao thượng xứ đến trên tay nàng hổ khẩu tê dại. Không nghĩ tới như vậy một cái vật nhỏ, liền kia móng vuốt cùng ngoài miệng lực đạo cư nhiên lớn như vậy. Khó trách phía trước có thể lập tức liền đem người yết hầu chảo phá, bất quá này lực lượng đối nàng tới nói cũng không tính trọng. Cho nên nàng cầm đao từ cho tới thượng vãn một chút muốn đâm vào nó tiểu thân hình, đồng thời Mục Hạ Viêm cũng dùng tinh thần lực đi công kích thứ biến dị cú mèo đầu. Này biến dị cú mèo như là cảm giác được nguy hiểm, nó tốc độ cực nhanh hướng về phía trước nhanh chóng phi, hiện lên Thi Lui Lui đao thứ. Tuy rằng nó hiện lên Thi Lui Lui đao, nhưng Mục Hạ Viêm tinh thần đâm bị thương nó lóe không được, nó bị Mục Hạ Viêm tinh thần lực đâm trúng sau ở không trung dừng một chút. Nhưng cũng không có rơi xuống, tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Mục Hạ Viêm cũng không muốn cho nó bay đi, hắn kéo khinh công nhảy đến cực cao. Trên tay ngưng kết vũ dường như băng châm hướng về không trung biến dị cú mèo phát đi. Chỉ tiếc, kia biến dị cú mèo phi đến cực nhanh, hơn nữa nho nhỏ thân mình dị thường nhanh nhạy, ở không trung chỗ trống địa phương, nó cơ hồ đều hiện lên sở hữu băng châm, phỏng chừng có một hai quả là đánh trúng nó thân thể, nhưng cũng không có thể đem nó cấp đánh hạ tới. Mục Hạ Viêm chỉ có thể một kích, hắn cũng không thể bay đến không trung đi. Chỉ có thể rơi xuống, chuẩn bị lại tiếp tục thi khinh công nhảy cao hướng về không trung phát băng châm. Nhưng này sẽ biến dị cú mèo đã phi cao, hơn nữa đã phi đến phi thường xa, là hướng về sơn mộc bay đi, ban đêm núi sâu trọng trong rừng dị thường nguy hiểm, Thì Lui Lui sợ Mục Hạ Viêm đuổi theo liền vội nói, đừng truy, chúng ta đi nhanh đi, chết đi kia hai người trên người có quá nồng mùi máu tươi, ở chỗ này lâu lắm sẽ đưa tới khác biến dị thú. Hơn nữa Thì Lui Lui còn tưởng nói chính là, kia cú mèo vẫn luôn ở không gian phi liền tính Mục Hạ Viêm vẫn luôn truy kia cũng có khả năng đánh không đến nó, đây cũng là không trung biến dị thú ưu thế. Muốn sát một cái loài chim biến dị thú thật đúng là chính là rất khó. Ân, Mục Hạ Viêm cũng biết đạo lý này, cho nên hắn cũng không có đuổi theo đi, hắn ứng Thi Lui Lui một tiếng lại hướng về phía trước Mục Vân nói, đi. Hắn thanh âm vừa ra, phía trước chiếc xe liền nhanh chóng thúc đẩy lên. Này một cái đánh nhau chẳng qua ngắn ngủn không đến 10 giây thời gian, Mục Hạ Viêm chỉ chảy một chút huyết, nhưng chẳng qua là cái bị thương ngoài da, cũng không quan trọng, Mục Hạ Viêm cùng Thi Lui Lui tiếp tục lưu tại trên nóc xe. Kia biến dị cú mèo phỏng chừng có điểm bị thương, nhưng bọn hắn cũng không biết nó còn có thể hay không trở về. Cho nên đều canh giữ ở trên nóc xe, Thì Lui Lui nhìn thoáng qua Mục Hạ Viêm trên cổ kia một cái vết máu, nàng hào tâm từ trong túi lấy ra một chút thuốc trị thương tới cấp hắn nói, ngươi thượng một chút dược đi, trên người của ngươi có mùi máu tươi cũng thực dễ dàng đưa tới biến dị thú. Giúp ta một chút được không? Ta nhìn không tới, Mục Hạ Viêm xem nàng như là quan tâm bộ dáng của hắn, hắn tự tính nói một câu. Nếu Thi Lui Lui nguyện ý nói, đó là tốt nhất, nếu không muốn hắn cũng không có gì tổn thất. Thi Lui Lui nhìn thoáng qua hắn vết thương, đúng là cổ tới gần cằm địa phương, kia địa phương là nhìn không tới, nàng cũng không có ngượng ngùng, cầm lấy thuốc trị thương chuẩn bị cho hắn thượng dược, hảo đi, bất quá, người muốn người chú ý chung quanh, vừa rồi ngươi có phải hay không thất thần. Hắn vừa rồi nếu là không thất thần nói,
sao có thể bị biến dị cú mèo bắt lấy thương. Thì Lui Lui là ở nhìn đến kia biến dị cú mèo khi, trước tiên liền khai linh nhãn xem biến dị cú mèo giai đoạn, kia biến dị cú mèo là cái tam giai biến dị thú, theo đạo lý tới nói, Mục Hạ Viêm tứ giai dị năng giả, hẳn là sẽ thực mau liền phát hiện biến dị cú mèo mới là, hơn nữa Mục Hạ Viêm vẫn là một cái tinh thần hệ dị năng giả, sao có thể sẽ bị dựa như vậy gần mới phát hiện, lại còn có bị trào bị thương, hắn nếu là nói không phải thất thần nói đều không thể nào nói nổi. Mục Hạ Viêm nghe được Thi Lui Lui nguyện ý khi trong lòng phi thường cao hứng, nhưng nghe đến mặt sau một câu khi, trên mặt có trong nháy mắt phi thường mất tự nhiên, bất quá thực mau lại về tới mặt vô biểu tình, ánh mắt còn mang điểm ý cười nói ân, là thất thần, gần nhất cũng không biết như thế nào, một tới gần ngươi, ta liền thường thường sẽ thất thần, ngươi nói đây là vì cái gì đâu. Hắn nói đầu còn chậm rãi tới gần Thi Lui Lui, Thi Lui Lui nhìn hắn chậm rãi tới gần đầu, trái tim nhỏ không tự giác lỡ một nhịp. Nhìn hắn kia mang theo có điểm ý cười ánh mắt, nàng nháy mắt phản ánh lại đây Mục Hạ Viêm là ở đùa giỡn chính mình. Thì Lui Lui có trong lòng điểm tức giận, nhìn hắn trong ánh mắt mang theo nóng rực, trong mắt tràn đầy là nàng bộ dáng, giọng nói của nàng lãnh đạm nói, Mục Hạ Viêm, ta cũng không hỉ, hoan ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói ra tới lại bị Mục Hạ Viêm sinh sôi đánh gãy. Lui Nhi, mau giúp ta thượng dược, cái kia cú mèo khả năng còn sẽ trở về, chúng ta phải cẩn thận điểm. Mục Hạ Viêm nói liền ngưỡng thượng cấp, lộ ra trên cổ vết thương tới, không hề xem nàng, hắn trong giọng nói nhàn nhạt, giống cũng không có nghe được Thi Lui Lui nói giống nhau. Thi Lui Lui theo bản năng ninh một chút mày, nghĩ nghĩ liền trước giúp hắn thượng dược, có cơ hội lại cùng hắn nói rõ ràng, này sẽ cũng không phải nói chuyện thời điểm, nàng biết Mục Hạ Viêm loại này biểu hiện là thích nàng, nhưng nàng lại không thích hắn, nàng trước mắt đối hắn cảm giác cũng chỉ là so với phía trước tốt hơn một chút mà thôi, nàng không muốn cùng Mục Hạ Viêm có cái gì cảm tình thượng dây dưa. Cho nên đến tìm một cơ hội cùng Mục Hạ Viêm nói nói chuyện. Ở nàng nhìn không tới góc độ, Mục Hạ Viêm trong ánh mắt mang theo ảm đạm, trong lòng càng là một cổ chua xót, kia chua xót cảm giác như là từ trong lòng chậm rãi giống khắp người chậm duyên, làm hắn từng đợt khó chịu. Từ nghe được Thi Lui Lui một mở miệng nói chuyện, nhìn đến Thi Lui Lui lãnh xuống dưới sắc mặt, Mục Hạ Viêm liền có loại dự cảm bất hảo, cho nên không đợi nàng nói xong lời nói, hắn liền đánh gãy. Nhưng nghe đến Thi Lui Lui gần nói ra mấy chữ ý tứ, Mục Hạ Viêm thực minh bạch Thi Lui Lui muốn nói cái gì, hắn một chút cũng không muốn nghe đến Thi Lui Lui nói những cái đó, nhưng trong lòng lại phi thường minh bạch Thi Lui Lui muốn nói những lời này đó ý tứ. Đối mặt Thi Lui Lui khi, hắn trong lòng có loại trước nay đều không có suy sụp cảm, nhưng đối Thi Lui Lui hắn rồi lại thực bất đắc dĩ buồn bực. Thi Lui Lui giúp đỡ hắn thượng dược, cho nên cũng không có xem hắn biểu tình, nàng chỉ nhìn đến hắn trắng nõn trên cổ, trừ bỏ kia một cái thật nhỏ vết thương ngoại, ở cổ hắn mặt bên thượng còn giữ một cái nho nhỏ dấu răng. Kia dấu răng là vẫn là màu đỏ, như là cho người ta cố ý dùng màu đỏ thuốc màu lưu tại dấu răng thượng, chờ dấu răng vết thương hảo sau, liền sẽ lưu lại một như vậy vết sẹo, như là xăm mình giống nhau. Thì Lui Lui vừa thấy đến này dấu răng, nhớ tới ngày đó ở hắn thượng thân sờ loạn cùng với ở trên người hắn loạn gặm tình cảnh, trên mặt cảm thấy nhiệt nhiệt. Nháy mắt liền đỏ mặt, nàng cũng biết này dấu răng là chính mình kiệt tác, này Mục Hạ Viêm rốt cuộc là nháo loại nào, lưu trữ như vậy một cái xấu vết sẹo làm cái gì. Lưu lại làm kỷ niệm, nghĩ nàng hận không thể không có này dấu răng, nàng nghĩ nghĩ nhanh chóng đem kia tiểu miệng vết thương tốt nhất dược sau, lấy ra một cái tiểu đao tới, nàng tưởng đem này dấu răng cấp tiêu diệt rớt, nàng đang muốn hạ đao đem kia dấu răng cấp cắt qua khi. Đột nhiên Mục Hạ Viêm bắt lấy tay nàng, một phen đem nàng ôm lấy. Ở trên nóc xe đánh một cái lăn, đem nàng đè ở dưới thân. Sự ra đột nhiên, thì Lui Lui còn không có phản ánh lại đây khi, Mục Hạ Viêm cũng đã tin tốc phát ra dị năng. Kia băng tiễn mau đến làm kia đầu lại lần nữa trở về biến dị miêu ưng trốn không thoát, một mũi tên một xuyên vào cú mèo cánh thượng. Biến dị cú mèo chúng này một mũi tên làm cú mèo, thầm thì, đau kêu đồng thời, nó tưởng bay đi. Nhưng nó cánh bị thương ở không trung tư thế một cao một đế, phi đến cũng không mau. Mục Hạ Viêm xem chuẩn thời cơ này, thừa dịp nó không có phi cao, tia chấp lại một cái băng tiễn đánh tới biến dị cú mèo một cái khác mở ra cánh thượng, lần này hắn xem đến thực chuẩn. Đánh đến cũng thực chuẩn, hơn nữa hắn đã là tứ giai dị năng giả, đối phó tam giai biến dị cú mèo vốn dĩ liền sẽ không khó. Phía trước hắn là bởi vì phân tâm, cho nên cho này cú mèo thương đến hắn cơ hội, lần này này biến dị cú mèo vốn dĩ cũng đã bị điểm thương, lại vẫn là nghĩ đến đánh lén, Mục Hạ Viêm sao có thể gặp lại cho nó cơ hội. Ở Thi Lui Lui cho hắn thượng dược thời điểm, Mục Hạ Viêm liền phát hiện chung quanh có khác thường, chẳng qua bởi vì biến dị cú mèo sẽ phi. Chỉ cần nó phi cao hắn liền tương đối khó đánh, cho nên hắn bất động thanh sắc, chờ đợi cú mèo xuất kích,
hắn muốn chính là một kích tất trúng, nếu không nói bị cú mèo một phi cao đi xa, lại sẽ bị nó chạy thoát, đến lúc đó hắn liền tìm rất khó lại tìm được cơ hội đánh trả. Hơn nữa cú mèo đã bị hắn đả thương, nó khẳng định là mang thù, nếu là cho nó lại một đào thoát, như vậy này dọc theo đường đi cũng muốn vẫn luôn đề phòng này tùy thời nó đánh lén, này sẽ làm bọn họ trên đường dị thường khó chịu, cho nên hắn không thể không một lần giải quyết cái vật nhỏ. Thì Lùi Lùi này sẽ đã biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá Mục Hạ Viêm lại còn đè ở trên người nàng, nàng nhìn kia biến dị cú mèo từ không trung rơi xuống, vừa lúc bị Mục Hạ Viêm tiếp được chộp trong tay. Biến dị cú mèo còn chưa chết, chẳng qua hai cái cánh đều bị thương không thể phi, nó chỉ có thể dùng kia linh hoạt có thể cổ quay đầu dùng kia lại đoản lại câu đoản miệng muốn đi mổ Mục Hạ Viêm tay, chẳng qua Mục Hạ Viêm không có khả năng cho nó mổ đến, này biến dị cú mèo vừa mới tưởng đánh lén chính là Thi Lui Lui, cho nên hắn dị thường phẫn nộ, hắn một cái tay khác vận khởi dị năng, đang muốn đem này biến dị cú mèo giết khi, Thi Lui Lui cấp hô, đừng giết. Này giao lộ đội đã ngừng cũng ngừng lại, Mục Vân vừa thấy đến Mục Hạ Viêm đánh nhau liền chậm rãi làm người đem xe dừng. Dừng lại hạ hắn liền xuống xe, nhanh chóng nhảy lên Thi Lui Lui xe vận tải trên nóc xe, vừa lên tới liền nhìn đến Mục Hạ Viêm ngồi đem Thi Lui Lui đè ở dưới thân, nhìn này tư thế muốn nhiều ái muội, liền có bao nhiêu ái muội. Viêm ca, không có việc gì đi, Mục Vân biết này sẽ đến không phải thời điểm, nhưng là tới cũng tới rồi, còn nhìn đến Mục Hạ Viêm trên tay đồ vật khi, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, hỏi trước quá lại nói. Không có việc gì, người ấn bài người khác lên xe đỉnh cảnh giới. Phòng chừng sẽ không có đồ vật lại đánh lén. An bài hảo tiếp tục lên đường, Mục Hạ Viêm nói một tay bóp kia biến dị cú mèo, một tay ôm đồm Thi Lui Lui eo, một phen đem nàng bế lên, nhảy đã đi xuống xe, vừa lúc Thi Chính Thiên đem xe vận tải cửa xe mở ra muốn nhìn mụ mụ tình huống, cái này làm cho Mục Hạ Viêm lập tức liền nhảy lên trong xe, Thi Lui Lui chỉ là giãy dụa một chút liền bị lại bị hắn phóng tới xe vận tải nệm thượng. Mụ mụ, người không sao chứ? Thi Chính Thiên nhìn Thi Lui Lui bị người Mục Hạ Viêm bế lên tới. Hắn còn tưởng rằng Thi Lui Lui ra chuyện gì, lo lắng hỏi. Mụ mụ không có việc gì, đừng lo lắng a. Thi Lui Lui trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hạ Viêm liền ngồi dậy nói. Mụ mụ, không có việc gì liền hảo, ba ba, đây là đánh lén quái vật sao? Thi Chính Thiên đánh giá Thi Lui Lui xác thật là không có chuyện sao yên lòng, này cũng liền lưu ý tới rồi Mục Hạ Viêm trên tay biến dị cú mèo. Đúng vậy, Mục Hạ Viêm ứng Thi Chính Thiên một tiếng, lại nhìn Thi Lui Lui nói, không giết nó. Ngươi tưởng lưu trữ nó muốn làm cái gì? Thứ này rất nguy hiểm, hắn trong lòng tò mò Thi Lui Lui muốn làm cái gì, nhưng lại lo lắng Thi Lui Lui sằng bậy sẽ gặp phải nguy hiểm tới. Ta hữu dụng là được, ngươi đem nó giao cho ta đi, đoàn xe liền phải xuất phát, ngươi hồi phía trước trong xe đi. Thi Lui Lui cũng không muốn cho hắn biết nàng muốn làm cái gì, trực tiếp tưởng đem hắn chạy về phía trước xe đi. Mục Hạ Viêm cũng không muốn chạy, nhưng Thi Lui Lui chính là đuổi người thái độ, hắn nhìn thoáng qua nhi tử. Hy vọng nhi tử giúp hắn nói hai câu, hắn là xem tới được nhi tử là tưởng Thi Lui Lui cùng chính mình ở bên nhau, cho nên dùng ánh mắt ý bảo làm nhi tử giúp hắn. Thi Chính Thiên vừa nghe mụ mụ muốn đem này biến dị thú lưu lại, hắn nhìn thoáng qua chính mình trên tay cái kia linh thú hoàn, thực thông minh minh bạch mụ mụ muốn làm cái gì, cho nên hắn nhìn Mục Hạ Viêm ánh mắt, thường phục làm không nhìn thấy quay đầu ngồi xuống nhìn ra. Ngưng Dục, người đến phía trước xe đi, ta lưu lại bảo hộ bọn họ. Mục Hạ Viêm nhìn này nhi tử cũng không giúp chính mình, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, không giúp liền không giúp đi, hắn giống nhau muốn lưu lại, đem dì Ngưng Dục cấp đuổi đi là được. Dì Ngưng Dục tuy rằng cũng tò mò Thi Lui Lui lưu trữ cái này biến dị cú mèo làm cái gì, nhưng là hắn biết nhà mình chất nhi tâm tư, hơn nữa hắn biết Mục Hạ Viêm buồn rầu như thế nào truy Thi Lui Lui, cho nên cũng tương đương thức thời không có nhiều lời nói đã đi xuống xe. Chờ dì Ngưng Dục đi rồi. Không một hồi Mục Vân cũng đã ấn lập người ở trên nóc xe cảnh giới, đoàn xe tiếp tục xuất phát. Có thể đem nó cho ta sao? Thi Lui Lui nhìn Mục Hạ Viêm trên tay biến dị cú mèo nói, Mục Hạ Viêm muốn lưu tại trong xe, nàng cũng không hảo vẫn luôn đuổi đi, dù sao cũng là bảo bối nhi tử ba ba, thái độ quá không tốt lời nói, nhi tử cũng sẽ khó xử. Người nếu không nói lưu trữ làm cái gì, ta sẽ không lưu lại như vậy một cái nguy hiểm đồ vật. Mục Hạ Viêm nhàn nhạt nói, Thi Lui Lui đế đầu. Cũng không có trả lời hắn, nàng là tưởng đem cái này biến dị cú mèo khế ước trở thành chính mình chiến đấu đồng bọn, nhưng nàng tu vi cũng không có luyện khí 4 tầng, tu chân giới khế ước pháp quyết nàng cũng xử không ra. Mà có Mục Hạ Viêm ở, nàng khẳng định là không thể đem biến dị cú mèo thu vào trong không gian, này muốn như thế nào cùng hắn giải thích. Nàng cũng không tưởng bạo lộ ra không gian, cho dù là một chút về không gian sự nàng đều không nghĩ bạo lộ. Lấy Mục Hạ Viêm thông minh, chỉ cần bạo lộ một chút không gian đặc thù.
hắn khẳng định sẽ có phán đoán. Bất quá nhưng thật ra có thể dùng linh thú hoàn, nhưng linh thú hoàn cũng coi như là cái bí mật, nàng cũng không phải rất tưởng nói cho Mục Hạ Viêm, nghĩ nghĩ một hồi lâu, nàng đang chuẩn bị muốn nói thời điểm. Mục Hạ Viêm lại đột nhiên đem biến dị cú mèo đưa cho nàng. Chẳng qua Thi Luy Luy nhìn đến đưa qua cú mèo đã nhắm mắt lại, như là chết đi giống nhau, nàng lạnh nhạt ánh mắt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mục Hạ Viêm. Mục Hạ Viêm biết Thi Luy Luy lại hiểu lầm, hắn trong lòng mất mát, đối với Thi Luy Luy hắn luôn là thỏa hiệp, ta sợ nó có nguy hiểm, lộng hôn. Hắn nhìn Thi Luy Luy do dự lâu như vậy liền biết nàng khẳng định lại là có bí mật không nghĩ cho hắn biết, hắn cũng không nghĩ bức nàng. Cho nên vì bảo hiểm hắn mới lộng hôn biến dị cú mèo. Hắn vì an toàn của nàng suy nghĩ lại không nghĩ rằng đổi lấy chính là nàng lạnh nhạt ánh mắt, trong lòng như là lấy máu dường như đau. Hắn hiện tại mới hiểu được thích một người như vậy khó. Thi Luy Luy khó được nhìn đến Mục Hạ Viêm trên mặt có khác biểu tình, nhưng này biểu tình là bị thương biểu tình, nàng cũng biết chính mình là hiểu lầm hắn, tiếp nhận trên tay hắn biến dị cú mèo. Xác thật chỉ là ngất xỉu mà thôi, nghĩ nghĩ nàng nói, Mục Hạ Viêm, người đáng giá ta tín nhiệm sao? Kỳ thật này vấn đề nàng là hỏi không? Nàng biết Mục Hạ Viêm là khẳng định sẽ không thương tổn nàng, nếu không sẽ không mỗi ngày phái người tới bảo hộ nàng. Phía trước nàng cũng là cho rằng, bởi vì chính mình là mỗi ngày mụ mụ, cho nên hắn chỉ là kết thúc trách nhiệm tới bảo hộ mỗi ngày mụ mụ mà thôi. Nhưng hiện tại biết hắn thích chính mình, phỏng chừng hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bán đứng chính mình, chẳng qua, vẫn là câu nói kia, không phản bội chỉ là bởi vì ích lợi không đủ đại, tin tưởng một cái linh thú hoàn còn sẽ không làm Mục Hạ Viêm làm ra bất lợi với chính mình sự tới. Mục Hạ Viêm nghe xong nàng lời nói, nguyên bản bị thương mất mát tâm tình trong nháy mắt khôi phục, hắn nghĩ nghĩ ánh mắt dị thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Thi Luy Luy, một hồi lâu hắn mới trịnh trọng nói, đáng giá. Hắn vô dụng những cái đó hoa ngôn xảo ngữ tới làm bảo đảm, nhưng hắn này hai chữ đã thuyết minh hắn đối Thi Luy Luy hứa hẹn. Thi Luy Luy nghe xong khóe miệng không tự giác kiều một chút. Nàng nhìn thoáng qua Trần Quân Nghĩa, hắn vẫn luôn như là chuyên tâm đang xem thư, giống như mấy người xuất hiện cũng không có quấy rầy đến hắn giống nhau. Nàng có thể cấp Mục Hạ Viêm biết linh thú hoàn sự, nhưng cũng không thể cấp Trần Quân Nghĩa biết, nếu là đã cùng Trần Quân Nghĩa có cấm kỵ khế ước nói, nàng nhưng thật ra có thể yên tâm nói cho hắn nghe cũng không cái gọi là, nhưng hiện tại còn không có, cho nên nàng vẫn là có điểm cố kỵ. Nàng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào tránh đi Trần Quân Nghĩa cùng Mục Hạ Viêm nói linh thú hoàn sự khi, Mục Hạ Viêm liền đã đem Trần Quân Nghĩa đánh hôn mê, hắn nhìn đến Thi Luy Luy xem Trần Quân Nghĩa ánh mắt liền biết nàng ý tứ. Thi Luy Luy vô ngữ đỡ một chút cái chán, hảo đi, ngất đi rồi cũng hảo. Bọn họ cũng không biết, kỳ thật ở Trần Quân Nghĩa ngất xỉu đi kia một khắc, hắn trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thông minh hắn ở nghe được Mục Hạ Viêm cùng Thi Luy Luy đối thoại khi trong lòng cũng đã thấp thỏm lên, hắn trong lòng minh bạch biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh, cho nên hắn đã sớm tưởng ngất xỉu đi, không muốn nghe bọn họ đối thoại. Mục Hạ Viêm đem ngất xỉu đi Trần Quân Nghĩa đặt ở trên sofa nhỏ liền về tới giường. Lót ngồi xuống dưới. Hắn thẳng lăng lăng nhìn Thi Luy Luy, chờ nàng nói chuyện. Thi Luy Luy cũng không có muốn nói gì bí mật cấp Mục Hạ Viêm biết. Chờ hắn nhìn đến nàng khế ước hảo cái này biến dị cú mèo. Hắn sẽ biết, không cần thiết nói nhiều như vậy, cho nên nàng cũng mặc kệ Mục Hạ Viêm, từ trong không gian lấy ra một cái phổ có thể linh thú hoàn tới. Này linh thú hoàn cũng không có cấp mỗi ngày như vậy hảo, linh thú hoàn không gian cũng không có như vậy đại, nhưng là khế ước một cái biến dị cú mèo là vậy là đủ rồi. Hơn nữa linh thú hoàn chỉ là cấp người ngoài xem mà thôi, về sau nàng có thể đem khế ước đồng bọn đều bỏ vào trong không gian dưỡng. Nàng thực mau ở biến dị cú mèo giữa mày chỗ dùng dao nhỏ đâm một chút, đem huyết tích ở linh thú hoàn, chờ Mục Hạ Viêm nhìn đến kia thần bí phù văn khi, hắn trong lòng kinh ngạc, lại nhìn đến kia phù văn chưa từng nhập đến biến dị cú mèo giữa mày chỗ khi, trong lòng càng là ngoài ý muốn, thì Luy Luy rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn bắt này cú mèo tới hiến tế? Không làm Mục Hạ Viêm nghi hoặc bao lâu, hắn liền thấy được kia biến dị cú mèo đột nhiên hư không tiêu thất, chỉ để lại cái kia nguyên bản tròng lên biến dị cú mèo trên đầu nho nhỏ vòng tròn. Này sẽ hắn trong lòng càng là khiếp sợ, chẳng sợ hắn là cái không dễ dàng biểu lộ biểu tình người, nhưng này sẽ khiếp sợ biểu tình vẫn là không hiển lộ ra tới. Thì Luy Luy nhìn Mục Hạ Viêm kinh ngạc biểu tình, nghĩ nghĩ liền nói, Mục Hạ Viêm, đem ngươi tay cho ta. Mục Hạ Viêm lại nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là vươn tay tới. Hắn tin tưởng Thi Luy Luy sẽ không hại hắn. Thi Luy Luy kéo qua hắn tay, ở hắn ngón tay thượng dùng tiểu đao nhẹ cắt một chút, bài trừ vài giọt huyết châu, tích ở linh thú hoàn thượng. Mục Hạ Viêm nhìn kia vòng tròn thượng thần bí phù văn hướng về chính mình bay tới, hắn trong lòng kinh hãi, theo bản năng hắn tưởng chờ đương, nhưng vẫn là không có chờ đương đến,
Phù Văn bay nhanh hoàn toàn đi vào hắn giữa mày, hắn nhịn không được nói, Luy Nhi, này rốt cuộc là cái gì? Ngươi dùng tinh thần lực vào xem sẽ biết, thì Luy Luy cũng không có nhiều lời, cầm linh thú hoàn cho hắn, ý bảo hắn xem. Mục Hạ Viêm nghe xong trong lòng lại nhịn không được nghi hoặc, này nho nhỏ vòng tròn rốt cuộc là cái gì? Hắn biết Thi Luy Luy sẽ không hại hắn, vì nhanh lên cởi bỏ trong lòng nghi hoặc, hắn tiếp nhận vòng tròn, nhanh chóng dùng tinh lực thần thám tiến kia vòng tròn, hắn không nghĩ tới vòng tròn có một cái mấy lập phương không gian, mà cái kia hư không tiêu thất không thấy biến dị cú mèo cư nhiên liền ở cái này tiểu trong không gian. Này sẽ biến dị cú mèo đã tỉnh lại, nó chính nửa híp mắt nhìn hắn dường như, này sẽ hắn cũng phát hiện hiện tại hắn xem này biến dị cú mèo cư nhiên có loại thân thiết cảm, giống tâm hữu linh tê giống nhau. Mục Hạ Viêm trong lòng vẫn là nghi hoặc, trong lòng quá mức khiếp sợ, nhất thời hắn cũng không minh bạch sao lại thế này, hắn từ vòng tròn rời khỏi tinh thần lực, đang muốn hỏi Thi Luy Luy sao lại thế này. Thi Chính Thiên liền cao hứng nói chuyện, ba ba, đó là mụ mụ đưa cho ngươi lễ vật Nga, ta cũng có đát. Lễ vật, Thi Luy Luy đưa chính mình lễ vật, hơn nữa nhi tử cũng có. Mục Hạ Viêm nghe xong là Thi Luy Luy đưa chính mình đệ nhất kiện lễ vật đương nhiên là cao hứng, chẳng qua trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn nhìn Thi Luy Luy. Muốn nhìn Thi Luy Luy có thể hay không giải thích này vòng tròn rốt cuộc là cái gì. Thi Luy Luy biết Mục Hạ Viêm nghi hoặc, nàng nhàn nhạt nói, là thứ gì ta liền không nói, ngươi chỉ cần biết rằng về sau kia biến dị cú mèo đó là ngươi sủng vật, hoặc là nói là ngươi đồng bọn cũng đúng, nó vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, sẽ đối với ngươi nói cũng là nói gì nghe nấy là được, ta cũng không muốn nhiều lời, đó là sư phó của ta để lại cho ta đồ vật, thực chân quý. Vốn dĩ nàng là tưởng đem biến dị cú mèo thu làm chính mình đồng bọn, nhưng là hiện tại bị Mục Hạ Viêm biết, hơn nữa nàng chính mình cũng không phải phi thường thích cú mèo, cho nên nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ sau. Vẫn là đem biến dị cú mèo cấp Mục Hạ Viêm, về sau nếu là lại bắt lấy hảo điểm biến dị thú, nàng lại khế ước thì tốt rồi. Linh thú hoàn đối với người khác tới nói là chân quý đồ vật, nhưng đối nàng tới nói, cơ sư phó còn lưu có không ít linh thú hoàn ở trong không gian, hơn nữa chỉ cần nàng tới rồi luyện khí 4 tầng trở lên, không cần linh thú hoàn. Nàng cũng có thể dùng pháp quyết tới khế ước khác biến dị thú. Mà Mục Hạ Viêm hắn dù sao cũng là Thi Chính Thiên ba ba. Xem hắn coi trọng bảo bối nhi tử phân thượng, đem linh thú hoàn cho hắn cũng coi như là một cái bảo đảm, năng lực của hắn càng cường nói. Bảo bối nhi tử an toàn liền sẽ được đến càng nhiều bảo đảm, đương nhiên, nàng xem như vì bảo bối nhi tử lấy lòng hắn, về sau cùng hắn ở chung nhật tử khẳng định còn rất dài. Nàng cũng sợ có một ngày vạn nhất chính mình ra chuyện gì không thể bảo vệ tốt nhi tử. Như vậy thực lực cường đại Mục Hạ Viêm liền có thể đương bảo bối nhi tử ô dù. Mục Hạ Viêm nghe xong Thi Luy Luy nói, trong lòng kích động thực, này có phải hay không cùng trong tiểu thuyết khế ước giống nhau, kia biến dị cú mèo chính là hắn khế ước thú, như vậy chân quý đồ vật. Nàng cư nhiên đưa cho chính mình, này có phải hay không chứng minh chính mình trong lòng nàng càng trọng một phân, hắn ánh mắt nóng rực nhìn Thi Luy Luy. Nhìn không được hắn nhào lên trước một tay đem Thi Luy Luy ôm vào trong ngực, gắt gao đem nàng ôm lấy. Như là muốn đem Thi Luy Luy xoa tiến thân thể hắn giống nhau. Thi Luy Luy bị hắn này một động tác hoảng sợ, hơn nữa hắn như vậy dùng sức, đem nàng lộng đau, Mục Hạ Viêm ngươi mau thả ta ra. Luy Nhi, cảm ơn ngươi. Mục Hạ Viêm cũng không có buông ra nàng, hắn nói xong này một câu còn hung hăng hôn lên ngày ấy tư đêm tưởng môi đỏ, mềm mại cánh môi cùng hắn tưởng tượng giống nhau điềm mỹ. Ngô, ngô, Thi Luy Luy trừng lớn con mắt, trong mắt tất cả đều là ảo não, tưởng nói chuyện lại bị hắn môi lưỡi ngăn chặn. Chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Mục Hạ Viêm cảm giác được Thi Luy Luy có điểm kháng cự, nhưng hắn luyến tiếc buông ra nàng, hắn dùng một tay phủng nàng mặt, từ nguyên bản bá đạo hôn chậm rãi động tác phóng mềm nhẹ ở nàng cánh môi thượng ôn nhu cọ sát. Hắn hôn ôn nhu lại triền miên, rồi lại mang theo tình cảm mãnh liệt, làm người đắm chìm, Thi Luy Luy trái tim rung động, đều đã quên phản kháng, thân mình cũng càng ngày càng mềm, có điểm như là chúng kia xuân dược giống nhau, làm nàng xử không ra kính tới cảm giác. Hắn một tấc ở nàng môi lưỡi gian đoạt lấy, thẳng đến Thi Luy Luy cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông kia trong nháy mắt, hắn mới từ bỏ chính mình đoạt lấy, rời đi nàng phấn môi. Hắn nhàn nhạt cười, hắn cơ hồ không cười quá, ngày thường đều là sụ mặt, này sẽ chỉ là nhàn nhạt cười lại mang theo vài phần mị hoặc, cực kỳ mê người. Thi Luy Luy hung hăng hút khí, tâm bùm bùm nhảy bay nhanh, nàng thế nhưng đắm chìm ở hắn hôn. Giờ phút này nàng cũng là cực mỹ, phấn nộn hồng nhuận sắc mặt. Ánh mắt ánh sáng lưu truyền, còn mang theo có điểm thẹn quá thành giận ánh mắt, bởi vì trước ngực kịch liệt hô hấp, mà trên dưới phập phồng, đó là dụ hoặc cực kỳ. Luy Nhi, ngươi thật đẹp, hắn thanh âm trầm thấp mang theo tự tính nỉ non,
ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng kia một trương đỏ tươi ướt át môi đỏ, trong lòng chưa đã thèm, còn tưởng lại một thân kia hương thơm môi đỏ. Mục Hạ Viêm, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Thì Luy Luy nhìn hắn kia càng ngày càng nóng rực ánh mắt, còn có kia chưa đã thèm biểu tình, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, sợ hãi hắn lại muốn lại đến một lần, nàng hoảng loạn nói. Khụ khụ, Thi Chính Thiên này sẽ thực không khỏe khi khụ hai tiếng, vừa mới nhìn ba ba mụ mụ ở hôn nồng nhiệt, hắn trong lòng thực thẹn thùng nói, hắn nhìn thoáng qua liền quay người đi đọc sách, này sẽ hắn cũng không có xoay người lại, hắn cố ý khụ hai tiếng cũng là tưởng ba ba đừng như vậy quá mức, nghe được đến mụ mụ đã có điểm tức giận, hắn vẫn là tưởng nhắc nhở hai người, nơi này còn có một cái vị thành niên hài tử. Thì Luy Luy nghe được bảo bối nhi tử khụ thanh, trong nháy mắt sắc mặt bạo hồng, chính mình cư nhiên ở bảo bối nhi tử trước mặt cùng người khác hôn môi, nàng nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Hạ Viêm. Mục Hạ Viêm bị nàng này mang theo oán trách ánh mắt chừng mắt, trong lòng càng là một trận tê dại, đều nói tình nhân trong mắt ra tay thi, điểm này cũng không sai, thì Luy Luy thế nào hắn đều ái. Thi Chính Thiên này sẽ cảm giác được ba ba mụ mụ đã tách ra, cũng quay đầu tới nhìn hai người, cảm giác được không khí có điểm xấu hổ, hắn giải vây nói, ba ba, người đem kia cú mèo thả ra nhìn xem. Hắn vẫn luôn đều tưởng đem chính mình tiểu mã thả ra, nhưng là lại bởi vì vẫn luôn hoàn cảnh không cho phép, cho nên hắn đều không có thả ra quá, này sẽ biết ba ba sủng vật như vậy tiểu, hắn liền muốn cho ba ba thử thả ra. Thì Luy Luy một tay đem bảo bối nhi tử ôm đến trong lòng ngực, để ngừa Mục Hạ Viêm sằng bậy, nàng nhìn Mục Hạ Viêm trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn chằm chằm chính mình, không lý do trái tim nhỏ mãnh nhảy, nàng đây là làm sao vậy? Hảo, ta nghe mỗi ngày. Mục Hạ Viêm này hội tâm tình thực hảo, khóe miệng luôn là nhịn không được nhếch lên tới, hắn nhìn Thi Luy Luy lại nói, muốn như thế nào đem nó thả ra. Người có đem nó thả ra ý niệm là được, Thi Luy Luy có điểm khó chịu nói, nàng lại bị Mục Hạ Viêm chiếm tiện nghi, như thế nào đều cảm thấy có hại. Mục Hạ Viêm nhìn Thi Luy Luy kia ảo não bộ dáng, trong lòng càng là ái đến không được, hắn biết không có thể quá mức, cho nên nghe nàng lời nói, ý niệm vừa động, kia biến dị cú mèo liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này sẽ nhìn kỹ biến dị cú mèo, nó chỉ có một bàn tay như vậy đại, mà hai cái móng vuốt lại rất lớn, tròn tròn đầu nhỏ, tròn tròn mắt to đồng tử phi thường đại, hơn nữa ẩn ẩn còn có thể nhìn đến trong ánh mắt có điểm ánh sáng. Cùng mặt thế trước cú mèo bất đồng chính là thân mình biến dị đến nhỏ rất nhiều, lông chim phi thường mềm mại, cánh lông chim thượng có nhung thiên nga mật sinh lông, nó hai chi cánh còn chịu thương. Này sẽ nó nhưng thật ra an tĩnh đến giống cái ngoan ngoãn hài tử giống nhau. Ở Mục Hạ Viêm trên tay dùng kia đầu nhỏ ở trên tay hắn cọ cọ, như vậy nhìn nhưng thật ra có điểm đáng yêu. Mục Hạ Viêm biết đây là Thi Luy Luy đưa chính mình lễ vật, đối nó cũng là yêu ai yêu cả đường đi, mềm nhẹ vỗ nó một chút. Thi Luy Luy nhìn đến nó thương còn ở lưu huyết cũng lấy ra thuốc trị thương tới, giúp hắn thượng một chút dược đi. Mục Hạ Viêm tiếp nhận dược tới cấp nó thượng dược, Thi Luy Luy dược thực dùng được, nó cánh cũng không có toàn đoạn, chỉ là chịu thương, thượng dược sau tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ hảo. Lần này dọc theo đường đi thẳng đến Hừng Đông đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, mà Mục Hạ Viêm cũng không có muốn dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, đoàn xe tiếp tục đi tới, thì Luy Luy lấy ra ở trong không gian đã phóng lạnh hộp cơm đảm đương cơm sáng, mấy người trực tiếp ở trong xe ăn, những người khác cũng đều là ở trong xe ăn một ít lương khô. Mà Vương Hương Vân bên này, bọn họ tới rồi Võ Đăng Trấn sau đã là đêm khuya, chờ bọn họ thật vất vả thuyết minh thân phận đi vào Võ Đăng Trấn cái này tiểu căn cứ khi, sắc trời đã tỏa sáng. Triệu Thiên Vọng vì không nghĩ làm Mục Hạ Viêm cùng Võ Đăng hợp tác, cho nên tiến Võ Đăng căn cứ liền đi tìm Võ Đăng trưởng giáo, những cái đó Võ Đăng chiêu đãi bọn họ người cũng đều khách khách khí khí, cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. Mà khi Triệu Thiên Vọng tin tưởng tràn đầy đi theo một cái đạo sĩ đến Võ Đăng trưởng giáo chỗ ở khi, lại gặp Mục Dương cùng Thường Đằng hai người từ bên trong ra tới, mặt sau còn đi theo Võ Đăng trưởng giáo Thanh Thần đạo trưởng. Triệu Thiên Vọng vừa thấy tình huống này sắc mặt tức khắc liền tối tăm lên. Tính cả Vương Hương Vân cũng không có gì sắc mặt tốt, bất quá hai người vẫn là tiến lên lễ phép hướng về Thanh Thần đạo trưởng vấn an, tuy nói Võ Đăng đã lạc mạt, nhưng ở người khác hai đầu bờ ruộng, hơn nữa là tưởng cùng người khác hợp tác dưới tình huống. Bọn họ đương nhiên cũng là đến khách khách khí khí. Mục Vân cùng Thường Đăng nhìn Triệu Thiên Vọng cùng Vương Hương Vân. Hai người ăn ý đối diện liếc mắt một cái, Mục Dương liền lễ phép quay đầu lại cùng Thanh Thần đạo trưởng từ biệt, trưởng giáo không cần lại đưa, chúng ta này liền cáo từ. Ân. Trên đường cẩn thận, Thanh Thần đạo trưởng 50 tới tuổi, trên người dị năng dao động cũng là có tam giai đỉnh núi, hắn khuôn mặt thoạt nhìn hòa ái, rất có trưởng giả phong độ. Chờ Mục Vân cùng Thường Đằng hai người đi rồi,
Thanh thần đạo trưởng mới nhìn về phía Triệu Thiên Vọng cùng Vương Hương Vân, không biết hai vị tìm lão đạo có chuyện gì. Hắn nhận được Triệu Thiên Vọng, nhưng trong giọng nói mang theo xa cách. Này cũng thực bình thường, liền tính Triệu Thiên Vọng là Triệu gia cháu đích tôn, nhưng cũng không thục. Triệu Thiên Vọng không biết Mục Hạ Viêm kia hai cái thủ hạ cùng Thanh thần đạo trưởng có hay không đạt thành hợp tác, cho dù là đạt thành hợp tác rồi hiệp nghị hắn cũng là có tin tưởng làm đạo trưởng thay đổi chủ ý. Chẳng qua đại giới khả năng sẽ khá lớn mà thôi. Nghĩ Triệu Thiên Vọng liền cười cười nói, Thanh thần đạo trưởng, đã lâu không thấy, tiểu chất tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này. Hắn chỉ vào bên người Vương Hương Vân, biểu tình có điểm ngạo nghễ nói, nàng là Vương Hương Vân. Là Vương Chí Hùng nữ nhi, chúng ta đi vào nói hảo sao. Thanh thần đạo trưởng nhìn thoáng qua Vương Hương Vân, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn tuy rằng đối Vương Hương Vân tên này không thế nào thuộc, nhưng là đối Vương Chí Hùng nữ nhi nhưng thật ra có nghe nói. Mà thế trước liền nghe nói qua Vương Chí Hùng cùng Vương Thành Tân phi thường sủng nịch cái này Vương gia Thiên Kim tiểu thư, như thế nào này Thiên Kim tiểu thư ở mặt thế không có ở Hùng Bá trong căn cứ ngốc, cư nhiên chạy đến nơi đây tới. Hắn hướng về Vương Hương Vân gật gật đầu liền nhàn nhạt nói, hạnh ngộ, bên trong thỉnh đi. Nói hắn liền lãnh hai người đi vào. Ba người vào nhà, Vương Hương Vân nhìn đến này trong phòng trang hoàng đều là cổ kính, mang theo một loại đế điệu xa hoa, này trong phòng phòng chừng là mặt thế tới sau không có như thế nào bị phá hư. Nếu không sẽ không như vậy hoàn chỉnh. Mấy người ở trong đại sảnh ngồi xuống sau, Vương Hương Vân cũng phát hiện trong đại sảnh cũng có hai người ở, đều là ăn mặc một thân đơn giản đạo bào, còn trải cái búi tóc đạo ra, Thanh thần đạo trưởng làm trong đó một người đi đảo mấy chén tùy tới, chờ thượng tam chén nước tới sau, Thanh thần đạo trưởng mới nói, có chuyện gì mời nói đi. Thanh thần đạo trưởng, có thể hay không nói cho chúng ta biết, vừa mới Mục Dương Thường Đằng tới tìm ngươi là chuyện gì sao? Vương Hương Vân lạnh nhạt nói, bọn họ tới nơi này ý tứ như vậy rõ ràng, này lão đạo cư nhiên vẫn luôn ở giả ngây giả dại hỏi. Bọn họ là ta mời đến nỗi là chuyện gì, xin lỗi, ta không cần thiết hướng người báo cáo, các ngươi tới đây là vì việc này. Thanh thần đạo trưởng, ngữ khí hòa ái, nhưng là ngôn ngữ gian lại mang theo sắc bén, hắn thầm nghĩ, hừ, người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là nộn một chút, liền ít nhất tôn trọng cũng đều không hiểu. Không phải. Triệu Thiên Vọng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Hương Vân liền lại nói, lần này tiến đến là gia phụ để cho ta tới cùng các ngươi võ đang nói một chút kết minh sự, gia phụ là tưởng thỉnh võ đang trợ giúp chúng ta rửa sạch Seoul tang thi. Hắn nói đều là mặt ngoài nói, đương nhiên nếu kết minh vậy không phải rửa sạch tang thi đơn giản như vậy. Nga, như vậy Vương Tiểu Thư tiến đến lại là chuyện gì đâu? Thanh thần đạo trưởng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Hương Vân hỏi lại. Là cái dạng này, Triệu Thiên Vọng không làm Vương Hương Vân nói tiếp. Mà cướp nói, hiện tại Vương gia cùng Triệu gia đã kết minh, nàng tới liền biểu đạt có thành ý tưởng mời võ đang gia nhập chúng ta kết minh giữa. Ân, như vậy a, kết minh sự không phải việc nhỏ, chúng ta yêu cầu suy xét một chút, tin tưởng các ngươi một đêm lên đường cũng mệt mỏi, không bằng các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chúng ta thương lượng một chút, có kết quả liền thông chi các ngươi xem nếu. Thanh thần đạo trưởng nhàn nhạt nói, Vương Hương Vân nghe xong ninh một chút mày, nàng nói, hy vọng các ngươi mau chóng chút. Chúng ta còn muốn lên đường. Triệu Thiên Vọng nghe Vương Hương Vân ngữ khí trong lòng liền không cao hứng, nữ nhân này là tới cao hư phá đi. Hắn nhìn Vương Hương Vân liếc mắt một cái, trong lòng có điểm phẫn nộ, nhưng ở chỗ này cũng không hảo phát hỏa liền hướng về Thanh thần đạo trưởng nói, chúng ta đây liền chờ ngươi tin tức. Nói liền lôi kéo Vương Hương Vân đi rồi. Chờ Vương Hương Vân Triệu Thiên Vọng đều đi rồi, Thanh thần đạo trưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua hai cái vẫn luôn tại bên người nhân đạo, các ngươi có cái gì để nghĩa? Trong đó một cái ngũ quan lớn lên thanh tú, nhưng làn da có điểm hắc đạo sĩ khinh thường nói, hừ, hai cái bất nhập lưu gia tộc, căn bản là không cần suy xét. Thanh thần đạo trưởng nghe xong cũng không có nói lời nói mà là nhìn về phía một cái khác tuổi hơi dài đạo sĩ, ánh mắt ý bảo làm hắn cũng nói ý tưởng. Ngọc Long nói không tồi, lớn tuổi đạo sĩ, cũng không nhiều lời nói, hắn chỉ là nói một câu đồng ý tuổi trẻ vị kia đạo sĩ ý kiến sau, cũng không hề cấp ý kiến gì. Thanh thần đạo trưởng nghe xong bọn họ nói, nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái liền nói, đều trở về tu luyện đi. Hai vị đạo sĩ nghe xong sau đều yên lặng đi ra ngoài, lưu lại thanh thần đạo trưởng một người ở trong đại sảnh, hắn kỳ thật từ thỉnh Mục Dương lại đây khi hắn đã suy xét thật sự rõ ràng, võ đang muốn kết minh cũng sẽ không cùng những cái đó không có một chút nội tình gia tộc kết minh, giống Vương gia như vậy, đặc biệt là Vương Chí Hùng, hắn đối Vương Chí Hùng hiểu biết tương đối nhiều, một cái âm hiểm tiểu nhân. Nếu là cùng Vương gia kết minh về sau chết như thế nào cũng không biết. Mà thế, tuy rằng hiện tại hiện thực hoàn cảnh thực tàn khốc, nhưng nếu là sau này xem,
về sau chính là cổ võ giả thế giới, đây cũng là võ đăng lại lần nữa quật khởi cơ hội, cho nên hắn muốn cùng ai kết minh lựa chọn là muốn thận chi lại thận. Mà Mục gia căn cứ không ngừng ly đến bọn họ võ đăng gần điểm, càng là bởi vì Mục gia nội tình thâm hậu, hơn nữa Mục gia gia chủ là cái quang minh lỗi lạc người, cùng Mục gia kết minh, hắn không cần đi lo lắng Mục gia gia chủ những cái đó cái gì âm hiểm âm mưu, dùng võ đăng nội tình, bọn họ không cần quá nhiều trợ giúp, bọn họ chỉ cần một cái hòa hảo đồng minh, làm cho bọn họ có thời gian chậm rãi phát triển, quật khởi, đây mới là hắn muốn. Nếu là cùng vương gia kết minh, liền tùy thời phải có bị vương gia ở sau lưng thọc một đao giác ngộ, cho nên chỉ cần là cái người thông minh, chỉ cần biết rằng Vương Chí Hùng là cái người nào, đều sẽ không cùng bọn họ kết minh, trừ phi thật là tham lam, dã tâm bành trướng người phỏng chừng sẽ cùng vương gia kết minh đi. Mà Triệu Thiên Vọng một đường sắc mặt khó coi về tới bị võ đăng đạo sĩ an bài tốt phòng xếp, chờ tiến trong phòng nhìn đến Vương Hương Vân vẫn là một bộ không biết sai bộ dáng, hắn nhịn không được trong lòng tức giận, Vương Hương Vân, ngươi vừa mới đối Thanh Phong đạo trưởng như vậy thái độ là có ý tứ gì? Hừ, có ý tứ gì? Cũng chỉ có ngươi như vậy xuẩn mới có thể tin tưởng bọn họ sẽ suy xét. Vương Hương Vân khinh thường nhìn Triệu Thiên Vọng lại tiếp tục nói, ngươi cho rằng bọn họ sẽ cùng chúng ta kết minh. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nàng kỳ thật vừa thấy đến Mục Dương cùng Thường Đằng từ Thanh Thần đạo trưởng nơi đó ra tới, liền biết cùng võ đang hợp tác khả năng tính đã phi thường nhỏ. Nhìn đến Thanh Thần đạo trưởng một bộ làm tịch thái độ, Vương Hương Vân cũng đã rất rõ ràng bọn họ võ đang là sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Lấy này lãng phí thời gian ở chỗ này còn không bằng làm điểm thực tế tính hữu dụng sự đâu. Hừ, ta xuẩn ta thiên chân. Triệu Thiên Vọng khinh thường nhìn Vương Hương Vân, khó trách Mục Hạ Viêm không thích ngươi. Lấy ngươi như vậy tính cách nữ nhân lớn lên lại xinh đẹp phỏng chừng cũng không có gì người sẽ thích. Còn có, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh. Ân, Triệu Thiên Vọng trong mắt tất cả đều là phản cảm lại tiếp tục nói, chẳng sợ ta biết cùng võ đang hợp tác cơ hội nhỏ bé, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng đắc tội người khác. Hắn hiện tại đều hối hận chưa mang Vương Hương Vân tới võ đăng, hắn cho rằng chính mình tính cách đã đủ kiêu ngạo. Nhưng không nghĩ tới Vương Hương Vân tính cách càng thêm làm người khó có thể chịu đựng. Hiện tại hắn đều nghĩ đến cùng Vương gia hợp tác có phải hay không cái hảo lựa chọn. Tuy rằng hắn là muốn siêu việt Mục Hạ Viêm thậm chí sớm đã có giết Mục Hạ Viêm tâm, cũng tưởng Triệu gia siêu việt Mục gia, nhưng là hiện tại Triệu gia còn không có quật khởi, cho dù là nhà bọn họ có động tác nhỏ kia đều là ngầm tiến hành. Bên ngoài thượng mọi người xem lên vẫn là hài hòa, ở hắn còn không có trưởng thành lên thời điểm, vẫn là muốn nhẫn, chẳng sợ người khác bất hòa chính mình giao hảo. Nhưng cũng không thể để cho người khác trở thành địch nhân. Đâu giống Vương Hương Vân như vậy giống như người khác thiếu nàng, nhất định phải cùng nàng hợp tác, không hợp tác liền không cho sắc mặt tốt. Không hợp tác chính là nàng địch nhân giống nhau, như vậy nữ nhân có kia một chút tư bản liền đem đôi mắt đặt ở trên đỉnh đầu. Hắn thật đúng là không dám khen tặng. Vương Hương Vân nghe xong Triệu Thiên Vọng nói, mày ninh lên, nàng cũng cảm thấy chính mình thái độ phía trước thái độ cũng không giống như là thực thỏa đáng, nghĩ nghĩ nàng cũng không hề cùng Triệu Thiên Vọng khắc khẩu đi xuống, giọng nói của nàng phóng nhẹ chút nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Võ đang kết minh khả năng quá nhỏ, ta còn muốn tiếp tục đi theo Mục Hạ Viêm, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau đi vẫn là ở chỗ này chờ bọn họ trả lời. Triệu Thiên Vọng dùng châm chọc ánh mắt nhìn thoáng qua Vương Hương Vân nói, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ. Liền tính cùng võ đang hợp tác không được, ta cũng là phải về nhà tộc, nơi nào có ngươi như vậy nhàn hạ thoải mái đi theo nam nhân nơi nơi chạy. Hắn trong lòng đã có quyết định, Vương Hương Vân chỉ có thể dùng để lợi dụng, tuyệt không phải hợp tác hảo đối tượng. Vương Hương Vân nghe xong lại ninh một chút mày, nàng trong lòng khó chịu Triệu Thiên Vọng thái độ, từ quyết định không hề muốn Mục Hạ Viêm cái này nam chủ sau, nàng cũng đã tưởng hảo phương hướng, về sau chính là muốn đại thu hậu cung, nàng sớm đã đem Triệu Thiên Vọng trở thành chính mình hậu cung một viên. Là nàng nam nhân nên thuận theo chính mình mới là. Bất qua nghĩ đến Triệu Thiên Vọng hiện tại còn không có yêu chính mình, nàng cũng không hề so đo, nghĩ nghĩ nàng ôn nhu quan tâm nói, vậy ngươi ở chỗ này cẩn thận một chút, ta muốn đi theo Mục Hạ Viêm là có chuyện quan trọng, xem đi, thực mau ta liền sẽ đem hắn hủy hoại, ngươi đừng nóng giận được không? Nàng nói còn phát Triệu Thiên Vọng trong lòng ngực, dùng đầy đặn bộ ngực ở trên người hắn cỏ, dùng hành động tới câu dẫn Triệu Thiên Vọng, nếu hắn còn không có yêu chính mình. Như vậy liền trước dùng thân thể lưu lại hắn tâm, lấy nàng kỹ xảo, khẳng định có thể làm nam nhân đối nàng lưu luyến không ngừng. Triệu Thiên Vọng nhìn đưa lên tới người, dù sao cũng là muốn lợi dụng Vương Hương Vân, hắn không thượng bạch không thượng, thực mau hai người tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía liền lăn lên giường. Lên rồi, hai người tình cảm mãnh liệt qua đi, Vương Hương Vân còn cố ý ở trên giường, ôn nhu nói một ít Triệu Thiên Vọng thích nghe lời âu yếm,
cái này làm cho Triệu Thiên Vọng hư vinh tâm được đến thỏa mãn. Đem Triệu Thiên Vọng hống hảo sau, Vương Hương Vân kêu lên Lưu Hâm Huy cùng lão giả cùng nhau tiếp tục đuổi theo Mục Hạ Viêm xe, đến nỗi kia Lưu Lần cùng Lưu Vinh Quang, ở tiến cái này võ đang tiểu căn cứ khi, nàng khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Ba người một chiếc xe đã cũng đủ, Vương Hương Vân lần này một lần, nàng không hề sợ tìm không thấy Mục Hạ Viêm, đây cũng là ít nhiều chính mình bên người vị này miêu tộc lão giả, nghĩ nàng không yên tâm hỏi, sóng thúc, thật sự có thể đi theo Mục Hạ Viêm sao? Yên tâm đi Vương Tiểu Thư, chúng ta mới rời đi không bao lâu, liền tính bọn họ suốt đêm lên đường cũng sẽ không đi được rất xa, khẳng định có thể đuổi kịp. Lão giả sóng thúc nhìn cũng không thấy Vương Hương Vân liếc mắt một cái tự tin nói. Nghe xong lão giả nói như vậy Vương Hương Vân liền yên tâm xuống dưới, nàng là gặp qua cái này sóng thúc lợi hại chỗ, có khi liền nàng chính mình đều có điểm sợ hãi này lão giả. Ở Vương Hương Vân lại một lần muốn đuổi theo Mục Hạ Viêm thời điểm, mà ở Nhạc Thành phía trước thả phi thuyền vũ trụ đập chứa nước bên cạnh, lúc này cũng xuất hiện một cái ăn mặc kỳ quái nam nhân, người này đó là từ trung ương căn cứ đến ngày đuổi đêm đuổi. Chưa bao giờ có dừng lại quá, trung gian còn gặp được Thi Lui Lui ngoại tinh nhân. Nam nhân nhanh chóng một bên nhìn đập chứa nước chung quanh, một bên chạy đến đập chứa nước bên cạnh, tuy rằng hắn nhìn không ra chung quanh có cái gì khác thường, nhưng là trong lòng lại có phi thường dự cảm bất hảo. Vừa đến đập chứa nước bên cạnh thượng hắn không chút nghĩ ngợi nhảy vào đập chứa nước, hắn tốc độ cực nhanh du hướng đáy nước, chẳng qua hắn vẫn luôn bơi tới dưới nước 10 mét, đều không có nhìn đến đáy nước phi thuyền vũ trụ. Hắn vẫn luôn cho rằng cái này nho nhỏ trên tinh cầu là không ai có thể đủ khai đi phi thuyền, hơn nữa trong phi thuyền năng lượng sớm đã khô kiệt, căn bản khai không được, nếu không nói hắn sẽ không lưu trữ phi thuyền ở chỗ này. Hắn tiếp tục càng tìm càng sâu, càng bơi càng xa, không có nhìn đến phi thuyền bóng dáng hắn trong lòng càng là kinh hoàng đến lợi hại, bế khí lâu lắm ngực hắn cũng buồn đến lợi hại, mới vừa xuống dưới nước đến cấp, hắn phòng hộ phục tuy rằng có không thấm nước công năng, nhưng là không có mang lên mũ giáp. Cảm giác đến không thể lại tiềm đi xuống hắn nhanh chóng trồi lên mặt nước. Hắn không tin có người có thể đem phi thuyền dọn đi, như vậy đại phi thuyền, lấy hắn đối trên tinh cầu này khoa học kỹ thuật hiểu biết, căn bản là không ai có thể vô thanh vô tức đem phi thuyền dọn đi, cho nên hắn từ không gian khấu lấy ra một cái phòng hộ mũ giáp mang lên, tiếp tục tiềm xuống nước đi tìm phi thuyền. Mãi cho đến hơn 2 giờ sau, hắn cũng không có thể ở trong nước nhìn đến phi thuyền bóng dáng, toàn bộ đập chứa nước tuy đại, nhưng phi thuyền cũng phi thường đại. Này đập chứa nước chỉ có thể vừa vặn tốt chứa phi thuyền, không có khả năng tìm hai nhiều giờ đều tìm không thấy. Không có khả năng, không có khả năng, sao có thể đã không có. Kim Khảo đặc du nước đọng kho trên bờ, hắn ở đập chứa nước bên cạnh thượng phẫn nộ nhìn đập chứa nước, phi thuyền không có năng lượng, mà trên tinh cầu này cũng căn bản không có người sẽ khai. Như vậy đại phi thuyền cái này tinh cầu người căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn di động, cho dù là di động cũng không có khả năng ở đập chứa nước không lưu dấu vết. Hắn nghĩ nghĩ, khắp nơi này đập chứa nước chung quanh cũng bắt đầu tìm kiếm lên, cho đến hắn ở trên sườn núi thấy được laser đạn nổ mạnh sau lưu lại dấu vết. Cùng với Lý Khắc Lâm chết đi thi thể, vừa thấy chung quanh liền nhìn ra Lý Khắc Lâm cùng người đánh nhau quá, Kim Khảo đặc toàn thân run rẩy, biểu tình cực kỳ phẫn nộ, là ai, rốt cuộc là ai lấy đi hắn phi thuyền. Kim Khảo đặc trong lòng ở lấy máu, kia phi thuyền vũ trụ cũng không phải là chỉ cần phi thuyền đơn giản như vậy. Tuy rằng kia phi thuyền thuộc về dân dụng, nhưng ở kim sao biển hệ trung xem như mới nhất công năng nhất toàn dân dụng phi thuyền, ở kim sao biển hệ trung thường xuyên sẽ gặp được tinh tặc. Cho nên cho dù là dân dụng phi thuyền kia sức chiến đấu cũng tuyệt đối không kém, như vậy tốt phi thuyền vốn dĩ đã là thuộc về hắn, nhưng hiện tại lại không thấy. Kim Khảo đặc tưởng tượng đến này trong lòng kia cổ tức giận không chỗ nhưng tiết, nghẹn đến mức hắn khó chịu cực cập. Đột nhiên hắn đối với không trung bạo tiếng hô, là ai, rốt cuộc là ai? 5 năm trước kim sao biển hệ liên giúp đem vừa mới thành công làm ra ngân quang hào tuyên bố đến liên giúp lưới trời thượng. Này một con thuyền chiến đấu cùng dân dụng công năng đầy đủ hết phi thuyền một phát bố liền khiến cho kim hải hệ mọi người chú ý. Mọi người đều đối này con ngân quang hào thảo luận nhiệt độ cũng phi thường cao, rất nhiều người đều tưởng ở ngân quang hào lần đầu tiên xuất phát khi, có thể may mắn trở thành nhóm đầu tiên hành khách. Đương kim sao biển hệ người biết ngân quang hào lần đầu tiên khải hàng là muốn đi đến kim sao biển hệ bên cạnh. Là muốn đi đến thăm dò thần bí trùng động khi. Đại gia càng là nhiệt tình tăng cao, đương nhiên phi thuyền cũng không có nói muốn đi vào trùng động, chỉ là ở trùng động bên cạnh thăm dò. Cho nên ở 3 năm trước đây này con ngân quang hào xuất phát khi. Trên phi thuyền sở hữu phòng toàn bộ đính đầy, Kim Khảo đặc cũng là này phê khách nhân chung một người. Đương nhiên nguyên bản hắn là không có cơ hội ngồi, hắn nguyên bản là kim sao biển hệ, xa xôi tinh cầu chung một cái tam lưu trong gia tộc người. Hơn nữa vẫn là trong nhà bàng hệ,
căn bản là không có cơ hội ngồi trên loại này cao quý phi thuyền, hắn chi sở hữu hạnh ngồi trên kia đều là bởi vì gia tộc dòng chính trường tử. Kim Khảo Đặc chỉ biết trong gia tộc dòng chính trường tử bị đồng học khinh bỉ, nói hắn ngồi không thượng ngân quang hào, dòng chính trường tử nghe xong trong lòng khí bất quá, hắn tìm được rồi thương yêu nhất hắn mẫu thân làm nũng muốn mẫu thân giúp hắn đính phiếu. Hắn mẫu thân nghe được nhi tử bị người khinh thường, trong lòng cũng tới khí, nàng không chút nghĩ ngợi liền lấy ra tiền riêng tới đính phiếu, hơn nữa một đính liền đính vài chương vé tàu. Kim gia chủ mẫu dưới sự tức giận đính mấy chương sau lại có điểm hối hận, chẳng qua cuối cùng vì mặt mũi cũng không có đi trả vé, mà là đưa cho bọn họ này đó ở trong tộc bằng hệ con cái, hắn cùng này đó bằng hệ con cái đi theo dòng chính thiếu gia đi, dọc theo đường đi còn phải bảo vệ hảo kia dòng chính thiếu gia. Vốn dĩ Kim gia chung phía dưới con cháu cũng không phải rất nhiều, lại còn có vài người không ở gia tộc chung, cuối cùng Kim Khảo Đặc xem như kiềm tiện nghi mới có thể thượng đến tôn quý ngân quang hào thượng. Thượng ngân quang hào sau, Kim Khảo Đặc xem như mở rộng tầm mắt. Rất nhiều ở Kim sao biển danh nhân cơ hồ đều thượng tới rồi này trên phi thuyền, hợp với nhà khoa học, thăm dò ra, rất nhiều nổi danh viện nghiên cứu, cùng với tương đối nổi danh cao giai dị năng giả hắn đều ở trên phi thuyền gặp qua, cái này làm cho Kim Khảo Đặc dị thường hưng phấn. Rốt cuộc những cái đó danh nhân cùng với cao giai dị năng giả đều là chỉ có thể từ lưới trời thượng nghe được một ít tin tức mà thôi, hắn không nghĩ tới sinh thời cư nhiên còn nhìn đến. Chờ đến phi thuyền xuất phát khi, hết thảy đều phi thường thuận lợi, mãi cho đến trùng động bên cạnh đều tường an không có việc gì, bởi vì có nhà khoa học cùng với những cái đó viện nghiên cứu gia nhập, cho nên phi thuyền muốn ở trùng động bên cạnh dừng lại mấy ngày, thậm chí còn có người dùng ra tiểu phi thuyền đến quanh thân một bên không có khai phá quá tiểu tinh cầu đi lên thăm dò chơi đùa. Kim Khảo Đặc tính cả Kim hệ con vợ cả cũng không có tiền, căn bản là thuê không nổi tiểu phi thuyền đi ra ngoài chơi đùa, cho nên phi thuyền dừng lại mấy ngày, hắn đều ở ngân quang hào ngốc. Thẳng đến cuối cùng một ngày phi thuyền chuẩn bị phản hàng khi lại ra ngoài ý muốn, không biết nơi nào tới vũ trụ phong bảo, trực tiếp đem phi thuyền vứt ra nguyên lai vị trí, nguyên bản phi thuyền liền tới gần trùng động, này lệch về một bên ly vị trí vừa lúc chính là ở trùng động chính phía trước, mà cũng là lúc này trùng động đột nhiên cũng bạo phát một loại xưa nay chưa từng có dẫn lực. Cái này làm cho phi thuyền chỉ ở nháy mắt đã bị hít vào trùng động. Phi thuyền ở bị hít vào trùng động khi Kim Khảo Đặc cũng đã bị cường đại áp lực cấp áp hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại khi đã không biết qua bao lâu, chờ hắn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào sau, trong lòng càng là sợ hãi, bởi vì bọn họ tới rồi một chỗ không biết vũ trụ chung, hơn nữa rất nhiều người ở trải qua trùng động khi bị không chịu nổi cường đại áp lực trực tiếp bạo chết, mà những cái đó cao giai dị năng giả càng là từ cao giai thẳng hàng rốt cuộc giai. Kim Khảo Đặc cũng là từ cựu giai dị năng giả thẳng hàng trở thành một cái bình thường dị năng giả, hắn sở dĩ không có chết cũng là vì hắn bổn khi trừ bỏ dị năng tu luyện ngoại, cũng thực chú trọng thể thuật tu luyện, lúc này mới làm hắn nhặt về một cái mệnh, mà hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm cư nhiên một cái không dư thừa toàn đã chết. Cái này làm cho Kim Khảo Đặc nghĩ mà sợ, đồng thời, cũng cảm thấy kia đích trường tử chết làm hắn trong lòng cảm thấy đặc biệt có khoái cảm, bởi vì ngày thường kia đích trường tử phi thường kiêu ngạo. Đối bọn họ này đó bằng hệ con cháu thường xuyên đều là vinh mặt hất hàm sai khiến. Kim Khảo Đặc trong lòng đã sớm đối kia đích trường tử oán hận lên, chẳng qua xen vào kia con vợ cả có gia tộc bảo hộ, mà hắn lại muốn gia tộc tài nguyên tới tu luyện cho nên mới không dám đi động kia đích trường tử. Lần này đích trường tử bởi vì ngoại ý muốn chết đi liền tính về đến gia tộc người cũng trách không được hắn, cho nên biết kia đích trường tử chết cũng không có nhiều thương tâm, thậm chí cảm thấy về sau gia tộc tài nguyên hắn có thể phân ra càng nhiều tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới trên phi thuyền ở cái này xa lạ vũ trụ chung một phi chính là 3 năm. Phi thuyền vừa đến này xa lạ vũ trụ khi, trừ bỏ trải qua trùng động khi đã chết không ít người ngoài, cũng không có tái ngộ đến cái gì nguy hiểm, chờ mọi người thu thập bi thương cùng nghĩ mà sợ tâm tình sau, đại gia cũng liền chậm rãi nhẹ nhàng lên. Những cái đó nhà khoa học cùng với viện nghiên cứu người, cùng những cái đó lòng hiếu kỳ đặc cường thăm dò giả, vẫn là mãn nhẹ nhàng ở cái này xa lạ vũ trụ chung thăm dò cùng với thi lên thạc sĩ. Phi thuyền ở trải qua một cái lại một cái tiểu tinh cầu, bọn họ cũng phát hiện không ít tinh cầu, chẳng qua những cái đó tinh cầu tất cả đều là nguyên thủy, liền một cái sinh vật đều không có, hoang vắng tinh cầu. Trên phi thuyền người tìm suốt một năm, vẫn luôn đều không có thăm dò đến cái gì tân phát hiện. Một năm thời điểm bọn họ trừ bỏ thăm dò ngoài, cũng ở tìm về đi kim sao biển hệ lộ tuyến, bởi vì phi thuyền vốn dĩ chính là dân dụng, nguồn năng lượng vốn dĩ cũng không có dự phòng nhiều ít, hơn nữa ăn vật cũng càng ngày càng ít, vốn dĩ ngân quang hào chỉ dự phòng một năm ăn vật. Chẳng qua bởi vì trải qua trùng động khi kia sẽ người đã chết rất nhiều, cho nên ăn vật ở tỉnh ăn kiểm dùng sau là có thể dùng 2 năm. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới chính là 2 năm sau bọn họ đồng dạng tìm không thấy trở về kim sao biển hệ lộ, phi thuyền vẫn luôn ở xa là vũ trụ trung du đãng,
mà khi đó trên phi thuyền nguồn năng lượng đã dùng đến không sai biệt lắm, ăn vật cũng không sai biệt lắm ăn xong, chính là khi đó toàn trên phi thuyền nhân tài bắt đầu khẩn trương lên. Khi đó trên phi thuyền mọi người mỗi ngày khắc khẩu, mỗi ngày nghiên cứu. Thẳng đến cuối cùng các nhà khoa học đề nghị lại một lần đi tìm trùng động, sau đó xuyên qua trùng động thử xem, cái này đề nghị được đến mọi người đồng ý, bởi vì không đồng ý bọn họ sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ đói chết, cùng với đang đợi chết, còn không bằng ở trước khi chết đi đua bác một chút. Có cái này đề nghị bọn họ thực mau liền đi tìm trùng động, vũ trụ trung phi thường đại. Cho dù là bọn họ thăm dò đến một cái trùng động, nhưng kia khoảng cách cũng là phi thường xa. Cho nên chờ bọn họ thật vất vả phát hiện trùng động khi bọn họ ở vũ trụ chung đã có mau 3 năm. Năm thứ 3 khi, trên phi thuyền người vì sinh tồn xuống dưới càng là cướp đem đồ ăn cất chứa lên. Mà vì đồ ăn, trên phi thuyền người càng là bắt đầu tranh đoạt, chậm rãi có không ít người đã đói chết qua đi, có thể sống sót đại đa số là nhà khoa học. Tới rồi cuối cùng, bọn họ vừa đến đặt trùng động bên cạnh khi. Trên phi thuyền người cơ hồ đều không sai biệt lắm chết đói. Mà Kim Khảo Đặc sở dĩ có thể sống sót kia tất cả đều là bởi vì những cái đó người chết thi thể toàn trở thành hắn đồ ăn trong mâm. Hắn đem những cái đó thi thể đều tàng hảo, trộm nấu ăn, thuận đường đem những cái đó đã đói đến hoàn toàn vựng mê người cũng toàn bộ giết đương dự phòng ăn vật. Chỉ có qua phi thuyền vẫn luôn dừng lại ở trùng động bên cạnh, nhưng phi thuyền đã không có nguồn năng lượng căn bản khai bất động. Trên phi thuyền sở hữu có thể mượn nguồn năng lượng, bao gồm những cái đó người máy trên người. Đại hình máy móc thượng nguồn năng lượng bọn họ đã sớm lấy ra tới dùng ở trên phi thuyền dùng. Cho dù là hắn muốn cho phi thuyền đi vào thuyền động hắn cũng không có thể ra sức, hắn muốn đi đi đua một chút xem có thể hay không tìm được có thể có sinh vật có thể sống tới hy vọng đều không có. Cũng đúng là hắn tuyệt vọng thời điểm, lại là một trận vũ trụ phong bão, đem phi thuyền cấp ném tới rồi trùng động trung tâm, phi thuyền theo liền đi vào trùng động, ở tiến vào trùng động khi hắn cũng đồng dạng là hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại sau. Hắn hưng phấn phát hiện cư nhiên tới rồi một cái có người sống trên tinh cầu, cũng chính là hiện tại hắn nơi cái này địa cầu. Kim Khảo Đặc dùng 3 năm thời gian ở lục đục với nhau trong phi thuyền còn sống, cũng là trong phi thuyền duy nhất có thể sống sót người, thật vất vả tất cả mọi người chết hết, thật vất vả hắn có thể độc chiếm phi thuyền, lại còn có dừng ở cái này vừa mới lột xác trên tinh cầu. Có tồn tại hy vọng hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài tìm người, cũng may mắn vừa ra tới hắn liền gặp Lý Khắc Lâm, tại đây trên địa cầu lấy hắn hai nhiều tháng quan sát. Hắn phát hiện cái này tinh cầu cư nhiên lạc hậu kim sao biển hệ sở hữu tinh cầu ngàn năm tả hữu, hơn nữa cái này tinh cầu cũng căn bản không phải ở kim sao biển hệ, mà là người ở đây theo như lời hệ ngân hà. Tại như vậy một cái lạc hậu lại không phải sao kim hệ trên tinh cầu, ngay từ đầu hắn là mờ mịt, chính là hắn nghĩ lại tưởng tượng, hắn từ khoa học kỹ thuật phát đạt, dị năng giả đầy đất chạy địa phương tới. Hơn nữa hắn sở sinh ra tinh cầu chính là lột xác sau ngàn năm sau, hắn đối rất nhiều lột xác động thực vật phi thường quen thuộc. Thật giống như hắn là từ mặt tới xuyên qua cổ đại giống nhau, ở cái này tân sinh trên tinh cầu, hắn có những cái đó tri thức, như vậy liền đại biểu cho hắn có biết trước, tựa như trong tiểu thuyết giống nhau hắn là mang theo bàn tay vàng. Hơn nữa trên phi thuyền càng là có không ít cường đại vũ khí cùng tư liệu, những cái đó tư liệu cùng nguồn năng lượng vũ khí tuyệt đối có thể làm hắn xưng bá toàn bộ tinh cầu, cho nên hắn từ lúc bắt đầu ở cái này tinh cầu thật cẩn thận thăm dò, đến lúc sau có trước nay chưa từng có tin tưởng tràn đầy. Hơn nữa. Hắn trước nay đến cái này trên địa cầu sau, hắn phát hiện trên người hắn còn có một cái độc đáo bí mật bảo bối, với hắn mà nói xương bá cái này tinh cầu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ là hắn không nghĩ tới, hiện tại phi thuyền cư nhiên không thấy, hơn nữa nhìn dáng vẻ như là bị người phát hiện lấy đi giống nhau, phi thuyền vũ trụ là hắn ở cái này vừa mới lột xác tinh cầu là tốt nhất sinh tồn vũ khí sắc bén, này sẽ phi thuyền không thấy hắn nơi nào sẽ không tức giận. Kim Khảo Đặc phẫn nộ hồng mắt, trên tay gắt gao nắm tay. Nâng đầu nhìn không chung, hắn lại một lần phẫn nộ xé gào thét, là ai, rốt cuộc là ai, đừng làm cho ta tìm ra là ai, nếu không ta muốn ngươi không chết tử tế được. Cũng chính là ở Kim Khảo Đặc xé giống thời điểm, đang ở lên đường Thi Luy Luy đột nhiên nàng quay đầu lại, giữa mày khẩn ninh nhìn Nhạc Thành phương hướng, nàng lòng có sở cảm, vừa rồi nàng liền có một loại phi thường không tốt cảm giác. Làm sao vậy, Mục Hạ Viêm thấy Thi Luy Luy đột nhiên động tác cũng cảnh giác lên. Không có gì. Chúng ta nhanh lên đi là được, thì Luy Luy nghi hoặc nhưng cũng nói không rõ là chuyện gì, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy khả năng vẫn là về cái kia ngoại tinh nhân, bởi vì lấy thời gian tính kế, ở ngày đó gặp được cái kia có thể là ngoại tinh nhân sau, nàng liền phỏng chừng kia ngoại tinh nhân có thể là trở về phi thuyền đập chứa nước nơi đó, cho nên ấn thời gian tới tính, hiện tại kia ngoại tinh nhân hẳn là phát hiện phi thuyền không thấy. Mục Hạ Viêm nhìn Thi Luy Luy bởi vì lên đường, mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi duyên cớ.
nàng sắc mặt phi thường không tốt, hiện tại còn ninh giữa mày, hắn nhìn đều đau lòng, nghĩ nghĩ hắn nói, Lùi Nhi, vất vả, thực mau liền đến chúng ta chỉ định địa phương, tới đó sau chúng ta liền nghỉ ngơi một đêm thuận đường chờ Thường Đằng cùng Mục Dương hai người. Mục Hạ Viêm này có thể nói khi biểu tình ôn hòa, hắn nhìn Thi Lùi Lùi khi trừ bỏ cặp kia tuyệt mỹ đơn phượng nhãn phát ra quang ngoại, kia ngữ khi cũng phi thường ôn nhu, có khi Thi Lùi Lùi nghe hắn kia ôn nhu ngữ khi quan tâm nàng khi, không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy kia hình ảnh phi thường không đúng. Ân, Thi Lùi Lùi nhàn nhạt lên tiếng liền không nói chuyện nữa, nàng còn đang suy nghĩ kia ngoại tinh nhân sự, không biết vì cái gì nàng trong lòng luôn có loại cảm giác bất an. Mục Hạ Viêm muốn chạy đến nhanh lên, nhưng là bọn họ đã tiến vào vùng núi, trừ bỏ có một cái quốc lộ cùng đường cao tốc có thể đi ở ngoài, cái khác đường nhỏ phi thường khó đi, hơn nữa cũng là vì ở vùng núi nguyên nhân, chẳng sợ bọn họ đi chính là quốc lộ những cái đó lộ cũng phi thường khó đi, có khi quốc lộ hai bên tất cả đều là núi rừng, liền sẽ thường thường gặp được mấy cái biến dị thú, chẳng sợ bọn họ đội ngũ người không ít, giải quyết mau, nhưng cũng có người thường xuyên bị thương. Có khi kia đường núi là muốn xuyên qua sơn gian, kia quốc lộ chính là trực tiếp xoay quanh ở trên núi đi. Quốc lộ bên cạnh trực tiếp chính là huyền nhai, phi thường hiểm trở, mà cũng bởi vì như vậy bọn họ đội ngũ đi được kỳ thật cũng không mau. Hợp với lại đuổi một ngày đêm lộ, đến ngày hôm sau chạng vạng khi vẫn là không có đến Mục Hạ Viêm nói chỉ định địa phương, hơn nữa ở Mục Hạ Viêm trong đội ngũ đã có vài người bị không nhỏ thương, mà không có Mục Dương ở, những cái đó các đội viên thương cũng không có nhanh như vậy là có thể hảo lên, thì Lùi Lùi nhìn đến bọn họ bị thương khi cũng đều lấy ra hồi xuân đan ma thành phấn tới cấp bọn họ thượng dược. Liền cũng không dám lấy ra quá thuần hồi xuân đan bột phấn. Những cái đó người bệnh vốn dĩ liền không có hảo, nhưng bọn hắn lại gặp nan đề, ở trải qua một cái xuyên qua sơn gian đường hầm khi, bọn họ ở đường hầm đi rồi một nửa, liền phát hiện đường hầm phía trước bị những cái đó xe phá hỏng. Mục Hạ Viêm nhìn đến xe dừng lại phát hiện phía trước tình huống khi, hắn trước tiên khiến cho Lý Hoành mang hai cái tốc độ dị năng giả, cùng hai cái lực lượng dị năng giả đến đi vào đường hầm bên trong đi xem. Nếu là này đường hầm phía trước có quá nhiều xe lấp kín nói, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian làm đội viên xe đẩy, nếu là không có nhiều ít, nhưng thật ra có thể cho đội viên đem xe đẩy đến một bên lại đi. Theo sau hắn lại lấy ra bản đồ ra tới xem phụ cận có cái gì lộ, bọn họ hiện tại đi con đường này là quốc lộ, mặt đường đã xem như tương đối to rộng, mà chung quanh muốn quá này ngồi sơn còn có đường cao tốc có thể đi. Muốn thượng đường cao tốc nói liền phải quay đầu lại xuống núi. Sau đó lại từ đường cao tốc nhập khẩu đi vào mới thượng được đường cao tốc, hơn nữa đường cao tốc một cái khác xuất khẩu chính là ở còn ở hảo xa, hơn nữa rời xa hắn muốn tới chỉ định địa phương. Mà trừ bỏ đường cao tốc ở ngoài, này chung quanh căn bản là không có khác đường nhỏ có thể qua này ngồi sơn, hiện tại bọn họ vị trí đã ly thành phố X rất gần, nhưng kỳ thật Mục gia đại bản doanh cùng với Viêm Thiên căn cứ cũng không phải ở thành phố X, mà là ở Mục Âm Thị. Toàn bộ Mục Âm Thị cơ hồ đều là họ Mục. Mà ở tại Mục Âm Thị người, đại đa số đều tính cũng là Mục gia bên trong người thân thuộc. Từ chiếm toàn bộ thị Mục gia người tới xem, có thể tưởng tượng mà chi Mục gia rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mục Hạ Viêm sở dĩ đi con đường này cũng là vì chỉ cần đi qua này ngồi xuống núi lớn, lại lật qua một cái đường núi thực mau bọn họ liền có thể đi ra vùng núi, vừa đi rời núi khu liền ly Mục Âm Thị không xa. Nói cách khác chỉ cần ra lại lật qua ngồi xuống núi lớn, như vậy ly Viêm Thiên căn cứ liền không xa. Không bao lâu. Tiến đường hầm xem xét bốn người liền đã trở lại. Đội trưởng, phía trước đổ xe không ít, bất quá cũng không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đẩy ra đến một bên đi. Lý Hoành vẻ mặt kính cẩn nói, hắn hiện tại đã coi như là cái tiểu đội trưởng, thủ hạ mang theo chính là hai cái tốc độ hình dị năng giả cùng hai cái lực lượng dị năng giả. Đây cũng là nhiều đến hắn từ lúc bắt đầu liền cùng Mục Vân giao hảo, hắn cũng được đến Mục Vân không ít chiếu cố, cũng mới làm hắn làm thượng cái này tiểu đội trưởng. Đẩy ra dự toán yêu cầu bao nhiêu thời gian, Mục Hạ Viêm nhàn nhạt nói, trên tay còn cầm bản đồ đang xem. Phỏng chừng một giờ tả hữu là được, Lý Hoành phía trước là một bên xem xét khi một bên tính kế thời gian, hắn cũng là biết nếu là đẩy lộ tuyến khẳng định sẽ thực phiền toái. Ân, mặt khác không bị thương người đều đi hỗ trợ xe đẩy, Mục Vân ngươi lưu lại bảo vệ tốt bị thương người, tốc độ nhanh lên. Mục Hạ Viêm nói liền thượng xe vận tải xe đỉnh cảnh giới, hắn là muốn lưu lại bảo hộ Thi Lùi Lùi mẫu tử. Đúng vậy, mấy người lên tiếng đều sôi nổi đến phía trước đi, tính cả Tô Y Nguyên gì ngưng dục mấy người đều cùng nhau xuống xe đi qua xe đẩy. Này sẽ cho dù là sắc trời còn không có đêm đen tới, nhưng ở không có điện cung cấp, đường hầm cũng không có đèn, bên trong cũng là thực hắc ám, vì tỉnh du này sẽ chỉ khai đằng trước một chiếc xe cùng cuối cùng một chiếc xe xe phiền, mà cuối cùng xe chính là Viên An Cường minibus. Viên An Cường nhìn đến phía trước Mục Hạ Viêm đội ngũ tình huống,
hắn nghĩ nghĩ lưu lại hai người thủ xe, làm những người khác đều đi theo hắn đi hỗ trợ xe đẩy. Viên An Cường ở xe vận tải phía dưới nhìn Mục Hạ Viêm nói, Mục đội trưởng, chúng ta cũng qua đi hỗ trợ đi. Hắn một đường đi theo Mục Hạ Viêm lại đây, biết này Mục Hạ Viêm lợi hại. Cũng xem tới được Mục Hạ Viêm khẳng định là Viêm Thiên căn cứ nhân vật trọng yếu, hắn trong lòng đã sớm tưởng trở thành hắn phía dưới đội viên, chẳng qua hắn lấy lòng vài lần, thậm chí mỗi lần ở đánh biến dị thú hoặc là tang thi thời điểm đều cực lực biểu hiện, nhưng Mục Hạ Viêm chính là không có thu bọn họ này đội ngũ ý tứ, bất quá cho dù là không thu, ở Mục Hạ Viêm trước mặt nhiều mạo hai cái phao, tin tưởng khẳng định sẽ có chỗ lợi. Ân, Mục Hạ Viêm lạnh lùng lên tiếng, liền không nói chuyện nữa, Viên An Cường cũng không hề nhiều lời. Nhanh chóng mang theo bốn người đến phía trước hỗ trợ xe đẩy. Thì Lùi Lùi ở trong xe cũng nghe tới rồi bên ngoài tình huống, nghĩ nghĩ, nàng cầm ra một ít hồi xuân đan thuốc bột xuống xe khi còn nhìn thoáng qua ở xe đỉnh Mục Hạ Viêm. Mục Hạ Viêm vừa thấy đến Thì Lùi Lùi liền nhảy xuống tới đến nàng trước mặt, như thế nào xuống dưới, thừa dịp này sẽ ngươi ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Thì Lùi Lùi nguyên bản là tưởng cầm thuốc trị thương đi xem một chút Mục Hạ Viêm trong đội những cái đó bị thương mấy cái đội viên. Những cái đó bị thương cơ hồ đều là phổ người tài ba, khôi phục năng lực không cường, mà nàng phía trước cấp thuốc bột hiệu quả cũng không phải thực hảo, vẫn luôn như vậy đi xuống kia mấy cái đội viên sẽ có nguy hiểm, hơn nữa kia trong đó có hai cái vẫn là thường xuyên hỗ trợ thủ vệ tiểu đội viên, thì Lùi Lùi đối bọn họ cũng tương đối quen thuộc, cho nên nhìn bọn họ khó chịu, nàng cũng có chút nhìn không được. Bất quá này sẽ nàng nghĩ nghĩ, vẫn là lấy thuốc trị thương cấp Mục Hạ Viêm nói, bị thương kia mấy cái đội viên tình huống phòng chừng không tốt. Này đó dược hiệu quả hảo điểm, ngươi cầm đi cho bọn hắn đi. Chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Mục Hạ Viêm tiếp nhận thuốc trị thương, nghe được nàng lời nói, hắn xem ánh mắt của nàng có điểm u hoán, trong lòng cũng cảm thấy ê ẩm lại có điểm cảm thấy bị thương, thì Lùi Lùi đều không có quan tâm quá chính mình, liền kia thủ vệ tiểu đội viên đều hảo quá chính mình. Ân, thì Lùi Lùi chịu không nổi Mục Hạ Viêm kia u hoán ánh mắt, nhanh chóng nhắc tới chân liền hướng về mặt sau mấy chiếc đi đến. Bị thương mấy cái bình thường đội viên phân biệt ở hai chiếc xe thượng, bọn họ phân biệt đều là từ Ngô Duyệt cùng Đường Nhược Nhu chiếu cố, mà Đường Nhược Nhu chiếu cố chính là hai cái thủ vệ tiểu đội viên. Thì Lùi Lùi đến lúc đó, vừa lúc nhìn đến Đường Nhược Nhu một bộ ôn nhu đau lòng biểu tình nhìn hai cái đội viên, nàng vừa nghe đến bên ngoài động tĩnh, thấy được Mục Hạ Viêm đang ở mở cửa xe, biểu tình càng là kinh hỉ, chẳng qua nhìn đến Mục Hạ Viêm mặt sau Thì Lùi Lùi khi tuy rằng nàng che giấu thực hảo. Nhưng Thi Lùi Lùi vẫn là nhìn đến nàng trong ánh mắt chợt lóe mà qua sát ý. Thi Lùi Lùi nhịn không được ninh một chút mày, nhìn chằm chằm Đường Nhược Nhu, chẳng qua nàng đã thay đổi một bộ sắc mặt, nàng biểu tình ủy khuất ánh mắt ai oán nhìn Mục Hạ Viêm, như là Mục Hạ Viêm làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau, Viêm ca ca, lâu như vậy ngươi đều không thấy một chút ta rất nhớ ngươi a. Nàng nói như là bị đả kích giống nhau, thân mình quơ quơ, liền phải hướng về Mục Hạ Viêm nhào qua đi. Mục Hạ Viêm vừa nghe đến nữ nhân này mở miệng, trong lòng liền nhịn không được nổi lên từng trận chán ghét, nhìn đến nữ nhân muốn phát lại đây càng là phiền chán, cút ngay. Hắn trong lòng càng phẫn nộ chính là nữ nhân này lời nói sẽ thực dễ dàng làm người hiểu lầm, hắn rất sợ Thi Lùi Lùi lại hiểu lầm, cho nên hắn vừa nói xong cút ngay hai chữ trên tay tin tốc đem Đường Nhược Nhu một phen lôi ra trong xe ném đến một bên. Mục Hạ Viêm sức lực vốn dĩ liền đại, hơn nữa nghe được Đường Nhược Nhu nói trong lòng liền phẫn nộ dùng lực lượng càng là không ít. Đường Nhược Nhu bị hắn một ném liền ném ra ngoài xe vài mễ, làm Đường Nhược Nhu này nhu nhược người phiên vài cái té ngã, nàng thật vất vả ngồi dậy, vẻ mặt chật vật đau đớn bộ dáng, còn có ánh mắt kia không dám tin tưởng Mục Hạ Viêm như vậy đối nàng, kia trong mắt nước mắt lập lòe. Thì Lùi Lùi nhìn thoáng qua Đường Nhược Nhu liền không hề để ý tới, nàng tưởng không rõ, phía trước rõ ràng Mục Hạ Viêm cũng đã đá nàng một chân làm nàng hôn mê quá khứ, Đường Nhược Nhu mấy ngày này đều không có đi quấn lấy Mục Hạ Viêm. Cũng chưa cho nàng mang đến phiền toái, thì Lùi Lùi còn tưởng rằng Đường Nhược Nhu hẳn là sẽ hấp thụ giáo huấn, không hề đi chọc Mục Hạ Viêm, không nghĩ tới nàng không có hấp thụ giáo huấn cư nhiên còn tưởng chọc Mục Hạ Viêm. Mục Vân ở một khác chiếc xe nghe được động tĩnh, hắn nhanh chóng xuống xe nhìn một chút tình huống, đương nhìn đến Đường Nhược Nhu ngã trên mặt đất khi mày nhịn không được nhíu một chút, này Đường Nhược Nhu dọc theo đường đi tuy rằng không đi chọc Mục Hạ Viêm cùng Thi Lùi Lùi, nhưng lại cho hắn mang đến không ít phiền toái. Những cái đó các đội viên càng là đối Đường Nhược Nhu chán ghét thực, hắn có khi đều không rõ nữ nhân này như thế nào như vậy sẽ tìm đường chết. Đường Nhược Nhu nhìn thoáng qua Thi Lùi Lùi, thấy Thi Lùi Lùi này sẽ trên người vận khí hồng quang càng lúc càng mờ nhạt. Cho dù là nàng hiện tại trên người rất đau, nhưng nàng tâm tình cũng là tốt, nguyên bản nàng là tưởng ở một bên xem Vương Hương Vân cùng Thi Lùi Lùi hai người xé. Bước tiết mục, chờ hai người đấu đến không sai biệt lắm nàng trở ra nhặt tiện nghi,
nào biết Phương Hương Vân trừ bỏ ngày đó không biết vì cái gì cùng cái kia Triệu Thiên Vọng ngủ cùng nhau sao. Liền không còn có một chút động tĩnh, cái này làm cho nàng tức giận thực. Nàng mấy ngày này vẫn luôn là cố nén. Liền ngày đó nhìn đến Mục Hạ Viêm cùng Thi Lui Lui ở trên nóc xe thượng dược khi, hai người thân bí động tác đều làm nàng ghen ghét nổi điên, nhưng nàng vẫn là chịu đựng không đi trêu chọc Mục Hạ Viêm. Nàng cũng không nghĩ làm Mục Hạ Viêm chán ghét, nhưng là không biết như thế nào. Một tới gần Mục Hạ Viêm, nàng liền nhịn không được bị trên người hắn hấp dẫn, đầu cũng là trống rỗng. Cái gì lý trí đều không có, giống như là Mục Hạ Viêm trên người vẫn luôn có cường đại quang hoàn ở trên người hấp dẫn nàng. Làm nàng luôn là nhịn không được muốn đi tới gần, làm nàng liền lời nói đều là theo tâm ý nói ra. Đường Nhược Nhu biết chính mình đã ái Mục Hạ Viêm ái đến điên cuồng, nhưng là Mục Hạ Viêm lại là như vậy đối nàng, vì cái gì, còn không phải bởi vì Thi Lui Lui, nàng đối với Mục Hạ Viêm sở dĩ như vậy đối nàng, tất cả đều là quái ở Thi Lui Lui trên người, khẳng định là Thi Lui Lui tiện nhân này ở, cho nên Mục Hạ Viêm mới có thể như vậy nhẫn tâm đối chính mình. Nàng nghĩ, ngẩng đầu đi xem Thi Lui Lui. Thì Lui Lui này sẽ chính cầm dược. Một bộ nhàn nhạt biểu tình cùng kia hai cái đội viên nói mấy câu, sau đó liền phải giúp người khác thượng dược, mà Mục Hạ Viêm lại nhanh chóng đoạt lấy dược, tự mình giúp đỡ kia hai cái đội viên thượng dược. Kia hai cái viên đội tuy rằng đều là nằm ngồi ở sau ngồi trên, nhưng này sẽ biểu tình lại là kích động vạn phần bộ dáng. Đường Nhược Nhu nhìn đến này đó, trong mắt càng là lóe độc oán, trong lòng đối Thì Lui Lui sát ý càng là nồng đậm. Thì Lui Lui vốn dĩ ngũ cảm liền nhạy bén, nàng cảm giác được Đường Nhược Nhu kia phương hướng sát ý liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Nhược Nhu, vừa lúc nhìn đến nàng trong mắt kia mãnh liệt sát ý, còn có kia mang theo điên cuồng dữ tợn biểu tình. Thì Lui Lui trong lòng cười lạnh, nàng phi thường không hiểu Đường Nhược Nhu vì cái gì như vậy hận nàng. Nhưng là đối với một cái đối chính mình có như vậy mãnh liệt sát ý người, nàng đồng dạng là không nghĩ lưu lại làm hậu hoạn, chẳng qua Mục Hạ Viêm phía trước nói thực minh bạch, Đường Nhược Nhu trên người dị năng thực đáng giá nghiên cứu, muốn lưu lại nàng làm nghiên cứu. Hơn nữa nàng có thể nhìn đến nhân thân thượng vận khí, này cũng làm Đường Nhược Nhu rất có giá trị, như thế làm nàng không dễ giết nàng mà thôi. Nhưng là, nếu Đường Nhược Nhu thật sự có thương tổn nàng động tác, thì Lui Lui cũng mặc kệ nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại giá trị, nàng cũng muốn làm theo giết, nghĩ thì Lui Lui cũng không hề quản Đường Nhược Nhu, nhìn Mục Hạ Viêm đem thuốc trị thương thượng giúp đỡ hai người tốt nhất sau, nàng cùng hai tiểu đội viên cũng nói mấy câu liền về tới trong xe. Trở lại trong xe thì Lui Lui liền lấy ra trong không gian đã lãnh xuống dưới hộp cơm, lần này nàng lấy ra mấy cái hộp cơm, cũng đem Mục Hạ Viêm cùng Mục Vân kêu lên trong xe ăn, mấy người mới vừa cơm nước xong, Thường Đằng liền dẫn người đã trở lại, bọn họ đã đem đường hầm xe đều đẩy ra. Mục Hạ Viêm tuy rằng vội vã lên đường, nhưng nếu đại gia ở chỗ này dừng, hắn cũng thuận đường làm đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chờ cơm nước xong lại lên đường. Thì Lui Lui cũng đã sớm biết Mục Hạ Viêm ý tứ. Cho nên đã sớm làm A Phúc A Tinh liền ở đường hầm trên đất trống, lấy ra công cụ liền bắt đầu làm khởi cơm tới, chờ bọn họ những người này vừa trở về liền có đến cơm ăn. Mọi người khi trở về ngửi được trong không khí kia phiêu tán cơm hương đều nhịn không được nuốt nước miếng, bọn họ cũng thật nhiều thiên không có ăn cơm tẻ, vẫn luôn đều lên đường, ăn cơm đều là ở trên xe ăn lương khô, miệng đạm ra cái điều tới, hiện tại ngửi được cơm mùi hương nguyên bản bọn họ tinh thần đều có điểm mỏi mệt, này sẽ xác tinh thần rất nhiều. Mỗi người nhìn A Phúc chuẩn bị đồ ăn đều hai mắt sáng lên. Lui Lui, vẫn là người đối chúng ta tốt nhất, nhớ rõ chúng ta không có ăn cơm, yêu người muốn chết. Dì Ngưng dục chụp một câu mông ngựa, dưới chân nện bước bay nhanh hướng A Phúc đặt ở trên đất trống một cái bàn thượng, trên bàn trừ bỏ hai đại nồi cơm tẻ còn sao mấy tô đồ ăn, kia đồ ăn dùng bồn trang có thể nghĩ có bao nhiêu đại phân. Người khác nhìn thấy những cái đó đồ ăn, bước chân cũng phi mau, Mục Hạ Viêm thấy mọi người đều đói bụng cũng không làm chờ. Mọi người cầm Thi Lui Lui chuẩn bị dùng một lần bát cơm liền bắt đầu trang cơm trực tiếp ngồi xổm chung quanh thượng ăn. Viên An Cường nhìn đến những cái đó đồ ăn nước miếng đều thiếu chút nữa chảy xuống dưới, trong lòng càng là hâm mộ thực, nhưng là hắn không dám qua đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn, mà chính mình mấy người đột nhiên nuốt nước miếng, thậm chí trong đó một cái đội viên nhìn những cái đó đồ ăn ánh mắt càng là lộ hung quang, kia thân mình càng là nhịn không được liền phải về phía trước đi. Viên An Cường phát hiện đồng đội khác thường. Liền chạy nhanh đem người cấp kéo lại, còn hảo hắn tay chân mau, nếu không làm này đội viên sằng bậy kia nhưng đến không được. Thì Lui Lui nhìn đến Viên An Cường đội viên đều như vậy, liền làm cho bọn họ lấy bát cơm cùng nhau ăn, vốn dĩ nàng chính là làm A Phúc làm đủ mọi người ăn đồ ăn. Hơn nữa người khác tuy rằng vẫn luôn đi theo, nhưng là đánh biến dị thú cùng tang thi gì đó đều là có hỗ trợ, cũng không phải chỉ đi theo chuyện gì đều không làm, rốt cuộc bọn họ ăn no cơm kia càng tốt hỗ trợ đánh tang thi biến dị thú không phải. Không bao lâu,
Một bàn đồ ăn thực mau liền ăn xong rồi, mọi người cũng đều lộ ra thỏa mãn biểu tình, A Phúc cũng nhanh chóng thu thập khởi những cái đó nấu cơm công cụ tới. Cơm nước xong này sẽ đã là buổi tối, sắc trời cũng đen xuống dưới. Nhưng Mục Hạ Viêm cũng không có muốn tại đây đường hầm quá tin tức, hắn mệnh lệnh tiếp tục lên đường, mọi người cũng chỉ có thể đánh lên tinh thần tiếp tục lên đường, chẳng qua bọn họ mới vừa lên xe, liền phát hiện ở đường hầm mặt sau vào được một chiếc xe, kia chiếc xe mở ra đèn vẫn luôn hướng về bọn họ nơi này mở ra, chúng nhìn đều cảnh giác lên, tuy rằng là một chiếc xe khả năng kia đội ngũ người không nhiều lắm, nhưng tại đây mà thế bọn họ vẫn là tương đương cẩn thận. Bởi vì kia chiếc xe vẫn luôn mở ra ánh đèn, mọi người đều nhìn không tới là cái gì xe, thẳng đến kia xe gần sau Mục Vân mới cao hứng nói, là Mục Dương Thường Đằng bọn họ. Hắn nói ngay lập tức xuống xe, bước nhanh đi qua đi. Thường Đằng nhìn thấy Mục Vân đồng dạng cũng dừng lại xe, Mục Dương nhảy xuống nói, rốt cuộc đuổi theo các ngươi. Hắn thần sắc có điểm mỏi mệt, rốt cuộc vừa ra võ đang ra tới bọn họ liền không có đỉnh quá ở truy, mấy đêm đều không có ngủ qua. Đã trở lại liền hảo. Lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mục Hạ Viêm nhìn đến bọn họ bình an cũng yên lòng, biết bọn họ có việc muốn báo cáo cũng liền mở cửa xe làm cho bọn họ nhanh chóng lên xe. Mục Vân ấn bài một cái đội viên đi khai Thường Đằng này chiếc xe sau, mấy người tất cả đều tới rồi Mục Hạ Viêm ngồi trên xe, không một hồi đoàn xe tiếp tục xuất phát, mà Mục Dương ở trong xe hướng về Mục Hạ Viêm báo cáo ở võ đang cùng Thanh Thần Đạo Trưởng sự tình. Thanh Thần Đạo Trưởng ý đồ cùng Mục Hạ Viêm suy đoán không tồi. Thanh Thần Đạo Trưởng là tưởng cùng Mục gia hợp tác. Hợp tác nội dung rất đơn giản, chính là trực tiếp dựa vào Mục gia, hy vọng được đến Mục gia trợ giúp cùng bảo hộ, đương nhiên bọn họ võ đang cũng lấy ra võ đang tuyệt học Thái Cực Kiếm Pháp lấy biểu thành ý. Thái Cực Kiếm Pháp là phái võ đang truyền lại đời sau tuyệt kỹ. Hối đạo gia tư tưởng chi tinh túy, tập âm dương hai cực chi khí phách, vô luận kiếm chi nặng nhẹ, cũng có thể xa gần thu phóng tự nhiên. Nếu không phải võ đang hiện tại xuống dốc yêu cầu một cái cường đại minh hữu, phỏng chừng võ đang là sẽ không lấy ra truyền lại đời sau tuyệt kỹ ra tới. Ở võ đang Mục Dương cùng Thường Đằng cùng Thanh Thần Đạo Trưởng cũng là vì nói đến tương đối thuận lợi. Cho nên mới nhanh như vậy đuổi theo Mục Hạ Viêm. Đúng rồi, chúng ta mới vừa cùng Thanh Thần Đạo Trưởng nói xong khi Vương Hương Vân cùng Triệu Thiên Vọng cũng là tìm được rồi Thanh Thần Đạo Trưởng. Phỏng chừng bọn họ là muốn tìm Thanh Thần Đạo Trưởng nói chuyện hợp tác sự. Cũng không biết Thanh Thần Đạo Trưởng có thể hay không ở cùng chúng ta hợp tác đồng thời lại cùng bọn họ hai nhà hợp tác. Mục Dương đem báo cáo sau khi nói xong nhớ tới gặp được Vương Hương Vân Triệu Thiên Vọng sự tới. Thanh Thần Đạo Trưởng đã lấy ra quá cấp kiếm pháp cho chúng ta, phỏng chừng hắn sẽ không như vậy ngốc hai bên đều lấy lòng đi. Này đối bọn họ không có gì chỗ tốt, Mục Vân nhưng không tin Thanh Thần Đạo Trưởng sẽ làm như vậy. Việc này không cần nhiều để ý tới, về đến gia tộc lại thảo luận, các ngươi đều mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi đi. Mục Hạ Viêm nhàn nhạt nói, mấy người nghe xong đều tĩnh lặng lại. Cũng không để ý nhiều Vương Hương Vân cùng Triệu Thiên Vọng đi võ đang sự, hơn nữa bọn họ cũng xác định là mấy ngày không có nghỉ ngơi qua. Cả người thân thể đều sẽ có chút chịu không nổi. Còn hảo này một đêm bọn họ cũng không có gặp cái gì nguy hiểm, chỉ là ngẫu nhiên gặp một hai cái biến dị thú. Nhưng bởi vì giai đoạn không cao, thực dễ dàng giải quyết, nhưng tới rồi ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, bọn họ lại gặp được vấn đề, phía trước đột nhiên một cái phanh gấp, mặt sau xe thiếu chút nữa liền theo đuôi, còn hảo bởi vì lộ khó đi. Cho nên đại gia đi được cũng không phải thực mau. Phía trước xe ngừng lại, nhưng cũng không có đánh nhau thanh âm. Mục Vân xuống xe nhìn một chút, trợn tròn mắt, phía trước quốc lộ tách ra. Bọn họ tuy rằng là một đêm lên đường, nhưng cũng không có rời đi vùng núi, hơn nữa đều là đi những cái đó bản sơn đi quốc lộ, ở trên núi đường núi thập phần khúc chiết, hơn nữa con đường này bên trái tất cả đều là huyền nhai, cho nên bọn họ đoàn xe khai thật sự chậm, liền sợ một không cẩn thận khai đến nhanh sẽ liền người mang xe rớt xuống dưới vực sâu. Nhưng hiện con đường này lại như là bị bầu trời tảng đá lớn cấp sinh sôi tạp chặt đứt một đại đoạn, hoàn toàn không qua được. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, đều tới rồi phía trước nhìn thoáng qua, thì Lui Lui cũng đi theo xuống dưới nhìn thoáng qua, nàng phỏng chừng nếu là mặt thế tới khi, bầu trời thiên thạch rơi xuống tạp tới rồi này quốc lộ, trực tiếp đem này quốc lộ tạp chặt đứt. Viêm ca này phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải về đầu sao? Mục Vân vội vã nói. Đừng nóng vội, Mục Hạ Viêm nhàn nhạt nói. Mục Hạ Viêm nhìn kỹ một chút, này quốc lộ đại khái tách ra 20 mét, tuy rằng là tạp chặt đứt, nhưng ở trên vách núi đá còn giữ có thể mượn lực hòn đá tiểu môi cao, nếu thi triển khinh công nương những cái đó hòn đá tiểu môi cao quá khứ lời nói hẳn là không có vấn đề. Nhưng là này quốc lộ phía dưới chính là huyền nhai, một cái không cẩn thận không dẫm đến môi cao nói, ngã xuống liền nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ xe cũng không qua được,
bất quá xe nhưng thật ra có thể thu vào trong không gian mang qua đi. Chẳng qua Mục Hạ Viêm không gian hắn không nghĩ bạo lộ, mà Thi Lui Lui không gian phỏng chừng cũng là không nghĩ bạo lộ, chỉ có Mục Dương không gian có thể dùng, nhưng Mục Dương không gian tương đối tiểu, phỏng chừng hiện tại nhưng dùng không gian cũng chỉ có thể vừa mới có phòng chống buông một chiếc xe, nói như vậy Mục Dương liền phải hai bên qua lại chạy mấy tranh, điểm này tương đối phiền toái. Nhưng là nếu không đi con đường này, quay đầu lại muốn vòng đến phi thường xa, hơn nữa hiện tại lộ cũng càng ngày càng nguy hiểm, ở trên đường nhiều mốc một ngày, liền nhiều nguy hiểm một ngày, nghĩ nghĩ vì nhanh lên rời núi khô, hắn vẫn là làm mọi người xuống xe, chuẩn bị làm người thi triển khinh công qua đi, mà những cái đó sẽ không khinh công, một người mang lên một cái qua đi là được. Vì an toàn, Mục Hạ Viêm cùng mọi người liền tại đây chặn đường cướp của trước mặt thương lượng một hồi lâu, thực mau Mục Hạ Viêm liền quyết định chính là dùng hắn tưởng phương pháp qua đi. Sẽ khinh công một người bối thượng một cái hoặc là ôm đều được, nhưng muốn dị thường cẩn thận, mà những người khác không có quá khứ liền ở chung quanh cảnh giới, lấy miễn có biến dị thú hoặc là tang thi ra tới. Thực mau Tô Y Nguyên cùng dì Ngưng Dục hai người các mang theo một người trước thi khinh công qua đi, này hai người đều là ở cổ võ thế gia lớn lên, khinh công càng là thuần thục thực, cho dù là các mang theo một người qua đi hai người đều là thực nhẹ nhàng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của chúng tôi, nhớ like, share và đăng ký kênh Miu Tì Audio hoặc bấm chuông bên dưới để theo dõi bộ truyện mới nhất. Cảm ơn.